Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn Chút kỷ niệm xưa của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Hồng Đào và chính tác giả. Phần kỹ thuật và nhạc đệm do Duy Quang phụ trách. Tôi nhớ mãi cuối năm để ngủ, tức là lớp 8. Vừa nghỉ hè được 2 tuần thì bố tôi bảo tôi thu xếp quần áo, nhét vào một chiếc vali nhỏ, chuẩn bị đi với chú tôi. Lần đầu tiên phải xa gia đình, tôi biện diện lắm. Bố tôi bảo, muốn nên người thì đi theo chú mày, ở nhà cứ lêu lỏng với mấy thằng hàng xóm, thi cử đến nơi rồi, làm sao mà đỗ được. Mẹ tôi đứng bên cạnh cũng phụ họa theo. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng con ạ. Lại đấy người ta chỉ bảo cho phải ngoan ngoãn vâng lời. Ở nhà bố mày độc tắt mặt tối, có thì giờ đâu mà ngó đến bài vở của mày. Rồi chú tôi mang mobilet đến chở tôi sang khu bàn cờ. Lúc chia tay, mẹ tôi dúi vào túi tôi mấy chục bạc toàn là tiền lẻ và ân cần dặn: này, chủ nhật có nhớ nhà thì đón xe buýt mà về nhá. Phải chịu khó siêng năng học hành, học giỏi thì muốn gì mẹ cũng mua cho hết đấy. Tôi chớp mắt cố gắng ngăn dòng lệ, leo lên yên sau, quàng tay ôm chặt lấy bụng chú tôi. Chiếc xe gắn máy rú lên, khói phun thành luồng phía sau, đưa hai chú cháu tôi ra con đường lớn, rẽ về hướng chợ Sài Gòn. Tôi không dám quay lại, nhưng biết chắc mẹ tôi đang nhìn theo với ánh mắt tội nghiệp. Ngày ấy chú tôi có một dãy nhà gỗ ngăn làm nhiều phòng cho thuê, mà cư dân phần lớn là người miền Bắc mới di cư vào Nam được 1-2 năm. Họ là những gia đình có chút vốn riêng, không muốn tập trung ở các trại định cư xa thành phố, nhất là không muốn theo sự khuyến khích của chính phủ về các khu dinh điền bám lấy nghề làm ruộng. Họ nán lại Sài Gòn tìm nghề vớ vẩn, đa số là những công việc lao động chân tay. Trong số những người mướn nhà của chú tôi có một nhóm học sinh 4 người rất hiếu học. Họ ở chung căn phòng rộng nhất trên lầu, tất cả đều lớn tuổi hơn tôi. Người thì chuẩn bị thi trung học, người sắp thi tú tài. Chú tôi cho tôi một căn buồng nhỏ ngay bên cạnh để ngày ngày nhìn các đàn anh mà bắt chước. Chú tôi dẫn tôi vào gặp họ, bảo khoanh tay cúi đầu chào, rồi nói: trong gương các anh đây này, phải chăm chỉ như thế mới mong có ngày nở mặt nở mày với thiên hạ. Rồi quay về phía họ, chú tôi ôn tồn bảo: nhờ các anh dạy dỗ nó hộ tôi, hễ nó lười thì cứ thước kẻ mà quất vào đi. Chú tôi đi rồi, anh Long, người lớn tuổi nhất, quăng cho tôi cuốn sách pháp văn, bảo ra ngồi ngoài gốc cây học thuộc lòng bài tập đọc thứ nhất. Tôi ngơ ngác không hiểu gì, vì sinh ngữ đang học là anh văn, nhưng sợ quá không dám có ý kiến. Dưới mắt tôi, anh Long đúng là hình ảnh một thanh niên lý tưởng, từ cái dáng người tầm thước, khuôn mặt trắng trẻo, nói năng thông suốt và thái độ lúc nào cũng trang nghiêm. Gặp anh lần đầu, tôi đã khắc ghi ngay một ấn tượng thật mạnh, và tôi thầm nhủ mai sau lớn lên tôi sẽ bắt chước cái phong thái trí thức và chững chạc của anh, để chú tôi có thể hãnh diện đem khoe thằng cháu với thiên hạ, giống như ông vẫn thường ca ngợi anh Long với tôi từ mấy tháng nay. Tôi ngồi ở gốc cây phượng ngay trước cửa phòng anh Long, thỉnh thoảng liếc mắt trông vào. Ánh nắng gay gắt xuyên qua nhánh lá thưa thớt rọi thẳng xuống đầu tôi. Cuốn sách mở rộng đặt ngay ngắn trên đùi, nhưng tôi không đọc được chữ nào. Mấy con chim sẻ xả xuống nhảy tung tăng bên cạnh hàng rào, con chuồn chuồn bay la đà rồi dừng chân ngay trên nhánh phượng thật thấp ngay trong tầm tay của tôi, nhưng tôi đành chịu không dám chộp bắt. Ngoài đường, những đứa trẻ cùng trang lứa với tôi ồn ào qua lại, rủ nhau trèo cây hái trái bắt tổ chim, hò hét reo cười khiến tôi càng nôn nao khổ sở. Tôi thấy mình như bị giam lỏng, ngứa ngáy chân tay, tiếc nuối những ngày hè ngắn ngủi vừa qua. Bên trong, anh Long và ba ông bạn lúc nào cũng cắm đầu hí hoáy viết, hình như cả ngày không ai nói với nhau lời nào, hoặc chỉ nói những câu rất cần thiết. Họ giống như những vị tu hành trẻ tuổi giam mình trong khuôn viên tu viện, tịnh khẩu để suy ngẫm cuộc đời mai sau. Mảnh bằng làm họ điêu đứng quá. 7 năm trung học phải bước qua 3 cây cầu cay đắng: bằng trung học để nhất cấp, tú tài phần 1,
và tú tài phần 2 mà kết quả mỗi kỳ thi thường chỉ được chấm đậu với tỷ lệ trên dưới 10%. Người ta có cảm tưởng Bộ Giáo dục và các thầy, các cô cố tình toa dập với nhau để giảm thiểu nhân tài. Mà điều này có lẽ đúng, bởi lề lối học thi và nhất là cách thức chấm thi khó có thể bảo đảm được sự công bằng giống như tú tài IBM sau này. Những môn khoa học toán hoặc khoa học thực nghiệm thì tương đối còn có tiêu chuẩn rõ rệt bởi bài giải có đáp số cụ thể. Còn những bài luận văn chương, những bài dịch sinh ngữ hoặc những môn khoa học nhân văn đòi thí sinh phải làm luận thì quả thực sự may rủi hầu như không thể nào tránh khỏi. Có những ông thầy suốt đời khắt khe, hà tiện, đặt bút xuống chỉ phê con số 1, số 2 hoặc rộng lượng lắm mới cho thí sinh 5 điểm. Thì thí sinh khó mà đạt được mức trung bình. Có lẽ ngày trước các ông học hành vất vả quá, cho nên bây giờ oán trả ơn đền, chút xuống đầu thế hệ kế tiếp, giống như nàng dâu bị mẹ chồng hành hạ, sau này khi trở thành mẹ chồng thì lại cứ vết xe cũ mà đi. Học trò thủa ấy không ai không biết giai thoại thầy Võ Văn Lúa. Chấm thi lúc nào cũng chỉ cho 1-2 điểm, mà ông có vẻ rất hãnh diện về sự nghiêm khắc của mình. Ông khó quá đến nỗi cái tên riêng của ông dần dần biến thành một hình dung từ đồng nghĩa với chữ xui xẻo hay mạt vận. Chẳng hạn người ta nói đi thi mà gặp ông đó là kể như lúa rồi, hoặc vào vấn đáp mà chúng ông giáo sư y thì là lúa là cái chắc. Cho nên nghĩ cho cùng thì cái câu học tài thi phận cũng phản ánh phần nào sự thật về hệ thống giáo dục thời đó. Và ai đã từng nếm trải những chua chát của đoạn đường lều chõng trông gai thì mới thấy thấm thía hết cái đắng cay của bài mảnh bằng mà ban AVT thường hát trong các buổi đại nhạc hội. Tôi nhìn anh Long và những người bạn tự nhốt mình liên tục trong căn phòng nhỏ kia, đôi lúc cảm thấy vô lý, dù rằng tôi biết chính tôi chỉ nay mai cũng sẽ phải chúi đầu vào sách vở như họ, mới hy vọng giật được mảnh bằng vô dụng vào cuối năm đệ tứ. Những ngày kế tiếp, tôi làm quen dần với nếp sống mới, bớt thấy cô đơn hơn dù không có gia đình bên cạnh. Giang sơn của tôi vẫn là gốc cây phượng những ngày nắng ấm và mái hiên thấp lè tè gặp những hôm mưa rào đột ngột. Tôi đã rụt rè lấy hết can đảm xin anh Long đổi cho cô cuốn sách, và anh dễ dãi quăng cho tôi cuốn Lăng Le Vivant để tập đọc. Anh cũng cho phép tôi thỉnh thoảng được quét dọn nhà cửa cho anh, đồng thời xếp lại những cuốn sáng tạo và văn hóa ngày nay anh dựng trên chiếc kệ gỗ ở đầu giường bên cạnh chồng sách giáo khoa. Cũng có hôm anh sai tôi lấy giấy báo lau những cái chụp đèn bị ám khói, hoặc chạy ra đầu ngõ mua dầu lửa, hay bơm cho anh cái bánh xe đạp bị xì hơi. Làm những công việc vặt vãnh ấy tôi thích lắm, bởi nó cho tôi những giây phút thoải mái hơn là cứ phải cầm cuốn sách tiếng Anh ngồi tù túng ở gốc cây. Tôi cũng bớt sợ anh Long hơn, thậm chí dám len lén mang cuốn Bên Kia Bến Hải của Bộ Thông tin ra ngồi ở gốc cây đọc, theo dõi chuyện đấu tố ở miền Bắc. Về phần anh Long và ba người bạn trong phòng thì ngày này qua ngày khác như những cái máy không một chút thay đổi. Ngay cả những lúc sang nhà bên cạnh ăn cơm, họ cũng đặt cuốn sách trong tầm nhìn để vừa nhai vừa nhẩm bài học. Lúc mệt quá thì họ đứng dậy vươn vai hoặc mang sách lại giường nằm đọc. Cũng có khi anh Long ra sân, cúi xuống nâng cặp tạ đúc bằng xi măng, tập vài động tác thể dục cho giãn gân cốt rồi lại trở vào ngồi xuống vị trí cũ. Khi nào sảng khoái lắm, anh mới đọc to mấy câu thơ trong bài Hàn Nho Phong Vị Phú của Cao Bá Quát, rồi cùng ba người kia bàn bạc vài phút về các điển cố Hán tự tối nghĩa. Buổi tối ăn cơm xong, họ đi bách bộ vài vòng sân rồi lại tiếp tục học. Bốn ngọn đèn dầu khêu lớn đặt trước mặt lôi kéo hàng đàn mối bay lượn chung quanh chết lả tả trên bàn học. Cả phòng im phăng phắc, chỉ nghe tiếng đập mũi chen với tiếng tích tắc của cái đồng hồ tròn hiệu con gà đặt ở đầu bàn. Lâu lâu một người đứng dậy tiến lại góc nhà lấy cái ống bơm mang tới xịt liên hồi xuống gầm bàn để đuổi mũi. Mùi hăng nồng giống như dầu hôi bốc lên khắp nhà, nhưng dường như chẳng giết được con muỗi nào mà chỉ tạo cho một người một cái chút tâm lý yên lòng vì có thuốc muỗi bên cạnh mà thôi. Như một cái máy, cứ đúng 9 giờ anh Long bảo tôi đi ngủ, còn anh và bạn bè ngồi nán lại đến gần nửa đêm
rồi mới kéo nhau ra bờ giếng, múc nước xối ào ào, cười đùa thoải mái. Một ngày nặng nề trôi qua, hình như chỉ có lúc đứng tắm bên nhau, họ mới tạm quên bài vở để chia sẻ những câu chuyện vui ngắn ngủi trước khi lên giường. Mà ngay cả chuyện vui của họ, tôi cũng chẳng thấy có gì đáng gọi là vui. Ở tuổi anh Long, nhiều người đã có đào hoặc sắp lấy vợ, đem chuyện tình kể cho nhau nghe. Riêng anh và ba ông bạn già trước tuổi kia thì chỉ biết đến chữ nghĩa, cho nên nói cái gì đi nữa thì rồi cũng trở lại với bài vở. Đứng tắm với nhau, họ đọc to mấy câu thơ tự do trong báo Sáng Tạo, rồi cùng phá lên cười chế giễu. Tôi nghe anh Long giảng, người ta đã phân biệt hai loại văn là tản văn với vận văn, nghĩa là văn xuôi và văn vần. Văn vần tức là thơ, thơ chỉ hay khi có vần có điệu, muốn chế kiểu nào thì chế, nhưng hễ mà không có vần có điệu thì không thể nào gọi là thơ được. Cả ba người kia đồng ý ngay, theo thói quen của họ từ trước đến nay là chưa bao giờ có ý kiến trái ngược với anh Long. Dãy nhà của chúng tôi hình chữ N, tổng số phòng cho thuê gồm đến hơn 10 căn, tất cả đều hướng mặt vào khoảng sân xi măng khá rộng và xài chung một cái giếng ở cuối sân. Đêm đêm khi anh Long và ba người bạn ra tắm là lúc mà đa số mọi nhà đều đã khép cửa kín mít, không còn ai ra múc nước nữa. Phần lớn họ là dân lao động, cho nên ai cũng tỏ ra nể trọng và dễ dãi đối với những cậu học trò miệt mài đèn sách. Nhóm anh Long có làm ồn một chút cũng chẳng ai nỡ lên tiếng trách. Ngày thi càng gần, anh Long và bạn bè càng thức khuya. Có đêm tôi đã chợp mắt thiếp đi một lúc, giật mình tỉnh dậy vẫn thấy phòng bên cạnh còn sáng và tiếng đập mũi vẫn thỉnh thoảng vọng sang. Tôi rón rén ra đầu nhà đi tiểu, ngang qua phòng anh Long liếc mắt trông vào, nhìn thoáng bốn khuôn mặt đăm chiêu tư lự bên mấy ngọn đèn vặn nhỏ. Tôi chợt mong cho mình trắng lớn để cùng đứng vào hàng ngũ những người siêng năng xách đèn như anh Long. Bà Tư ở gian bên cạnh nấu cơm tháng cho chúng tôi, có cô gái 16 tuổi rất xinh đẹp. Ngày hai buổi, bữa trưa bữa tối, tôi thường thấy cô lấm lét nhìn anh Long cảm phục. Nhưng tôi chắc cô không dám có cao vọng nâng khăn sửa túi cho anh Long, bởi anh sắp trở thành ông Tú. Cả bà Tư mẹ cô dường như cũng biết con gái mình tuy có chút nhan sắc, nhưng hoàn cảnh mẹ quá con côi, lại thuộc giới bình dân lao động, nên bà chẳng dám khuyến khích con leo trèo quá cao sợ vấp ngã. Thời ấy, phòng thông tin đô thành thường vẫn hay tổ chức những buổi văn nghệ lưu động cho công chúng. Có một đêm họ về diễn gần nhà, cô Chi muốn đi xem nhưng con gái không thể đi một mình. Cô bèn rủ tôi vì cô vẫn coi tôi như đứa em. Thấy tôi có vẻ ngần ngại, cô thay bộ quần áo mới còn nguyên mùi băng phiến, chải tóc gọn ghẽ, sức chút dầu thơm, rồi chạy lên lầu xin phép anh Long hộ tôi. Tôi thấy anh Long và cả ba người bạn cùng ngẩng lên trố mắt nhìn cô, vì lần đầu tiên thấy cô khác hẳn mọi ngày, không còn cái hình ảnh lam lũ như khi múc nước ở bờ giếng hoặc từ bếp bưng mâm cơm đặt lên bàn mời họ ăn. Cô bé lọ lem hôm nay đã biến dạng để trở thành một thiếu nữ mỹ miều, đem chút màu hồng đến cho bốn chàng thư sinh suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào sách vở. Cô đứng ở cửa, hai bàn tay đan vào nhau, gật đầu chào mọi người. Tôi cứ tưởng một mình xuất hiện trước bốn người đàn ông cô phải lúng túng lắm, nhưng không ngờ cô rất tự nhiên. Cô nhìn anh Long nhã nhặn lên tiếng, em lên xin phép các anh cho Tổng nó đi xem văn nghệ tối nay với em. Anh Long đẩy ghế đứng dậy, tiến lại gần cô và tươi cười hỏi lại, tối nay có văn nghệ à? Vậy mà chúng tôi chả biết gì cả, ở đâu vậy cô? Tôi đoán là anh Long chỉ làm bộ, bởi vì suốt buổi chiều xe phóng thanh của phòng thông tin đã chạy tới chạy lui hô hào đồng bào, kéo theo cả lũ con nít trong xóm hò hét phụ họa. Không lẽ anh chăm học quá đến nỗi không nghe thấy? Cô Chi lễ phép đáp, thưa ở ngoài trường học ạ. Anh Long chăm chú nhìn cô rồi quay sang nhìn tôi và gật đầu nói, vâng, cô cho Tầm nó đi đi, đi với cô thì chúng tôi an tâm lắm. Một người bạn của anh Long đang hí hoáy viết thấy vui câu chuyện cũng quăng cây bút xuống bàn và tinh nghịch hỏi, sao cô không rủ anh em chúng tôi mà lại chỉ rủ có mình thằng Tòng? Trước câu hỏi chọc ghẹo ấy, cô Chi không hề nao núng, cô điềm tĩnh đáp, dạ em thấy các anh bận học nên em không có dám làm phiền, thôi em
Em xin phép các anh ạ. Dứt lời, cô kéo tay tôi xuống lầu. Tới chân thang, tôi quay lại ngước mắt trông lên, thấy anh Long vẫn còn đứng nhìn theo cô Chi. Cái nhìn không hẳn là ngây ngất, mà chỉ vì ngạc nhiên. Tôi ra giếng múc nước rửa mặt, rồi vào phòng thay quần áo dài và sơ mi trắng. Ngoài đường, từng cụm người vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ. Đêm văn nghệ hoặc chiếu bóng công cộng bao giờ cũng là một biến cố lớn, xóa tan cái bề mặt bình lặng quanh năm của khu xóm. Cô Chi đứng chờ tôi ở cửa phòng, ánh mắt vẫn còn chan hòa niềm vui, có lẽ vì lần đầu tiên được đám anh Long dành cho sự chú ý trong mấy phút vừa qua. Chúng tôi bước ra đường nhập bọn cùng đoàn người đang ồn ào thả bộ về phía sân trường tiểu học. Dọc đường, cô hỏi thăm tôi khá nhiều về anh Long. Tôi ngu quá, cứ hết lời tán tụng anh, đưa anh lên quá cao, nhấn mạnh mãi là anh học rất giỏi, mai sau thể nào cũng thành ông nọ ông kia. Trong cái xã hội còn nặng tính giai cấp thủ ấy, việc tôi tâng bốc anh Long càng làm cô thêm mặc cảm. Thấy rõ khoảng cách giữa anh và cô quá lớn, khó có thể tiến đến với nhau được. Tôi thấy mắt cô buồn thiu và lâu lâu lại thở dài. Mãi đến khi chúng tôi đứng lẫn vào dòng khán giả đông nghẹt trên sân cát, nghe hát và xem ảo thuật, tôi mới lại thấy cô vui, cười khanh khách từng chập và thậm chí hát theo vài bài ca quen thuộc trên sân khấu. Mấy gã thanh niên lượn tới lượn lui buông lời chọc ghẹo, cô làm như không nghe thấy. Có gã bạo dạn tới vỗ vai tôi và hỏi: "Ê nhỏ, chị mày tên gì vậy?" Tôi thấy mặt gã hung tợn quá nên lúng túng không dám trả lời, chỉ đưa mắt nhìn cô. Cô vội kéo tay tôi và khẽ nói: "Thôi, về em, xem vậy đủ rồi. Chắc chỉ còn vở kịch nữa là hết. Chị cứ hứa với anh Long là đưa em về sớm." Tôi hơi tiếc rẻ nhưng đành theo cô lách đám đông ra phía cổng trường. Trong câu chuyện dọc đường, tôi tình cờ nhắc đến anh Long, nhưng cô nói lảng ngay sang chuyện khác, bình phẩm về buổi văn nghệ vừa rồi. Tôi biết từ lâu cô vẫn chú ý đến anh Long một cách sâu đậm, vì cô hay gợi hỏi tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ tiết lộ với anh Long điều đó, bởi dưới mắt tôi ngày ấy, anh Long đứng ở nấc thang quá cao, cô Chi không thể nào với tới được. Tối nay có lẽ cô cũng bắt đầu nhận ra điều ấy, cho nên kể từ sau đêm văn nghệ, cô bỏ cuộc hẳn, không nhắc đến anh Long lần nào nữa. Mà cô quyết định như vậy cũng phải, bởi tôi biết anh Long không quan tâm đến cô. Nói đúng hơn, anh chưa để ý đến chuyện tình cảm. Ở tuổi 18, mảnh bằng tú tài toàn phần đang là cái đích to lớn che lấp hết mọi mơ ước khác của anh. Trong số những gia đình thuê nhà của chúng tôi, đâu phải chỉ có mình bà Tư có con gái đang ở tuổi dậy thì. Ở căn hộ đầu tiên có cô Dung học đệ tứ trường Gia Long, nghĩa là hơn tôi một lớp. Mỗi lần đi học hay đi lễ nhà thờ, cô thường mặc áo dài trắng trông rất đài cát. Tuy không thân với cô nhưng lâu lâu tôi cũng có sang mượn sách toán của cô, và cô cũng hay hỏi thăm tôi về anh Long. Có lần cô trao cho tôi cái phong thư nhỏ màu trắng và bảo: "Này, Tòng đưa giùm tôi cái này cho anh Long nhé." Tôi nắn cái phong bì thấy cộm cộm trong đó, liền hỏi một câu ngớ ngẩn: "Chị viết gì cho anh Long vậy? Thư tình hả?" Cô mỉm cười chớp mắt đáp: "Đừng có tò mò, cứ đưa đi. Nhưng mà đừng đưa trước mặt mấy anh kia nhé. Đưa riêng cho anh Long thôi, chờ khi nào tiện thì đưa. Này, mà cấm không được nói cho ai biết đấy." Tôi gật đầu gấp lại và nhét vào túi áo, trở về gốc cây phượng ngồi học bài. Đến giờ ăn trưa, tôi thấy anh Long một mình ra sân trước, đứng vươn cánh tay làm vài động tác thể dục. Tôi chạy lại trao thư cho anh theo đúng lời dặn của cô Dung. Giữa cô Dung và cô Chi, dĩ nhiên tôi vẫn đánh giá cô Dung cao hơn nhiều, bởi cái lối giáo dục hẹp hòi của xã hội ngày ấy đã nhồi vào đầu tôi ngay từ thuở mới lớn, cái ý nghĩ luôn luôn phải trọng những người có học. Ấy vậy mà anh Long cũng chẳng chú ý. Cô Dung học trò sáng giá như thế anh còn không quan tâm, thì huống chi là cô Chi nấu cơm tháng ngày ngày lem luốc than cho trong bếp. Việc cô Chi buông rơi anh Long xem chừng có ảnh hưởng đến quyền lợi của tôi khá nhiều, là bởi vì bấy lâu nay cô hay mua quà cho tôi, dùng tôi làm nhịp cầu kết nối. Bây giờ cô không cần anh Long nữa thì tội gì tốn tiền cho tôi. Tôi nhớ lúc bấy giờ trong khu xóm có một thanh niên mù bán bánh bông lan. Cứ hai ngày một lần anh ta khua gậy bước vào cổng đeo cái hộp sắt hình chữ nhật trước ngực. Cái hộp lớn hơn cuốn vở đó, ba mặt sắt bịt kín, một mặt gắn kín khoe ra những cái bánh vàng ngậy to bằng quả trứng gà. Anh ta bước vào giữa sân và bắt đầu cất tiếng hát. Anh chỉ hát có một bài duy nhất nhưng giọng trong vút và rất cao.
có những chiều thu vương nắng cuối thôn, tiếng tiêu ai vọng đến thiết tha buồn. Cô lái đò đôi má hồng ước mơ, đón anh về ghi chép nốt vần thơ. Chấm dứt bài ca lãng mạn nhẹ nhàng đó, anh bắt đầu mời mọi người mua bánh. Khách hàng trung thành nhất của anh bao giờ cũng là cô Chi, con gái bà Tư. Cô luôn luôn mua một đồng hai cái, tặng tôi một và giữ một cái cho mẹ cô. Lúc đầu tôi chẳng hiểu vì sao cô lại tốt với tôi, về sau mới hiểu cô chỉ cần tôi làm trung gian để cô quen anh Long mà thôi. Bây giờ cô ngưng theo đuổi anh Long, cô cũng ngưng luôn không mua bánh cho tôi nữa. Một hôm anh Long đạp xe chở tôi ra phố, khúc đường Lê Văn Duyệt, trước cửa Tư Thục Trường Sơn, nằm giữa đường Hồng Thập Tự và Trần Quý Cáp, có những hàng sách cũ bày la liệt trên lề. Sách ở đó vốn giá rẻ lại có thể kỳ kèo bớt một thêm hai, cho nên dân học thi thường lai vãng đến chọn lựa. Một cuốn sách truyền tay không biết bao nhiêu đời, một người mua về học xong đem bán đi, kẻ khác lại cũng làm như thế, cho nên cuốn nào cũng sờn nát, thậm chí nhiều khi mất cả vài trang. Học trò Việt Nam vốn nghèo, gia đình đông đúc mà nhà cửa lại chật chội, chẳng mấy ai nghĩ đến việc lập tủ sách lưu trữ, bởi nó không phải là một nhu cầu cụ thể như gạo, than, mắm, muối. Sách dùng xong là bán đi luôn cho tiện, nhất là sau khi thi đậu, cần tiền làm một chầu xi nê, một bữa cơm tây ăn mừng. Anh Long chở tôi tới quầy sách, bắt tôi đứng giữ xe đạp để anh rảnh rang lựa chọn. Anh nhòi người lục chồng sách cũ, tôi đứng sớ rỡ một lúc rồi cũng mon men đến gần, rón rén chộp một cuốn Cine Revue mở ra xem hình tài tử. Dưới mắt tôi lúc đó, thế gian này chỉ có mỗi Brigitte Bardot là nữ tài tử duy nhất mà tuổi 13 của tôi đã biết thầm yêu trộm nhớ. Nhưng tiếc thay, tờ Cine Revue tôi đang cầm trên tay không có hình cô đào thần tượng ấy, mà chỉ toàn thấy những ông cao bồi như John Wayne, James Coburn và Gregory Peck. Cái hãng Cosunam độc quyền nhập cảng phim vào Việt Nam, bất kể từ nước nào cũng được chuyển âm sang tiếng Pháp trước khi trình chiếu tại rạp. Thành thử tài tử nào tôi cũng tưởng họ là người Pháp. Thậm chí khi đi xem phim Le Pont de la Rivière Quai và Le Canon de Navarone, tôi cứ phục lăng nền điện ảnh của mấy ông Tây. Về sau lớn lên mới biết nghệ thuật thứ bảy của Pháp chẳng thấm vào đâu so với Mỹ. Anh Long tìm được cuốn luận đề về Cao Bá Quát, mở vài trang lẩm nhẩm đọc rồi quay sang mắng tôi. Con bé không được xem sách đó. Anh giằng tờ điện ảnh trên tay tôi, trước khi trả lại cho chủ, chính anh cũng mở ra lật nhanh vài trang ngắm hình tài tử trong đó. Tôi tiếc hồi hồi, chỉ mong cho mình chóng lớn để được đi xem những cuốn phim cấm trẻ em dưới 18. Mặc dầu bây giờ nghĩ lại thì thấy rõ những cuốn phim ấy cũng chẳng có gì đáng cầm. Sở kiểm duyệt của Tổng thống Diệm khắt khe quá, đàn bà mặc áo tắm in lên báo chí hoặc xuất hiện trên màn ảnh là kể như vi phạm thuần phong mỹ tục rồi. Anh Long trả tiền sách, toan leo lên xe đạp, bỗng đổi ý ghé lại xe nước mía gần đó gọi hai ly. Người bán hàng đang ngồi ngáp vội đứng dậy lấy dao róc mía, tức thì đàn ruồi bay tung lên trần vờn lượn qua lượn lại trước mặt anh Long và tôi dưới ánh nắng chiều gay gắt. Tiếng máy nghiến kêu ken két ép hai ba lần mới nhỏ đầy hai ly. Người bán hàng vắt thêm miếng chanh nhỏ rồi bưng cốc nước mía trao cho tôi. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đầu, vừa đuổi ruồi vừa uống. Anh Long đứng bên cạnh cầm ly nước nhưng không uống vội, đưa mắt nhìn sâu vào trong trường. Ở đó thấp thoáng vài cô nữ sinh đi qua đi lại bên hành lang. Bây giờ đang là kỳ nghỉ hè, chỉ có những lớp luyện thi mở cửa. Tôi vừa nốc cạn ly nước mía thì bỗng chú ý tới một thanh niên cỡ tuổi anh Long vừa từ rạp Nam Quang chui ra, dụi mắt nhìn quanh rồi hớn hở tiến lại vỗ vai anh Long. Ê, lâu quá không gặp mày. Anh Long đặt vội ly nước mía xuống vui vẻ bắt tay người bạn cũ. Tôi ngồi im lắng nghe hai người đối thoại. Qua câu chuyện hàn huyên, tôi được biết người bạn anh Long tên là Đường, trước ở chung với anh tại trại học sinh Phú Thọ. Ngày mới di cư vào Nam, chính phủ lập trại học sinh này dành cho những thanh thiếu niên mồ côi hoặc không mồ côi như cha mẹ muốn gửi vào đó như một hình thức nội trú. Phong trào thể dục thể thao thời đó được chế độ hết sức khuyến khích, cho nên ngoài việc học, thanh niên trong trại đua nhau tập tạ đá bóng,
và võ thuật, có người trở thành lực sĩ hoặc võ sĩ, cũng có một thiểu số nửa nạc nửa mỡ chỉ biến thành du đãng. Riêng Đường ngay từ những ngày đầu đã theo đuổi môn quyền anh và được xếp vào loại võ sĩ hạng ruồi xét theo sức nặng. Rồi trại học sinh giải tán, những người trẻ tuổi ấy lưu lạc khắp nơi, hòa nhập vào xã hội. Có kẻ chỉ sống lang thang qua ngày, nhưng cũng lắm người thành công trong nhiều lĩnh vực, nhất là những năm sau này khi cuộc chiến lan rộng, đòi hỏi nhiều đóng góp của thế hệ thanh niên cho quân đội. Đường không có người thân, ra khỏi trại anh rất bơ vơ. Nghề bác sơ vốn không khá bởi xã hội Việt Nam trọng văn khinh võ. Muốn có việc phải cần mảnh bằng văn hóa làm chuẩn, huống chi Đường lại nghèo. Bữa ăn có bữa không, tập đánh bóp đúng là chọn lầm nghề, có thể làm anh suy nhược vì thiếu dinh dưỡng. Đường lại không có chỗ ở nhất định, thường phải ngủ nhờ nhà bạn bè, mà nhà cửa ở Sài Gòn 9/10 là chật chội, chẳng ai có thể chứa Đường được lâu. Một lần vì cần tiền, Đường thượng đài quyết đấu với một võ sĩ người Miên, bị hạ đo ván ngay hiệp đầu. Anh dán đứng dậy đánh tiếp, sang hiệp thứ hai lại bị đấm cục, và lần này anh nằm thẳng cẳng. Từ đó anh bị ù hẳn một bên tai, nói chuyện luôn luôn lớn tiếng. Anh miễn cưỡng làm huấn luyện viên cho một võ đường mà lòng không vui, bởi nghề này không có tương lai, học viên càng ngày càng thưa thớt. Anh muốn quay lại con đường học vấn, thi bằng trung học để nhất cấp để xin vào sư phạm tiểu học. Kể xong câu chuyện đời mình, Đường buồn rầu cúi xuống di di mũi giày ba ta trên lề đường. Anh Long gọi đi nước mía cho Đường, nhân tiện cho tôi thêm một ly nữa. Đường bùi ngùi hỏi, tao nghe nói mày thi một khóa đậu liền phải không? Anh Long gật đầu, thì cũng may trúng bài tủ, bây giờ tao đang gạo tứ tài toàn phần ban A. Tôi thấy nét mặt Đường vốn đã buồn lại càng thảm não hơn. Anh thở mạnh và than, chả bù cho tao 2 năm 4 khóa vẫn rớt. Im lặng một chút, Đường hỏi cho có chuyện, mày giỏi toán sao mày không đi ban B? Anh Long tự tin, tại vì tao định sau này học dược. Anh nói ra điều ấy khiến chính tôi cũng hơi ngạc nhiên. Tôi biết môn nào anh cũng giỏi cả, và vì vậy anh vẫn lưỡng lự khi chọn cho mình một ngành chuyên môn mai sau ở bậc đại học. Trong những bữa ăn, tôi thường nghe anh nói với bạn bè là anh thích sư phạm, ban văn chương hoặc sinh ngữ. Rồi có lúc anh lại đổi ý đòi học bác sĩ hoặc luật sư. Hôm nay lần đầu tiên tôi thấy anh bảo anh định học dược, chả hiểu thực lòng anh muốn cái gì. Dĩ nhiên vào thời của anh, tổng số sinh viên của cả Sài Gòn còn rất ít, lại chưa bị chi phối bởi luật động viên, cho nên ngay cả những đại học chuyên nghiệp cũng thu nhận sinh viên một cách dễ dàng, chỉ cần ghi danh chứ chưa phải thi tuyển như sau này. Anh Long nhìn Đường ái ngại, mày còn đánh box không? Tao nghe nói đánh nhiều quá làm giảm trí nhớ. Hỏi mày chứ đấm bình bịch vào mang tai chịu sao nổi. Đường lắc đầu phân trần, chẳng phải chỉ tại tao không có chỗ ngồi học, ở nhà thằng nào cũng chỉ được vài ngày là chúng nó đuổi đi. Anh Long lại hỏi, thế bây giờ mày học trường nào? Đường đáp, tự học thôi, nhưng tao có ghi cua luyện thi ở bên Tân Định. Tôi uống cạn ly nước mía thứ hai rồi chăm chú nhìn Đường. Anh mặc chiếc sơ mi trắng đục bó sát thân mình, hằn lên những bắp thịt ở ngực và hai cánh tay. Mặt anh sương sương và đôi mắt mệt mỏi như người thiếu ngủ kinh niên. Anh Long trả tiền nước rồi hỏi Đường, thế lúc này mày ở đâu? Đường chán nản đáp, ban ngày thì đi lang thang, chui vào vườn tao đàn hoặc vào dạp hát. Tao mới ngủ được một giấc trong dạp năm qua. Tối thì ngủ nhờ, gặp đâu nằm đó. Có hôm tao nằm ngoài ga xe lửa, tao hỏi mày học thế chó nào được, chỗ ở không có. Tôi bỗng thấy xúc động mạnh vì câu nói của Đường. Lúc này miền Nam còn thanh bình, Việt Cộng chưa hoạt động mạnh, chế độ quân dịch chưa khắt khe, nên vấn đề xét sổ gia đình dĩ nhiên cũng chưa chặt chẽ. Chứ nếu như sau này thì chắc chắn Đường đã bị mổ bót liên tục. Anh Long xem chừng cũng tội nghiệp Đường, nhưng chả biết làm sao. Anh nói bâng quơ, tao thuê cái gác, bốn đứa ở chung. Mày còn nhớ thằng Khoa không? Khoa áp Monica ở trại học sinh ngày trước, bây giờ đang ở với tao, với hai thằng nữa. Nó cũng đang luyện thi ban B. Đường bồi hồi kêu lên, thằng ấy mà cũng sắp thi tú tài à?
Tao nhớ ngày trước nó chuyên môn bị bắt nạt, đi đâu cũng phải nhờ tao đi theo, không chúng nó đánh chết. Rồi Đường nhìn anh Long ngẫm nghĩ một lúc và khẩn khoản nói: còn chỗ nào cho tao không? Tao chỉ cần một chỗ ngồi học thôi. Ngủ thì tao nằm gầm giường cũng được, hoặc ra hè nằm cũng được. Thi xong đậu hay rớt tao cũng đi. Nói thật, ở với mày tao mới học được. Cái gì tao không biết thì mày dạy tao. Anh Long nhăn mặt đáp: tao thì tao không có ngại, nhưng mà sợ mấy thằng kia không bằng lòng. Chật lắm rồi, có mỗi một cái buồng mà kê đến 4 cái giường với một cái bàn dài. Đường xoa cằm buồn bã. Tôi đứng dậy bước lại gốc me, dựng chiếc xe đạp của anh Long lên vì một người mua sách vừa vô ý làm đổ. Anh Long nhìn tôi sực nhớ ra, sáng mắt bảo Đường: chúng tao thuê nhà của sự cụ của ông chú thằng này này. Hay là... Anh Long ngoắc tôi lại và dụ dỗ: em ở một mình chắc cũng buồn, em cho anh Đường ở chung với em được không? Thâm tâm tôi rất thương hại hoàn cảnh của Đường, lại cũng chưa bao giờ dám trái lời anh Long. Từ trước đến nay anh nói gì tôi cũng coi là mệnh lệnh, nhưng hôm nay thì tôi phân vân lắm. Tôi sợ chú tôi ghé thăm bất ngờ gặp người lạ trong nhà thì nguy cho tôi. Ông rất khó tính, lại chắc chưa tiền bạc, nể bố tôi lắm, ông mới dành riêng cho tôi một phòng, coi như chịu thiệt mỗi tháng gần 500 bạc. Thời ấy một tân binh quân dịch mỗi tháng chỉ lãnh lương có hơn 600, cho nên sự hy sinh của chú tôi kể ra cũng là một món nợ khá lớn mà tôi phải ghi nhớ. Tôi dè dặt nhìn Đường: chắc không được đâu, chú em mà biết thì chết. Đường khom người xuống, chống hai bàn tay lên đầu gối năn nỉ tôi: không sao đâu em, anh chẳng có đồ đạc gì cả. Anh sẽ ngồi đất lấy cái giường của em làm bàn học. Ban đêm em cứ ngủ trên giường, anh trải chiếu nằm dưới đất. Tôi vẫn lắc đầu: nhỡ chú em đến gặp anh đang ngồi học thì sao? Không được đâu. Anh Long nhanh miệng chen vào: thì cứ nói là anh Đường ở bên hàng xóm chạy sang dạy cho em học. Đừng lo, thỉnh thoảng anh Đường sẽ dắt em đi xem phim Ấn Độ. Tôi chớp mắt đứng im, thấy tôi có vẻ siêu lòng. Anh Long xoa đầu tôi và bồi tiếp: có gì anh nói hộ cho, cứ bảo là anh Đường là bạn thân của anh. Đến nước này thì tôi đành phải gật đầu. Đường mừng quá, ánh mắt sáng lên một niềm vui rực rỡ. Anh nhìn quanh rồi chạy vụt lại trước cửa rạp Nam Quang mua cho tôi một nắm kẹo. Tôi thấy anh Long nghiêm mặt bảo Đường: chỗ bạn bè tao nói thật, hễ thi rớt một lần thì lần sau lại rất dễ rớt. Tao biết tại sao. Tao có hỏi thằng Tông, nó nói với tao như thế này này: nó cũng giống như mày, rớt trung học 4 keo rồi. Là bởi vì cái lúc học ôn, mở bài nào ra nó cũng thấy là đã học rồi, cho nên chỉ đọc lướt qua rồi bỏ luôn, không đọc lại nữa. Mặc dù thực sự ra thì chưa có bài nào nó thuộc hẳn. Mày nên quên hết tất cả những khóa thi trước, coi như học lại từ đầu. Bài nào cũng học cẩn thận như là bài mới. Chỗ bạn bè tao nói thật thì như vậy thì mày mới có thể đậu được. Đường cảm động gật đầu. Anh bảo chúng tôi đứng chờ để anh đi lấy xe đạp, rồi theo anh Long với tôi về nhà. Từ đó Đường dọn vào sống chung với tôi. Tài sản của Đường đúng như anh Long nói, chỉ có cái giường nhỏ đựng ít quần áo, sách vở và đôi găng đánh bóc. Mỗi tuần 2 buổi anh đi dạy võ, bao nhiêu thì giờ còn lại dồn hết vào việc học. Tiền lương ở võ đường rẻ sẻn lắm mới đủ ăn. Những ngày cuối tháng anh thường nhịn luôn từ sáng đến chiều, bữa tối thì chỉ là khúc bánh mì hoặc dăm củ khoai luộc. 3 ngày đầu tháng Đường phải mang cái giường sang gửi bên anh Long, rồi trốn đi từ sáng đến khuya, vì đó là khoảng thời gian mà chú tôi thường ghé qua thu tiền nhà của người mướn. Nhìn anh Long và bạn bè ở phòng bên cạnh chú đầu vào sách vở, tôi đã hết sức cảm phục. Mà thấy Đường ngồi học thật sự lại còn đáng nể hơn. Anh kê 2 cục gạch trên nền đất làm ghế, còn bàn viết là chiếc giường của tôi. Căn phòng lúc nào cũng mờ tối, là chỗ tung hoành của từng đàn muỗi đói cả ngày lẫn đêm. Buổi sáng thức dậy, đánh răng rửa mặt và điểm tâm bằng gói xôi lạc xong, tôi ôm sách ra gốc cây phượng ngồi học. Chẳng phải vì muốn nhường hẳn cho Đường sự yên tĩnh trong phòng, mà vì muốn tránh những tiếng vo ve rất khó chịu của đàn muỗi đói. Đường thì ngồi lì trong đó, bất đắc dĩ mới ra ngoài vì không muốn hàng xóm chú ý đến sự hiện diện của anh, sợ làm liên lụy đến tôi.
Buổi tối khi tôi căng mồng ngủ, Đường mới mang sách vở sang phòng anh Long, ngồi ké một phạm vi thật nhỏ, im lặng học bài. Anh không muốn làm tôi thức giấc, đồng thời cũng để tiết kiệm dầu lửa. Thường nhật anh rất ít nói, mặt mũi lúc nào cũng đăm chiêu. Có lần tôi tò mò hỏi: "Bố mẹ anh đâu anh Đường?" Anh nhìn tôi mấy giây tỏ vẻ ngạc nhiên về câu hỏi của tôi rồi vắng tắt trả lời. Cái dạo di cư vào Nam, Đường từ làng lên tỉnh bị Việt Minh chặn xét, rất là khó đi lại. Thành thử bố anh mới gửi anh cho một ông bạn, bảo đem anh đi trước, hẹn sẽ gặp nhau ở Hà Nội. Anh chờ mãi chẳng thấy, đành phải xuống tàu vào Nam chung với gia đình người bạn của bố anh. Vào đến đây ông ấy đưa anh vào trại học sinh. Tôi chố mắt hỏi thêm một câu thừa thãi: "Như thế tức là cả nhà anh không ai vào Nam à?" Anh gật đầu rồi nói lảng sang chuyện khác. Và cũng giống như mọi lần, anh luôn luôn kết thúc câu chuyện bằng lời khuyên tôi nên chăm học. Có lúc anh vỗ bồm bộp lên trán và than: "Đầu anh, óc anh lúc này nó làm sao ấy, học mãi không có nhớ, nhất là môn sử địa." Những lúc mệt mỏi quá, anh thường leo lên rừng, nằm ngửa nhìn lên trần, cuốn sách úp trên ngực, thỉnh thoảng nâng lên đọc một trang. Cũng có khi anh bất ngờ nổi hứng bàn với tôi về dự tính tương lai, coi tôi như một người cùng lứa tuổi. Tôi biết anh mơ làm giáo viên tiểu học, mà muốn vào sư phạm tiểu học thì tiên quyết anh phải có bằng trung học để nhất cấp. Nếu mai sau người đời gọi anh là ông giáo thì anh coi như đã đạt được giấc mộng văn võ song toàn. Một hôm Đường đi dạy võ về, mặt mũi rất ưu tư. Tôi thấy anh vào phòng quăng cái túi vải đựng đôi găng tay rồi bước ra hè, đứng trầm ngâm nhìn ra bờ giếng. Tôi chạy lại hỏi thăm, anh chỉ gượng cười rồi lắc đầu. Một lúc sau Đường sang phòng anh Long, ngồi đến nửa giờ mới trở về buồng lấy sách ra đọc. Tôi đoán Đường có chuyện lo nghĩ nhưng ngại không dám hỏi. Sau bữa ăn tối, tôi ra sân chơi thấy anh Long bưng cốc nước trà qua buồng tôi. Ngạc nhiên tôi chạy vào xem thì thấy anh ngồi ở đầu giường nói với Đường bằng giọng hơi gay gắt: "Lần trước mày đã bị cái thằng võ sĩ Miên nó hạ đo ván làm điếc hẳn một bên tai, bây giờ lại còn định lên đài đấu với Thái Lan để nó đấm cho mày điếc luôn hay sao? Vẫn biết là mày cần tiền, tao cũng nghèo như mày chứ có hơn gì. Chính mày nói với tao là mày thi rớt bao nhiêu khóa cũng chỉ vì đánh bốc. Bây giờ mày còn đánh nữa hay sao? Tao nói thật, dẹp ngay vụ đấu võ, đừng nghĩ đến nữa." Đường ngồi im không nói gì. Tôi ái ngại nhìn anh. Tôi hiểu anh đang phân vân muốn trở lại đấu trường, chẳng phải vì yêu thể thao, mà chỉ vì cần tiền, đành phải cố đấm ăn xôi. Anh Long thuyết phục thêm một hồi nữa rồi trở lại phòng. Đường ngẩng lên thấy tôi, gượng cười phân trần: "Tổng cục quyền thuật đón mấy cái thằng Thái Lan sang đây để chúng nó hoanh hoang tự đắc quá, làm anh ngứa mắt, muốn cho chúng nó một bài học mà bạn bè ai cũng cản." Tôi không có ý kiến gì, chỉ thầm nghĩ trong bụng, chẳng biết ai sẽ dạy ai một bài học. Tôi cũng đoán như anh Long, chẳng phải vì ngứa mắt hay tự ái mà Đường đòi thượng đài, chỉ vì anh cần tiền mà thôi. Dưới mắt tôi dĩ nhiên Đường là một thanh niên to khỏe lực lưỡng, nhưng anh ăn không đủ no, lại chẳng thích tập dượt bao giờ, làm sao chịu nổi một hiệp đầu trên võ đài. Tôi lo cho Đường sẽ gặp nạn sinh nghề tử nghiệp, nhưng rất may là lần đó Đường nể lời anh Long, bỏ ý định ghi tên thi đấu. Xa nhà được 2 tháng, một hôm tôi đón xe buýt về thăm gia đình, nhân tiện xin tiền mua thêm mấy cuốn sách toán chuẩn bị cho nghiên học tới. Xế chiều tôi trở lại căn nhà thuê, đẩy cửa bước vào, giật mình thấy Đường đang ngồi nói chuyện với cô Chi, con gái bà Tư nấu cơm tháng. Cô Chi hoảng hốt đứng bật dậy, chố mắt nhìn tôi lo lắng. Tôi cũng đứng lặng mấy giây ngay trước cửa rồi mới định thần cúi đầu chào cô. Đối với thời gian bấy giờ, nam nữ thọ thọ bất thân, trai gái hẹn hò ở một chỗ kín đáo như thế này là coi như đã thất tiết rồi, chẳng cần phải lên giường nằm ôm nhau. Tôi bước vào, cố làm ra vẻ thản nhiên, nhưng không dám nhìn mặt Đường sợ anh ngượng. Cô Chi nhanh trí lên tiếng: "Nghe chị sang hỏi xem anh Đường có ăn cơm tháng như mấy anh kia không, thì chị nấu luôn thể đó mà." Giọng nói cô mất hẳn sự liến thoáng và tự nhiên thường ngày. Tôi hững hờ nói: "Thế à?" Mặc dầu trong lòng hoàn toàn không tin. Hỏi ăn cơm thì đứng ngoài cửa hỏi được rồi, việc gì phải vào hẳn trong phòng của tôi. Nhất là ánh mắt cô Chi nhìn tôi lúc tôi bất chợt xuất hiện,
không thể là ánh mắt tự nhiên của một người hỏi ăn cơm tháng. Chắc hẳn Đường và cô phải có tình ý với nhau. Điều này làm tôi càng phân vân hơn, bởi mới hôm nào cô còn say đắm anh Long mà nay đã rẽ sang người khác. Đường cứ ngồi trố mắt trên giường khá lâu, anh mới gượng cười bảo tôi: "Anh là, nhưng mà anh làm gì có tiền mà ăn cơm tháng?" Để xóa bớt không khí khó chịu đang bao phủ, cô Chi làm bộ hỏi tôi: "Tòng về thăm nhà có vui không? Hai bác với gia đình khỏe hả Tòng?" Tôi chưa kịp nói gì thì có tiếng bà Tư từ ngoài bờ giếng: "Chi ơi, ôm củi vào, mưa đến rồi." Cô đứng bật dậy chào Đường và tôi rồi lẻn nhanh ra ngoài. Tôi mở cái túi vải lôi ra chùm bánh gai đặt trước mặt Đường. Mẹ tôi có thói quen mỗi lần đi đâu về đều mua loại bánh này làm quà cho các con. Bây giờ tiễn tôi đi chợ học, mẹ tôi cũng dúi vào tay tôi một chục bánh gai gói trong lá chuối khô, thứ bánh mà tôi rất thích. Tôi mời Đường bắt chước câu nói của mẹ tôi: "Ăn đi anh, bánh mới gói còn nóng đấy." Đường dĩ nhiên không khách sáo, anh giật một cái và hân hoan bóc ra ăn ngay. Tôi muốn anh ăn thoải mái nên cầm cuốn sách bỏ ra sân, tới chỗ ngồi thường lệ dưới gốc cây phượng đỏ. Cô Chi đang kéo nước ở bờ giếng liếc mắt nhìn tôi rất nhanh rồi ngượng ngùng quay ngay đi. Tôi sực nhớ ra ngày Đường mới đến cô đã tò mò hỏi tôi: "Cái ông gì ở chung với em là ai vậy?" Và tôi lúc đó chỉ sợ chú tôi biết nên đã hết lời năn nỉ cô đừng tiết lộ việc Đường sống chung với tôi. Tôi cũng không quên kể rõ lai lịch đáng thương của Đường, đồng thời ca ngợi Đường là người nghèo nhưng có chí lớn, mục đích để biện minh với cô về việc chứa chấp Đường trong nhà mà không có phép của chú tôi. Chẳng ngờ những lời tán dương ấy lại làm cô Chi cảm động và để ý đến Đường. Thứ tình cảm bắt đầu bằng một sự thương hại. Tôi chạy vào phòng đếm 5 cái bánh gai mang ra biếu cô Chi để đền trả phần nào những chiếc bánh bông lan cô vẫn mua cho tôi hồi cô còn để ý đến anh Long. Nhưng cô lắc đầu từ chối. Tôi nói 2-3 lần cô mới bảo: "Thôi, chị xin em một cái thôi, em giữ lấy mà ăn dần. Có mấy cái bánh mà bên em những cái hai người cơ mà. Anh Đường á, anh là võ sĩ, chắc ăn khỏe lắm đấy." Rõ ràng là cô bắt đầu lo lắng cho Đường, đúng như tôi đoán. Quả nhiên từ đó, Đường có những bữa ăn ngon hơn. Cô Chi đã quên hẳn anh Long để xoay tình cảm về phía Đường. Anh không chính thức đóng tiền cơm tháng vì anh làm gì có tiền mà đóng. Nhưng hầu như ngày nào cô Chi cũng lén mẹ lấy thức ăn bỏ vào cái nồi đồng nhỏ đặt ở bờ giếng. Đúng hẹn, Đường đi ra bưng vào. Ăn xong, anh vác nồi ra bờ giếng rửa sạch, úp lên cái rổ đúng vị trí cũ để trưa mai cô Chi sẽ lại âm thầm tiếp tế. Đường không giấu tôi nữa, mà anh muốn giấu cũng không được, bởi anh cần đến tôi. Hai người không thể công khai gặp nhau nên mỗi khi muốn nhắn điều gì, cô Chi hoặc Đường đều sai tôi làm trung gian. Đường rung đùi kể chuyện Hàn Tín ngày xưa lúc còn Hàn Vi xin cơm người thợ giặt, rồi khi công thành danh toại quay về trả ơn. Anh coi mình như một thứ Hàn Tín đang chờ thời để bước lên đài danh vọng. Tôi vui lấy cái vui đơn giản của anh, mặc dầu tôi suy nghĩ mãi vẫn không hình dung nổi nếu đậu xong mảnh bằng trung học để nhất cấp, anh sẽ làm gì để leo lên tới hàng tướng quốc như Hàn Tín. Cuộc tình của Đường và cô Chi kín đáo lắm, chỉ có mình tôi biết. Nhóm anh Long không hề mảy may ngờ vực, hay đúng hơn, họ chẳng thèm bận tâm đến bất cứ chuyện gì ngoài sách vở. Đường yêu đời hơn, thỉnh thoảng rủ tôi ra đầu ngõ, mỗi người làm một ly đậu đỏ hoặc một cốc kem dừa có sữa đặc và đậu phộng rắc lên trên. Mỗi lần như thế, tôi đều liên tưởng đến cô Chi. Tôi đoán chắc cô đã xén bớt tiền trợ để cung phụng cho Đường, và bỗng dưng tôi thấy tội nghiệp bà mẹ quanh năm vất vả, có đứa con gái hư mà không biết. Nhiều buổi sáng tôi ngồi dưới gốc cây phượng, thấy cô Chi thay áo mới xách giỏ đi chợ. Một lúc sau Đường cũng đạp xe ra cổng. Khu nhà này vừa chật chội vừa trống trải, mọi sinh hoạt riêng tư trong từng gia đình đều bị phơi bày ra trước mắt hàng xóm. Đường không có cách nào có thể nói chuyện riêng được với người yêu, cho nên anh đành phải theo cô ra chợ. Tôi thông cảm với Đường, nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ thấy thương cho bà Tư bị con gái qua mặt mà không biết. Thời gian trôi nhanh, Đường chuẩn bị bút nghiên đi thi. Tôi hồi hộp không thua gì Đường, mà người hồi hộp hơn cả Đường lẫn tôi có lẽ là cô Chi. Trước ngày thi,
Đáng lẽ phải ngồi ôn bài thì Đường lấy xe đạp đi từ lúc chập tối. Cô Chi cũng vắng nhà đến khuya mới về, làm bà Tư cằn nhằn mãi. Hôm đi xem niêm yết kết quả, tôi nhất định đòi theo Đường. Tôi thấy hàng trăm thí sinh chen chúc ở sân trường, kẻ nói cười người trầm tư. Nhưng dù nói cười thì đôi mắt họ vẫn không giấu được vẻ đăm chiêu chờ đợi. Rồi từ văn phòng một nhân viên bước ra quát mọi người tránh lối, để ông ta dán ba tờ giấy lên tấm bảng thông cáo màu xanh kê thật cao trên hè. Tức thì người ta chen lẫn xô đẩy nhau ùa tới. Đường vẫn đứng yên ở góc sân bên cạnh tôi. Hai tuần lễ đằng đẵng chờ kết quả, có lúc tôi thấy anh thật vui, rồi có khi lại thấy anh ngồi một mình ra chiều lo lắng lắm. Mấy lần tôi hỏi anh làm bài có khá không, anh đều gật đầu đáp gọn cũng được. Nhưng tôi vẫn thấy ngờ ngợ vì anh không tự tin lắm. Bây giờ đứng đây giữa những ồn ào của bao nhiêu thí sinh bên cạnh, anh điềm tĩnh như không, khiến tôi có cảm tưởng vì đi thi đã quá nhiều lần, anh đã đánh mất cái háo hức của tuổi học trò. Hoặc như con chim đậu cành mềm, anh sợ cái giây phút linh thiêng phải ngước nhìn lên tờ danh sách để rồi khám phá ra bảng hổ chẳng để danh. Chung quanh Đường và tôi những khuôn mặt méo sạch rơm rớm nước mắt, chen lẫn những giọng cười hả hê sảng khoái. Nhiều người nhảy tưng tưng hò hét như sắp nổi cơn điên. Tao đậu rồi, tao đậu rồi, phen này tao có mobilet rồi. Một nhóm ba người hớn hở đi ngang trước mặt chúng tôi lên tiếng bình phẩm. Mẹ cái thằng Triều học ngu như con bò mà cũng đậu bình thư. Tôi rục Đường lại xem, nhưng anh cứ đứng yên. Cả trăm thí sinh đang lao sao trong sân trường không ai quen được, bởi Đường quá lớn tuổi so với họ, lại tự học tại nhà. Bạn bè cùng lớp của Đường thì hoặc đang chuẩn bị thi tú tài như anh Lâm, hoặc đã bỏ cuộc từ 3 năm trước. Chẳng còn ai can đảm bám lấy con đường khoa cử một cách muộn màng như Đường. Dân di cư vốn đã nghèo, xã từ đất Bắc, mang theo hai bàn tay trắng, huống chi lại bơ vơ không thân thích như Đường, làm sao theo đuổi nổi trường lớp đến nơi đến chốn. Tôi nhớ có lần Đường vui miệng kể với anh Long là gia đình Đường vốn xuất thân nghề nông, cả làng ít ai học được bởi trường làng chỉ có đến lớp 3. Những gia đình tương đối khá giả hoặc có tham vọng vươn lên như bố mẹ Đường thì mới nghĩ đến việc gửi con ra tỉnh cho trọ học. Và cũng nhờ thế Đường xuống Hà Nội vào Nam dễ dàng, trong khi cả gia đình kẹt lại vì Đường đi bị kiểm soát. Anh cười nửa đùa nửa thật bảo: làng tao không có đất phát về chữ nghĩa, bố tao bảo thế, nhưng mà bố tao muốn cãi số trời cho nên mới bắt tao đi học. Mấy chục gia đình làng tao vào đây đều rủ nhau xuống cái sắn làm ruộng cả. Đường đổ tội cho bố muốn cải số, nhưng thật ra hình như chính anh là người muốn thoát khỏi cái nghề nông vất vả từ mấy đời của gia đình anh để vươn lên một chỗ đứng nào đó mà anh cho là cao sang hơn, chẳng hạn như giáo viên tiểu học trường công. Giấc mộng ấy phải nói là quá khiêm tốn, thế mà không hy vọng gì Đường sẽ đạt được dù anh hết sức bền chí. Chờ sân trường vắng bớt, Đường mới kéo tôi từ từ tiến lại phía bảng thông cáo. Tôi thấy hồi hộp như chính tôi đi thi. Đường dướng người lên, mở to mắt tìm vần chương, rồi mặt cứ tái dần. Lại không có tên anh. Anh thở dài một tiếng não nuột, lặng lặng quay lại gốc cây mở khóa xe. Anh dắt xe ra cổng, không nói với tôi lời nào. Tôi cũng im lặng bước theo, mênh mang buồn như đang dự đám tang. Đường đứng tần ngần một lúc rồi quay vào nhìn bảng thông cáo một lần nữa, mong manh hy vọng rằng mình chưa dò kỹ. Mấy ngón tay anh thò hẳn vào bám lấy tấm mắt lưới che tấm bảng xanh. Anh kiễng chân lên và chố mắt kiểm lại từng cái tên từ vần A đến vần Y, nhưng dĩ nhiên chẳng bao giờ tìm được ba chữ Trương Văn Đường. Anh cúi nhìn tôi gượng cười rồi dắt xe ra. Ở ngay phía ngoài cổng, một cậu học sinh nhỏ nhắn ngồi bệt xuống đất, ôm mặt khóc tấm tức bên cạnh chiếc xe đạp lật ngang, cả hai bánh vẫn còn đang quay nhẹ nhẹ. Về đến nhà, suốt buổi chiều Đường ngồi thừ không nói lời nào. Anh Long và bạn bè kéo sang an ủi. Trong nhóm ba người ở chung với anh Long có anh Oánh, cũng vừa thi với Đường và đậu hạng bình. Điều này càng làm cho Đường tủi thân. Anh Long bảo Đường: thôi làm lại khóa hai. Đường im lặng không đáp. Oánh rủ Đường và cả bọn ra quán hủ tiếu đầu đường để ăn mừng thi đậu. Đường cũng lắc đầu từ chối. Cô Chi đang múc nước ở bờ giếng liếc mắt trông vào, làm hiệu gọi tôi ra hỏi thăm.
Cô lặng người khi nghe tôi thông báo bản tin sét đánh. Tôi thấy mặt cô đanh lại và hai tay run run xách thùng nước đổ vào cái phi bên cạnh, bắn tung cả ra ngoài. Chắc hẳn cô đang giận Đường vì bao nhiêu công lao, tiền bạc và thức ăn cô đã lén lút cung cấp cho Đường mà Đường vẫn chẳng nên cơm cháo gì phụ lòng mong mỏi của cô. Cô buột miệng bảo tôi: Người gì mà rốt đặc cắn mai thế không biết. Tôi đang tội nghiệp cô bỗng bực mình vì câu nói tàn nhẫn, vội quay bước vào phòng. Nhóm anh Long vẫn đang ồn ào nói chuyện bên cạnh Đường. Anh Long bảo Đường: Thằng Oánh nó thi đậu rồi, ngày mai nó sẽ về với gia đình. Như vậy tức là bên tao trống một chỗ. Mày ôm sách vở sang bên đấy với tao, chuẩn bị thi khóa 2. Mày yếu môn nào thì tao chỉ cho. Đường cười buồn: Cảm ơn mày, tao nản quá rồi, tao không thi nữa đâu. Cả phòng im lặng ngậm ngùi sau câu nói chán chường của Đường. Tôi thấy anh Long đã toan bước ra, bỗng lại dừng chân và bảo Đường: Quên chưa kể với mày, thằng Toàn bị tống vào trại tế bần rồi. Mày còn nhớ thằng Toàn không? Lúc đó tôi chẳng biết trại tế bần là chỗ nào nên không hiểu anh Long định nói gì. Một hai năm sau tôi mới khám phá ra trại tế bần là nơi chính phủ thời đại nhất Cộng Hòa nhốt du đảng để giáo dục. Rồi từ trại này những thanh niên lầm lỡ đó sẽ được chuyển đi làm than ở công trường Nông Sơn trước khi trả về cho gia đình. Có lẽ anh Long sợ Đường vì quá thất trí sẽ lao vào con đường du đãng, cho nên mới đem câu chuyện anh chàng Toàn nào đó ra kể. Nhưng Đường trả lời ngay: Bỏ thằng đó vào trại tế bần là đúng rồi, oan ức gì nữa, để ở ngoài nó phá làng phá xóm. Anh Long hài lòng vỗ vai Đường: Thôi mày nghỉ một hai ngày đi đã, rồi muốn định thế nào tùy mày. Bạn bè hỗ trợ đến thế mà Đường vẫn chẳng ở lại. Tôi cũng năn nỉ nhưng Đường vẫn thu xếp hành trang, cảm ơn tôi và ra đi, không luyến điều gì đến giấc mộng hàn tín nữa. Tôi thấy căn phòng tự dưng trống vắng thanh thang. Tôi nhớ Đường tha thiết, những ngày kế tiếp thỉnh thoảng ra bờ giếng gặp cô Chi. Tôi gợi hỏi tin tức của Đường, chỉ thấy cô bĩu môi đáp gọn: Đi đâu thì đi chờ khuất mắt, đầy trả tiếc. Qua câu nói ngắn ngủi ấy, tôi thấy rõ cô oán hận Đường lắm. Chỉ tiếc rằng ngày ấy tôi chưa đủ thông minh để hiểu rằng khi người con gái còn oán hận, tức là còn yêu thương. Không biết điều đó cho nên tôi cứ thương Đường mà trách cô Chi nặng lời với người bạn lớn tuổi của tôi. Năm sau đến lượt tôi đi thi, không ngờ lại gặp Đường. Tôi mừng lắm, tưởng anh bỏ cuộc rồi, hóa ra vẫn chưa dứt được nợ đèn sách. Anh nắm tay tôi gượng cười: Lần này là lần cuối, rớt nữa thì là đốt hết sách. Tôi can một câu ngây ngô: Ấy đừng đốt anh, đem ra lề đường Lê Văn Duyệt bán lại lấy tiền đi xin anh. Năm ấy Đường lại trượt, tôi đề nghị anh bỏ thi trung học, chuẩn bị luôn bằng tú tài, biết đâu chẳng gặp may có đường tiến thân. Nhưng rõ ràng anh đã mất hết niềm tin ở khả năng của chính mình. Tôi nhớ mãi lời Long nhận xét về Đường: Nó bị thằng võ sĩ Miên đấm vào mặt nhiều quá, bây giờ mất hết trí nhớ. Tôi thấy anh Long nói đúng, và tôi tin đó là lý do mà Đường cứ thi rớt mãi. Lúc chia tay, Đường bồi ngồi hỏi tôi: Bà Tư còn ở đó không em? Tôi mở to mắt nhìn Đường. Tôi biết anh muốn nói đến cô Chi, chứ bà Tư thì có liên hệ gì mà anh phải bận tâm. Tôi gật đầu: Còn anh? Đường lại hỏi: Vẫn nấu cơm tháng đấy chứ? Tôi đáp: Vâng, thì em vẫn ăn cơm bên đấy. Trầm ngâm một lúc, Đường thú nhận: Em có nghe chị Chi nhắc gì đến anh không? Tôi thành thật đáp: Có, lâu rồi em có hỏi thăm anh. Chị ấy bực mình bảo anh đi đâu thì đi cho khuất mắt, có lẽ chị ấy giận anh. Đường thở dài kể lể: Giận là phải, cả năm nay anh không liên lạc. Năm ngoái lúc thi rớt anh xấu hổ với cô ấy nên bỏ đi, chẳng nói với cô ấy một lời nào. Anh đành chịu mang tiếng là vô ơn bạc nghĩa. Nhưng thật tình anh chẳng còn mặt mũi nào gặp lại cô ấy nữa. Anh thú thật với em là anh có hứa, nếu thi đậu anh sẽ cưới Chi làm vợ. Năm nay anh đi thi lần cuối cùng cũng chỉ vì Chi. Giả như trời thương cho anh đậu thì anh sẽ quay lại tìm cô ấy đúng như lời anh đã hứa. Nhưng không may anh lại rớt, thôi thì kể như không có duyên nợ với nhau. Em về gặp Chi, em nói hộ anh là anh có lời xin lỗi và từ biệt.
Giọng Đường run run cảm xúc làm tôi cũng xúc động theo. Bây giờ tôi mới hiểu được thái độ của cô Chi, và không trách cô đã có những lời tàn nhẫn đối với Đường. Hay nói đúng hơn, Đường mới là kẻ đáng trách, vì đã đột ngột cắt đứt mọi hy vọng của cô hàng xóm hơn tôi 2 tuổi. Đường bắt tay tôi leo lên xe, uể oải đạp ra con lộ chính. Tôi chẳng biết anh đi đâu và sẽ làm gì trong những ngày sắp tới. Tôi dự định sẽ nói hết với cô Chi những lời nhắn gửi của Đường hôm nay. Và nếu cô còn muốn gặp Đường, tôi nghĩ chỉ có cách là mò đến võ đường, nơi Đường huấn luyện mỗi tuần 2 buổi, may ra mới tìm ra manh mối. Cuối mùa hè năm ấy, chú tôi lấy lại nhà. Ông quyết định không cho thuê nữa mà bán đứt từng căn nhỏ, nghĩa là ai đang thuê có thể mua lại với giá tương đối rẻ, ai không mua nổi thì ông cho tạm trú miễn phí thêm 6 tháng để tìm nhà khác rồi thuyên chuyển. Anh Long và bạn bè đều dọn ra, mỗi người mỗi nơi. Mẹ con bà Tư trông bề ngoài vất vả quanh năm, thế mà lại có tiền mua luôn cả 2 phòng kế cận, phá vách ra cho rộng, sửa sang lại thành căn nhà khang trang nhất xóm. Tôi có nghe các bà nói với nhau: nhà có con gái lớn cần phải có tí bề ngoài, có chỗ ngồi tiếp khách cho nó lịch sự thì mới mong con nó lấy chồng khá được. Tôi thốt nhớ đến Đường và càng tội nghiệp cho cô Chi. Tôi ghé chào cô lần chót để trở về với gia đình. Hôm ấy không có bà Tư ở nhà, một mình cô đang khâu lại mấy tấm màn cửa sổ. Cô buông kim chỉ, đứng dậy rót nước mời tôi và suýt xoa khen tôi học giỏi, thi một lần đã đậu ngay. Rồi nhân tiện cô nói bóng gió: chả bồ với người khác, 5 lần 7 lượt thì vẫn trượt vào chuối. Tôi biết cô vẫn còn nhớ tới Đường, và điều này làm lòng tôi bỗng dưng phiền muộn. Nhớ hôm gặp Đường lần cuối ở sân trường, tôi trở về kể hết cho cô Chi nghe những lời anh nhắn. Cô đã ngồi bệt xuống góc nhà và ấm khóc mãi. Tôi chẳng biết an ủi thế nào, chỉ ngồi buồn ở bàn ăn nhìn cô nức nở. Tôi thoáng nghĩ, mai kia khi trưởng thành, có ý định lấy vợ, thì tôi cũng chỉ mong gặp được một người như cô Chi là mãn nguyện lắm rồi. Niềm đau mất Đường chưa vơi thì hôm nay cô lại thêm nỗi sầu khác là nhìn quanh, thấy chẳng còn ai thân. Đám anh Long ăn cơm tháng, tuy chỉ là khách trọ nhưng gần gũi lâu ngày cũng nảy nở tình thân như một đại gia đình. Bây giờ họ đã bỏ đi, lại còn tôi, người cuối cùng vẫn coi là gắn bó nhất với cô, mà cô coi như đứa em trong nhà, cũng không thể ở lại bên cô, khiến cô đột ngột cảm thấy nỗi cô đơn vây chặt lấy mình. Cô tiến tôi ra tận cổng, nắm bàn tay tôi và tha thiết nói: em trông lớn quá, mới hôm nào mà nay đã cao hơn chị rồi. Này, thỉnh thoảng em nhớ ghé lại chơi nhé. Em đi rồi chắc chị nhớ lắm đấy. Giọng Chi đầy nước mắt, nghẹn ngào như trong buổi tiễn biệt một đi không trở lại. Tôi cứ nắm lấy tay Chi, chan hòa những cảm giác mới mẻ lần đầu tiên đến với tuổi mới lớn của tôi. Chi hơn tôi chưa đầy 2 tuổi, nhưng cứ quen miệng gọi tôi bằng em. Tôi nhìn Chi gật đầu, cô buông tay tôi ra, rồi chẳng ai bảo ai, cùng biện diện tiến lại gốc cây phượng mà đang mùa nở rực rỡ. Nơi đây tôi từng ngồi học bài hoặc len lén đọc tiểu thuyết suốt 2 mùa hè, thả hồn mơ theo những giấc mộng đơn sơ của tuổi trẻ. Cũng nơi đây mỗi buổi trưa nắng hắt từ mái tôn xuống, tôi thường ngồi tựa gốc cây đón chút gió mát, lắng nghe những bài hành khúc thanh bình của miền Nam thời đó phát ra từ cái radio cũ kỹ bên nhà hàng xóm. Cái bờ giếng kia nơi Chi ngày ngày ngồi kiên nhẫn vo gạo thổi cơm hoặc giặt từng thau quần áo. Bây giờ tôi sắp phải chia tay, đẩy lùi lại sau lưng tất cả những hình ảnh đó. Chi giơ tay ngắt một chùm hoa phượng rồi bâng khuâng hỏi tôi: Tòng có gặp lại anh Long không? Tôi nhìn Chi ngờ ngợ hỏi lại: chị hỏi anh Long hay là chị hỏi anh Đường? Chi cười buồn: chị hỏi cho có chuyện thôi, chứ anh Long hay anh Đường thì cũng chẳng ăn thua gì đến chị nữa. Có điều tự dưng chị thấy nhớ, vì thời gian đi nhanh quá. Các anh ấy lớn cả rồi, chắc mỗi người đều có cuộc sống riêng, không dễ gì gặp lại. Chỉ còn một mình em là còn nhỏ. Này, lâu lâu nhớ ghé thăm chị ấy nhé. Tôi bùi ngùi gật đầu rồi đẩy xe đạp ra cổng, lòng nao nao buồn vì mình đã lớn, đã học đệ tam, tức là lớp 10, đã cao hơn Chi mà Chi vẫn coi tôi như đứa em nhỏ. Hứa với Chi là thỉnh thoảng ghé thăm, thế mà cả năm sau tôi mới có dịp trở lại xóm cũ. Quang cảnh hôm nay thay đổi nhiều, những căn nhà vách gỗ mái tôn không còn nữa, tất cả đều được xây dựng lại,
phô diễn cái vẻ bề ngoài rất khang trang. Cây phượng vẫn còn đó, nhưng cái giếng cũ giữa sân giờ đây đã được gắn máy bơm, dân cư không còn phải quăng cái thùng dây xuống kéo nước nữa. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là căn nhà rộng chiều ngang của bà Tư đã trở thành quán cà phê, khách khứa vào ra tấp nập. Nhà chỉ có hai mẹ con mà lúc nào cũng giỏi xoay sở. Nhóm anh Long và tôi bỏ đi, chi không còn khách nấu cơm tháng, lập tức đổi ngay sang nghề khác. Buổi chiều hôm ấy lúc tôi bước vào, chi đang đứng sau quầy tính tiền, tròn mắt nhìn tôi suýt kêu lên. Năm nay chi đã 20, nghề bán quán đòi chi phải ăn diện và trang điểm trau chuốt hơn. Tôi giật mình một cách thích thú vì chi đẹp hẳn ra, thân hình hơi đẫy một chút càng làm tăng vẻ lôi cuốn. Tôi tiến lại quầy làm bộ nghiêm mặt nói: "Bà chủ cho tôi hỏi thăm, đây có phải là nhà bà Tư không ạ?" Chi cười rạng rỡ, buông cái khăn lau tách và lườm tôi trách: "Trời ơi, sao không đi luôn đi, còn mò vào đây làm gì nữa, mất tâm mất tích cả năm trời." Rồi chi bỏ quầy ra bàn ngồi với tôi. Bao nhiêu cặp mắt trong quán đều chăm chú nhìn theo, làm tôi ngượng nghịu cúi đầu ngó xuống chân. Chi quay vào phía trong gọi người làm pha cà phê cho tôi, rồi mở đầu câu chuyện bằng cách nhắc lại lời trách cứ lúc nãy rằng tôi không chịu thường xuyên ghé thăm chi. Tôi lấy cớ bận học thi nên ít khi ra khỏi nhà. Hai chữ học thi hình như làm chi thoáng nhớ lại quãng thời gian mấy năm trước có anh Long và Đường từng làm sao xuyến lòng chi, nên chi bất giác thở dài. Câu chuyện miên man kéo mãi đến tối, chi rủ tôi ở lại ăn cơm, và lần đầu tiên tôi để ý thấy chi không gọi tôi bằng em nữa, chỉ xưng tên hoặc nói trống không. Như thế cũng phải, bởi tôi đã lớn, lại chỉ thua chi chưa tới 2 tuổi. Có lấy chi làm vợ cũng xứng với cái câu gái hơn 2, trai hơn 1 mà các cụ thường nói. Bà Tư gặp lại tôi cũng mừng lắm, tiếp tôi bằng mối tình thân có pha chút hãnh diện của một người từ hai bàn tay trắng gây dựng được sự nghiệp, dù rằng sự nghiệp ấy so với thiên hạ chả thấm vào đâu. Trong bữa cơm tối thịnh soạn, bà bảo tôi: "Nhà neo người quá cậu ạ, quanh quẩn thì chỉ có hai mẹ con thôi, chứ giá như mà thêm người phụ với con chi thì chỉ độ 1-2 năm nữa là có của ăn của để." Nói xong bà nhìn tôi như dò xét. Chi cũng nhìn tôi, nhưng tôi chẳng biết nên phản ứng thế nào. Bất giác tôi nghĩ đến Đường và lòng nao nao tội nghiệp. Chỉ vì thi rớt mà anh không muốn gặp lại Chi lần nào nữa. Ngày còn ở với tôi, Đường thèm một tách cà phê mà không có tiền mua. Bây giờ Chi có cả một tiệm cà phê thì Đường không dám trở lại. Mấy năm sau, tôi tình cờ thấy anh Long trước cửa rạp Đại Nam trên đường Trần Hưng Đạo. Tôi nhớ mãi hôm ấy, buổi chiều nhá nhem tối, anh mặc áo sơ mi trắng thắt cà vạt xanh đậm, tay ôm cặp da đen, đứng bên cột đèn gần ngã tư. Trước mặt anh là một chiếc xích lô đạp đậu sát lề, người phu xe vẫn ngồi trên yên, quay nghiêng sang nói chuyện với anh. Tôi đoán là anh Long đang trả giá cho quãng đường từ rạp hát về nhà. Tôi biết anh vừa tốt nghiệp đại học sư phạm, ban ngày dạy trường công, buổi tối mở thêm lớp luyện thi tú tài. Hồi mới lên đại học, tôi có ghé thăm anh và mượn anh ít sách vở anh không dùng nữa. Từ bên này Đường, tôi mừng quá, băng nhanh qua và giơ tay với anh Long. Nhưng khi tới gần, tôi muốn khựng lại vì giật mình nhận ra cái người phu xe gân guốc và đen sạm trước mặt anh Long chính là Đường. Ông Đường đau xót nhìn Mạc, bà vợ thì ngoẻo đầu phân trần. Thì cháu cũng biết, cháu thì chả có điều gì cho hai bác với con Phượng nó phàn nàn. Nhưng mà Việt Kiều từ nước ngoài về, mà con Phượng nhà bác thì đấy, như bác trai mày nói đấy, hơn 20 tuổi đầu rồi mà nó khờ lắm, bồng bột lắm con ạ. Bà bỏ dở câu nói, làm bộ cúi xuống rót nước vào ly đẩy lại phía Mạc. Thôi uống nước, uống đi con, uống tí đi. Mạc không đáp, chẳng thấy tủi thân muốn trào nước mắt. Kẻ may mắn vượt biển thành công như Trực hôm nay trở về để làm nát tan cuộc tình bình lặng của Mạc. Cuộc đời có thể bất công đến thế sao?
Chàng ngước mắt nhìn ông Đường, cảm thông tình trạng khó xử của ông, rồi lại cúi xuống mân mê mảng vải sờn ở đầu gối. Bỗng có tiếng xe hơi dừng trước cửa nhà và hai vệt đèn pha sáng rực rọi thẳng vào. Cả ba hồi hộp nhìn ra. Ông Đường mong trực và con gái xuất hiện để thẳng thắn xỉ vả trước mặt Mạc. Bà Đường thì trái lại, lo ngay ngay chỉ sợ con về, lâm vào cảnh bẽ bàng khó nói. Riêng Mạc chẳng biết tính sao cho phải. Gặp Phượng cũng không giải quyết được gì mà còn làm ông Đường khổ tâm hơn. Bà Đường đứng dậy đi nhanh ra cửa. Chiếc xe vừa tắt máy, bà nhướng mắt nhìn và nhận ra cái taxi của Trực. Cái xe thuê mà dù chỉ mới thấy hai lần, bà đã có cảm tưởng như thân quen lâu lắm rồi. Bà hoảng hốt chạy lao ra để bảo Trực và Phượng đừng vô nhà. Nhưng bà mừng rỡ vì cả Phượng và Trực đều không có trong xe. Người tài xế mở cửa bước xuống, lễ phép chào rồi trao cho bà tấm danh thiếp của Trực và nói: "Thưa bà, cô nói tôi đưa giấy này cho bà." Bà Đường vừa nhận tấm card visit có hàng chữ bóp bùi màu đen in nổi vừa tò mò hỏi: "Ủa thế nó đang ở đâu mà phải nhờ ông mang cái giấy này về cho tôi?" Người tài xế đáp: "Dạ thưa bà, xin bà cứ coi trong đó thì biết." Bà Đường đi nhanh lại cửa, nghiêng tấm danh thiếp ra phía có ánh sáng, cúi đầu xuống đọc: "Mẹ, tối nay con không về, mẹ đừng có chờ cửa, tụi con có nhiều việc phải bàn, anh Trực lo không có đủ thời giờ." Bà lặng người một lúc rồi nhét vội mảnh giấy vào túi áo, đành rằng bà hoàn toàn tán thành việc hôn nhân của Trực và Phượng. Nhưng việc Phượng dám ngang nhiên đi ngủ với Trực làm bà buốt nhói vì có cảm tưởng đứa con gái của mình đang đi quá đà, vượt cả sự kiểm soát của bà. Bà lại càng lo lắng hơn bởi vì chợt nghĩ ra một giả thuyết khủng khiếp là rồi sau khi chiếm đoạt được con gái bà một cách quá dễ dàng, thằng Việt Kiều hào phóng kia sẽ trở mặt không làm đám cưới nữa thì sao? Tự dưng bà thấy sôi trong bụng vì có đứa con quá khờ khạo. Ngày mai nó về bà sẽ cho một trận. Người tài xế tiến lại hỏi: "Thưa bà có cần nói gì với cô không ạ? Không thì tôi về." Không. Từ trong nhà, ông Đường hỏi vọng ra: "Ai đấy, con Phượng nó về chưa?" Bà Đường bước vào, nét mặt vẫn chưa tan hết vẻ ngẩn ngơ vì nghĩ đến Phượng. Ông chồng nhắc lại: "Con Phượng đâu, về chưa?" "Chưa." "Thế ai ngoài ấy?" "Tài xế của cậu Trực." Ông Đường đứng bật dậy: "Có thằng Trực ngoài hay không? Sao bà không bảo nó vào trong này cho tôi nói chuyện?" "Không, làm gì có cậu Trực." "Thế ông tài xế đến đây làm gì?" Ông tài xế tưởng là cậu Trực ở đây nên tìm thôi." Dứt câu nói, bà bước lại ngồi xuống chiếc ghế cũ. Bên ngoài, đèn xe lóe sáng lên theo tiếng máy vừa bật. Chiếc taxi chở đầu ra lộ chính. Bà Đường càng hối hận vì lúc nãy đáng lẽ phải viết giấy gọi con về, trao cho tài xế đưa cho Phượng. Bây giờ thì muộn rồi vì chẳng biết Phượng đang ở đâu. Bà bứt rứt khó chịu, đứng dậy bỏ vào bếp và lầu bầu chửi Phượng. Mạc ngồi thêm một lúc nữa, nhỏ to vài lời với ông Đường rồi cáo từ. Ông Đường tiến ra cửa, ân cần dặn: "Sáng mai anh chịu khó sang sớm một tí, tôi sẽ bảo nó chờ anh." Nhưng Mạc tuyệt vọng đáp: "Thưa bác, chắc con chẳng sang nữa đâu, con thấy gặp cũng vô ích." Câu nói náo nuột làm ông Đường muốn chảy nước mắt. Ông đưa tay bắt tay Mạc và có cảm tưởng từ nay Mạc sẽ chẳng bao giờ trở lại căn nhà này nữa. Ông run run bảo: "Thôi thì tùy anh, lúc nào tôi cũng vẫn xem anh như người trong nhà." Mạc đẩy Honda ra cổng, ông Đường đứng mãi trên hè trông theo cho đến khi bà vợ lên tiếng gọi, ông mới uể oải quay vào uất ức than: "Con mất nết, nó đi đâu giờ này chưa về?" Bà Đường lo lắng nhìn chồng, móc túi lôi ra tấm danh thiếp của Trực và nói: "Vừa rồi có thằng Mạc ở đây nên tôi không dám nói. Nó sai tài xế về báo là tối nay nó không ngủ nhà." Ông Đường tái mặt, đưa tay cầm tấm danh thiếp và mở ngăn kéo lấy kính ra đọc. Ông lặng người một lúc, mắt mở trừng trừng, bàn tay run run buông mảnh giấy xuống bàn. Bà vợ vội lên tiếng chửi Phượng để xoa dịu cơn thịnh nộ của chồng: "Cái con thổ tả, làm gì mà nó cứ cuống quýt lên như thế, để cho người ta khinh cho." Bà vừa nói vừa liếc mắt nhìn chồng dò phản ứng. Bà muốn ông chồng hiểu rằng bà không hề đồng ý việc Phượng bỏ nhà đi hoang cả đêm, vì dù sao bà cũng có lỗi là hỗ trợ con gái từ phút đầu. Nếu không có sự tán đồng của bà, chắc chắn Phượng không dám liều lĩnh như vậy. Nhưng trái với dự đoán của bà, ông Đường không nổi nóng. Ông não nuột thở dài rồi bảo vợ: "Bà gọi mấy đứa bé về ngủ đi, tôi đi nằm đây." Ông vào giường và từ đó không nói lời nào nữa. Ông buông màn, nhắm mắt nằm ngửa, suy ngẫm về cuộc đời và buốt nhói từng cơn
mỗi khi mường tượng ra hình ảnh thất thểu của Mạc từ đây. Nay mai ông sẽ còn phải sang nói chuyện với bố mẹ Mạc, ngượng ngùng trả lễ và biết trước người ta sẽ mắng khéo ông là đồ trẻ con cháu trở. Đêm nay ông Đường buồn hơn, không phải vì con gái đi hoang, chuyện đó ông coi như tất nhiên, mà vì ông chia sẻ nỗi đau của Mạc qua ánh mắt và sắc diện thê thảm lúc nãy ngồi bên ông. Ông thấy uổng phí công lao một đời nhà giáo, lúc nào cũng cẩn trọng, giữ gìn tác phong một cách rất minh bạch, lễ nghĩa một cách rất trọn vẹn, để rồi lúc xế bóng lại phải mang tiếng cháo trở. Ông tự hẹn với lòng mình là ngày cưới của Phượng, và trực ông sẽ lánh mặt để tỏ thái độ phản đối. Hôm sau, gần 12 giờ trưa Phượng mới về nhà. Chiếc taxi dừng lại ở đầu ngõ bỏ Phượng xuống rồi đưa Trực về nhà bà chị. Đúng ra thì Trực rất rảnh rang, nhưng gã ngại không dám vào để nhìn khuôn mặt căm phẫn của ông Đường. Gã hẹn Phượng sáng hôm sau sẽ lại đón ở xí nghiệp như thường lệ. Vừa nhìn thấy mặt Phượng, bà Đường từ trong bếp lao ra rít lên. Giời ơi, con đĩ voi giày kia, mày đi đâu cả đêm thế hả? Phượng không đáp, cúi đầu đi nhanh vào bếp lấm lét ngó quanh. Nàng chỉ sợ ông bố, còn bà mẹ thì tuy ồn ào ngoài miệng, nhưng nàng biết mẹ mình vẫn tán đồng nên chẳng có gì phải bận tâm. Bà Đường quăng đôi đũa xuống bàn và xỉa xói tiếp. Cái đồ thổ tả, sư bố nhà mày, mới quen nhau có một ngày mà vác xác đi ngủ với nó. Thế thì nó còn coi ra cái gì nữa, ăn gì mà ngu thế hả con? Phượng vào phòng tắm thay quần áo, bà mẹ đứng ngoài cửa lại nhảy chửi. Nàng trở ra bực mình gắt nhỏ. Mẹ, bao nhiêu việc phải bàn với anh ấy, không có thì giờ. 3 tuần lễ nữa thì anh ấy về Canada rồi, phải tranh thủ lo đăng ký kết hôn, rồi còn in thiệp, rồi làm đám cưới. Trăm thứ việc chứ có phải ít đâu. Cả đêm con có ngủ được đâu, mẹ cứ la hoài. Bà Đường quát lớn hơn. Mày không ngủ cứ kệ xác mày. Nhưng mày phải biết, đàn ông con trai là cái lũ nó dở mặt như bàn tay. Chưa lấy được mày á, mày đã cho không nó như thế rồi. Ngộ nhỡ mà nó chán, nó bỏ thì mà đâm đầu xuống sông con ạ. Phượng bướng bỉnh cãi. Mẹ làm gì mà ầm ĩ là như thế? Người ngoài người ta nghe được thì sao? Việc của con với anh Trực, mẹ cứ để cho con lo, mẹ không có phải can dự vào. Bà mẹ càng gào lên. Tiền sư bố mày, trứng lại đòi khôn hơn giận. Nó trở mặt, nó bỏ thì trắng mắt ra. Tao không thèm nói nữa. Phượng vùng vằng bỏ ra nhà sau, ngả lưng trên chiếc võng cói dưới tàn cây ổi thưa lá. Trong cơn bực bội, nàng vẫn nhận ra một điều rõ ràng là mẹ nàng không hề trách mắng vì nàng đi đêm, mà chỉ sợ nàng không khôn khéo thì có thể mất thằng rể quý. Thực sự thì chính Phượng cũng có thoáng nghĩ đến việc này. Tối hôm qua ở khách sạn, lúc Trực ra đường gặp Mạc, một mình nàng ngồi lại trong câu lạc bộ, đã bị gã Việt Kiều chuyên viên đổi tiền đến gã gẫm và giở trò nham nhở, bởi gã cứ yên chí nàng là gái điếm. Nàng nhớ rất rõ cái cảm giác kinh hãi lúc nàng đang chăm chú nhìn qua cửa sổ theo dõi Mạc và Trực ngoài đường, thì bỗng có bàn tay đặt trên vai nàng. Nàng giật thót người toan hét lên. Quay lại thì gã Việt Kiều nhăn nhở cười. Em tên gì? Anh là Quang, Việt Kiều ở Mỹ. Phượng hoàn hồn đặt tay lên ngực và thở mạnh. Dạ tôi tên Phượng, ông hỏi làm gì? Gã nói, qua bàn anh ngồi nói chuyện đời chơi. Cảm ơn ông, tôi chờ anh Trực. Anh biết rồi, nhưng mà trong lúc chờ đợi qua đây chút anh nói chuyện làm ăn. Thằng Trực cũng như anh, bạn bè cả mà. Phượng đứng yên ngó ra cửa. Giả như không có Mạc ngoài đó, nàng đã chạy lao ra với Trực để khỏi phải nhìn khuôn mặt hợm hĩnh của gã đàn ông xa lạ đang cố tình gạ gẫm nàng. Im lặng một chút, gã hỏi thẳng, thằng Trực nó trả em bao nhiêu một đêm? Phượng mất bình tĩnh, đỏ mặt gắt. Ông nói cái gì kỳ cục vậy? Tôi là vợ sắp cưới của anh ấy đấy. Gã khựng lại, đổi bộ mặt nghiêm trang hơn. Vậy thì anh xin lỗi. Rồi gã nhìn lại Phượng từ đầu đến chân, ánh mắt toát ra vẻ tội nghiệp một đứa con gái ngây thơ đang bị lường gạt. Chính gã, mỗi lần về Việt Nam gặp cô nào cũng hứa hẹn, tính ra đến nay ít lắm cũng gần 10 người nuôi hy vọng gã sẽ làm đám cưới. Gã bảo Phượng bằng tiếng Anh, chúc cô may mắn. Lúc Trực trở vào, Phượng bực bội hỏi ngay. Cái ông gì bạn của anh đấy, ngồi bên kia kìa, mất dạy quá đi thôi, ông ấy cứ thán tỉnh em hoài à? Trực liếc mắt nhìn mà nói, tưởng ai cái thằng Quang, nó về Việt Nam như đi chợ, dân làm ăn mà. Để anh sang anh bảo nó một tiếng. Trực bước lại, nắm tay Quang kéo hẳn ra ngoài hành lang và trợn mắt cảnh cáo. Ê, vợ tôi đó nghe không, đừng có tầm bậy. Quang ré lên cười. Vợ con mẹ gì, từ bữa về đến đây mỗi ngày tôi lấy một con vợ,
ông cũng vậy, đêm nào ông không mang gái vô đây. Rồi gã đưa mắt nhìn vào phía trong chỗ Phượng ngồi hất hàm hỏi: Ông vớ được con bò lạc này ở đâu? Khá quá, xài chán thì sang qua cho tôi nhé. Trực hơi bực mình nhưng không dám gắt lớn, chỉ nói: Ông tầm bậy hoài à, vợ tôi thật mà. Gã kia nghiêm mặt dạy đời: Tôi có lời khuyên ông, nếu ông định cưới vợ mang qua Canada thì ông nên xét lại. Hồi đầu tôi cũng tính như ông, nhưng giờ tôi biết như vậy là ngu. Ông cưới vợ mang qua Canada, 90% là con vợ nó sẽ bỏ ông. Nói xin lỗi, ông cũng như tôi, những thằng du lịch về đa số là dân cà chớn chứ có tài sản sự nghiệp gì đâu. Đã vậy lại còn phải bảo lãnh vợ, bảo lãnh gia đình vợ qua bên đó đi kéo cày trả nợ chào máu. Rồi lúc nó đủ lông đủ cánh nó bỏ mình lấy thằng khác, chừng đó có nước thắt cổ tự vẫn. Chi bằng cứ lâu lâu về chơi, chơi cho phổi đít ra đi không sướng hơn sao? Trực thấy sao xuyến trước đề nghị của Quang, gã vội chống chế: Tôi đâu có muốn lấy, định chơi qua đường thôi. Nhưng mà con nhỏ nó bám kỹ quá, lại thêm ông bà già cứ năn nỉ hoài, tôi cũng thấy tội nghiệp. Dứt câu Trực làng ngay sang chuyện khác, gã tò mò hỏi: Ông về lần này là lần thứ mấy rồi? Quang đáp: Tôi đi như đi chợ nhớ đâu có nổi. Trực hỏi: Ông làm ăn gì mà đi tới đi lui hoài vậy? Quang lắc đầu: Cũng chưa làm được cái gì ra hồn. Ba cái app phe chuyển tiền chuyển vàng chỉ đủ tiền máy bay. Tính làm business lớn mà coi bộ cũng khó. Lúc này tụi nó đề phòng kỹ lắm. Những đứa về đợt đầu thì hốt bạc, bây giờ thì cũng hơi khó nhai. Nhưng mà thôi, để lúc nào rảnh tôi bàn với ông, mình làm ăn chung. Tôi đã in cả đống cạc visit rồi, bao thư rồi, giấy tờ công ty, thứ gì cũng có mà chưa bắt được mối nào hết. Trực nhìn gã cảm phục, rồi Trực quay vào với Phượng, nàng gắt: Nói cái gì mà lâu thế? Anh cho em về, sắp tối rồi. Trực xin lỗi phân trần: Về làm cái gì, đã bàn được chuyện gì đâu mà đòi về. Bên ngoài trời đã tối hẳn, khách trở lại khách sạn mỗi lúc một đông hơn, khiến Phượng càng nôn nao muốn bỏ đi. Có những ông già phởn phơ đi bên cạnh người đẹp chỉ đáng tuổi con cháu, có những gã đàn ông dập dìu hai ba cô bên cạnh, lại có những gã ậm ọe nói toàn tiếng Anh với nhau để hù thiên hạ. Phượng hầm hầm cúi mặt, Trực hiểu ý kéo nàng lên phòng nói chuyện. Gã tỉ mỉ thảo kế hoạch đám cưới thật linh đình tại khách sạn công ty đang tan có ban nhạc sống, thậm chí đến áo cưới của Phượng Trực cũng cẩn thận chọn kiểu và hứa chỉ nay mai sẽ đưa nàng đi may. Phượng miên man sung sướng và coi như mọi chuyện đã xong, tự cho mình cái quyền được ở lại với Trực đêm nay để tính toán mọi chi tiết chu đáo. Và lại nàng nghĩ việc ở lại với Trực coi như một biện pháp để đặt ba nàng trước sự đã rồi, không chấp thuận cũng không được. Phượng nằm yên một lúc thì bà mẹ mon men lại gần, ngồi bệt trên sàn xi măng vừa nhặt thúng đậu đen vừa hỏi chuyện: Thế đã bàn tính được những gì rồi? Giọng nói bình thường trở lại, Phượng biết mẹ đã hết giận, nàng ngồi lên và đáp: Anh ấy định làm đám cưới ở khách sạn công ty năng tan. Bà mẹ tặc lưỡi ngắt lời: Cưới với xin tính sau. Tao hỏi mày là nó đã đưa mày đi đăng ký kết hôn chưa? Phải nắm đằng chui con ạ. Mày không biết một cái gì cả. Đáng nhẽ tối hôm qua mày ở nhà thì tao sẽ cho mày biết là mày phải đòi nó những cái thứ gì, cái gì làm trước rồi cái gì làm sau. Tự dưng lại dẫn xác đến ở với nó chẳng ra làm sao cả. Đây này, cần nhất, cái quan trọng nhất là phải đi đăng ký kết hôn đã, rồi bảo nó là đưa ngay 3 cây vàng để giả lại cho nhà thằng Mạc. Xong hai việc ấy rồi thì mới nói đến chuyện cưới xin. Chưa làm chuồng mua trâu làm cái khỉ gì. Phượng đáp: Nhưng mà anh ấy hẹn con là sáng mai sẽ đi đăng ký. Bà mẹ nói: Từ hôm qua đến bây giờ làm gì không đi mà phải đợi đến sáng mai. Phượng nói: Đáng lẽ đi hôm qua, nhưng anh ấy bảo là không có mang theo passport, phải về nhà lấy mẹ. Im lặng một lúc, bà Đường trở lại toan tính cũ. Sáng mai gặp nó, nhớ nhắc khéo là nó đưa ngay cho 3 lạng vàng để giả cho người ta. Tối hôm qua này, thằng Mạc ngồi đây mãi đến gần nửa đêm mới về. Bố mày bảo nó là sáng nay giờ lại, vì nó muốn gặp mày đấy. Nhưng mà chắc là cái ngữ đấy nó tự ái, không đến đâu. Mà cũng may nó không đến chứ giá mà sáng nay nó đến mày không có nhà thì tao thật muối mặt chả biết nói thế nào. Còn cái việc mày định lấy thằng Trực, bố mày với tao thì nói thật cho nó biết cả rồi.
Thành ra là chắc ngày mai hay là cùng lắm ngày kia thì bố mày với tao phải sang nói chuyện với người ta để trả lại mấy cái thứ người ta sắm cho mày. Cứ nói thẳng với thằng Trực như thế, không thể chần chờ được nữa đâu. Phượng gật đầu quả quyết. Vâng, mai con sẽ nói với anh ấy ạ. Nói thế nhưng trong lòng nàng rất bứt rứt, vì không lẽ tự dưng mở miệng hỏi Trực về tiền bạc. Nàng đưa tay hất mái tóc dài ra phía sau rồi ngả người nằm xuống võng và hỏi nhỏ. Ủa, bố đâu rồi mẹ? Bà mẹ đáp. Chả biết đi đâu từ sáng tới giờ. Tao chạy ra chợ một tí về thì chả thấy bố mày đâu cả. Ngừng một lát bà lại thêm. Chắc lại chạy ra tỉ tê với thằng Mạc. Bố mày thì lúc nào gàn bát sách, nói gì cũng chả nghe. Suốt đời sợ người ta chê với chả cười. Ta hỏi mày chứ, thằng Trực thì nó đã nói với tao là bên Canada đó, nó là cái người có chức có quyền, quen toàn những gì thứ trưởng bộ trưởng cái gì lung tung. Nó chỉ cần nói một tiếng là cả nhà mình sang đoàn tụ. Mình thì có ở đây lâu bên này đâu mà sợ người ta chê với cười. Phượng nói vâng rồi đứng bật dậy chạy nhanh vào phòng khách, bưng cái cassette ra đặt dưới gốc cây ổi. Nàng vặn nhạc nho nhỏ rồi lại leo lên võng nằm nhắm mắt lại. Sau một đêm thức khuya, Phượng cố ngủ một giấc cho lại sức. Bà Đường biết con mệt mỏi cũng không hỏi thêm gì nữa. Bà lặng yên ngồi làm việc, đầu óc vẩn vơ lo sợ. Ngày nào Trực chưa nạp 3 lạng vàng và chưa chính thức ký giấy hôn thú với Phượng, ngày đó lòng bà vẫn không thể bình lặng được. Tối hôm ấy Trực đổi mục. Kể từ hôm áo gấp về làng, hầu như chưa có đêm nào Trực thảnh thơi nằm nhà. Không tiệc tùng nhậu nhạt với bạn bè thì lại đắm mình trong quán rượu bia ôm, vung tiền qua cửa sổ để mua lấy chút cảm giác của kẻ trọc phú giữa đám cùng đinh, để đón nhận những ánh mắt thần phục của bá tánh vốn chỉ mơ một ngày xuất ngoại, và nhất là để nhận những vuốt ve nồng cháy của bọn chiêu đãi lúc nào cũng dành hết thiện cảm cho người lắm tiền. Trực phải tranh thủ ăn chơi gấp rút hưởng thụ để mai kia trở về Canada lao đầu vào nhà máy có chút kỷ niệm trác táng làm hành trang cho thực tế nhọc nhằn. Do lời đề nghị của người tài xế, đêm nay Trực tìm đến một vũ trường sang trọng trên đường Nguyễn Huệ. Mấy năm gần đây, những tụ điểm ca nhạc múa đôi mọc lên nhan nhản từ trung tâm thành phố lan ra cả ngoại ô, thậm chí tận cầu Bình Triệu cũng có phòng trà nhạc sống. Những cô gái ngày bán mía ghim vé số, đêm đêm lột xác múa may trên sàn nhảy. Những chàng trai chuyên nghiệp bốc đất thủy lợi, tối tối đổi thay trang phục xuất hiện dưới ánh đèn màu. Xã hội quái dị có 102 trên trái đất, dịch vụ ăn chơi phát triển bừa bãi bên cạnh hàng chục triệu dân không được nhà nước chính thức báo động là bị đói ở cấp trầm trọng, cần quốc tế viện trợ. Lúc Trực tới vũ trường đã khá đông, nơi đây là chỗ dừng chân của những người nặng túi, gồm đa số Việt kiều, du khách, dân buôn, cán bộ tham ô, chủ hụi và huyện đề, nói chung là những thành phần không ngại tiêu tiền. Sự có mặt của họ kéo theo một đám con gái trẻ trung diêm dúa đứng phất phơ từ ngoài hành lang, rình chờ cơ hội kiếm trác, dù chỉ là một đêm ngắn ngủi như con thiêu thân không bao giờ nhìn thấy tương lai. Nhiều cô tự hào là rất sành sỏi mà lâu lâu cũng vớ phải Việt kiều giả, mất cả tình lẫn tiền. Đêm nay, lần đầu tiên Trực đi chơi một mình, người tài xế tháp tùng đưa Trực vào chiếc bàn bên trái sàn nhảy rồi lặng lẽ rút lui. Trực dúi vào tay ông ta một nắm tiền và ra lệnh. Khoảng 12 giờ thì trở lại đón tôi. Trực ngồi xuống đảo mắt tứ phía nhưng chưa nhìn rõ ai bên cạnh vì ánh sáng mờ nhạt dày đặc khói thuốc. Trên sân khấu, cô ca sĩ đang say sưa uốn mình theo điệu rumba. Trực phải lắng nghe một lúc khá lâu mới nhận ra cô đang hát tiếng Anh. Gã móc gói thuốc 3 số 5 và chiếc bật lửa đơn hưu sáng bóng quẳng lên mặt bàn với vẻ khệnh khạng của dân chơi thứ thiệt mà gã biết nhiều người chung quanh đang theo dõi. Gã rút một điếu gắn lệch trên môi, nheo mắt nhìn đời bằng nửa con ngươi. Chưa kịp châm lửa thì một cô gái không biết từ góc nào tiến lại bên Trực, ngồi ghé xuống chiếc ghế bên cạnh và thân tình lên tiếng. Anh, em coi anh quen quá à? Nhưng mà không nhớ là đã gặp anh ở đâu. Trực khoan thai nhếch mép. Chắc không phải ở đây vì anh chưa tới đây lần nào. Cô gái đặt mấy ngón tay lên trán đăm chiêu suy nghĩ, cố moi óc tìm xem hình ảnh Trực đã xâm nhập tiềm thức cô từ bao giờ. Rồi cô ngẩng lên mở to mắt nhìn Trực. Ủa, vậy hả? Hay anh là bạn của anh Tùng, phải không? Em biết chắc là em có gặp anh rồi. Trực đăm đăm ngó cô gái, gã vẫn biết mình có giá.
con gái tìm đến làm quen là chuyện bình thường từ ngày trực về nước. Thấy sang bắt quàng làm họ, thói đời có gì lạ. Nhưng trường hợp này thì có lẽ không đúng. Con nhỏ ngồi bên trực, mặt hiền như nữ tu, trang phục rất nghiêm chỉnh và phấn son chỉ phớt nhẹ vừa đủ làm cặp mắt long lanh dưới ánh đèn màu. Trực trịnh trọng đáp: Chắc em lầm rồi, bởi vì anh là Việt Kiều, anh vừa từ Canada về. Câu nói hết sức nặng ký làm cô gái suýt kêu lên. Cô đổi thái độ, đan hai bàn tay vào nhau, khép nép bảo Trực: Em xin lỗi anh, em rất hân hạnh được biết anh. Tại đèn tối quá cho nên em nhìn lầm. Anh đi một mình hay là đi với ai? Anh cho phép em ngồi tiếp chuyện anh được không? Trực cười tình: Chính vì thế anh mới đi một mình. Em cũng đi một mình sao? Cô gái chỉ lên sân khấu phân trần: Em là con gái, đi một mình sao được anh. Ông anh của em đánh trống trong ban nhạc cái kia, ông ấy cứ rủ mãi, bắt phải coi ông ấy biểu diễn. Đó, cái ông tóc dài đó. Em thì em không có thích đám đông, nhưng mà nể quá thì phải đến. Anh cho phép em ngồi nhé, chờ anh của em thôi mà. Nàng hạ giọng nhỏ hẳn xuống: Tại vì ngồi một mình á, lũ con trai cả chớm cứ đến làm quen, mệt lắm. Tiếng vỗ tay chung quanh cắt ngang câu chuyện của hai người. Cô ca sĩ nói vài câu công thức rồi để đáp lại tấm thịnh tình và thể theo lời yêu cầu của quý vị. Mặc dầu thực sự chẳng có ai yêu cầu, cô hát thêm một bài nữa. Tiếng nhạc cha cha sập sình rộn rã. Bồi bàn tiến lại đứng bên cạnh. Trực hỏi: Em uống gì hay là ăn tối luôn với anh nhé? Không chờ cô trả lời, Trực ngẩng lên hỏi nhân viên phục vụ: Có thứ gì đặc biệt không? Bồi bàn cúi thấp xuống nói: Xin ông coi trong thực đơn. Cô gái xua tay lia lịa: Thôi, em không có ăn uống gì đâu. Mới được quen anh, em không có dám làm phiền anh đâu ạ. Trực bật quẹt ga, soi tờ menu, rồi gọi hai đĩa gà roti và chai rượu vang đỏ. Cô gái kêu lên: Anh uống một mình đó nha, em không có biết uống rượu đâu. Trực cười khinh bạc: Thứ đó đâu phải là rượu, nhạt hơn nước lã. Nhưng anh ở ngoại quốc nó quen rồi, ăn gì cũng phải có rượu oai. Mà quên, chứ anh chưa hỏi em tên gì. Dạ, em là Hằng. Trực vỗ ngực: Anh là Trực. Dạ, em nghe nói ở bên Canada người ta uống rượu thay nước phải không anh? Trực gật đầu: Thì dĩ nhiên rồi, xứ lạnh mà, nhà nào cũng có quầy rượu. Đâu có ai uống trà như bên này, uống toàn là whisky thôi. Tốn tiền chết. Hồi mà ba em còn sống, nhà đại khách cũng toàn là uống rượu Mỹ không à. Trực ngắt lời: Ba em mất lâu chưa? Dạ mới năm ngoái, trong trại cải tạo ạ. Trực tỏ vẻ ngạc nhiên: Ủa, ba em làm gì mà cải tạo lâu thế? Em cũng chả biết. Em nghe mẹ nói là hồi đó ba em làm tham vụ ngoại giao. Là cái gì thì em cũng không rõ nữa. Nhưng mà đi nước ngoài nhiều lắm. Mấy ông anh bà chị em đều học trường Tây hết. Rồi hồi mà sắp giải phóng, ba em không có chịu đi. Ba em nói là ở nước ngoài nhiều quá rồi ba em chán, ba em không muốn đi. Mà lúc đó thì em mới khoảng chừng 5-6 tuổi, em đâu có biết gì đâu. Thời gian đi nhanh quá anh nhỉ. Giọng nói buồn vời vợi của Hằng làm Trực mất vui. Con nhỏ mới 20 mấy tuổi mà đã biết than cuộc sống trôi nhanh. Còn Trực 30 mấy tuổi rồi mà vẫn chẳng nên cơm cháo gì, phải mò về mua chút cảm giác huy hoàng giả tạo giữa một xã hội rách nát. Bồi bàn bưng thức ăn ra, khui chai rượu vang rót vào hai cái ly chân cao. Hằng nhìn Trực lắc đầu: Anh uống giùm cho em nhé, em chịu thôi. Trực nâng cốc và bảo Hằng: Ít ra em cũng phải cụng ly với anh chứ. Hằng ngoan ngoãn làm theo, nhìn sâu vào đôi mắt của Trực. Kỷ niệm ngày quen anh. Quanh Trực thỉnh thoảng ré lên một giọng cười đều, hoặc vang lên một tiếng chửi thề tục tĩu của những kẻ muốn được mọi người chung quanh chú ý. Nhưng dường như chẳng ai bận tâm. Người hát cứ hát, người nhảy cứ nhảy, và những người làm ăn cứ rầm rì bàn tính. Ghé đây chỉ để làm bộ nghe nhạc, để mưu toan những áp phe lớn lao bên ngoài. Trực nhìn Hằng, chợt nghĩ đến Phượng. Giữa những vẻ đẹp muôn mặt của thiếu nữ Sài Gòn mà Trực chộp bắt quá dễ dàng, gã bỗng thấy lời thằng bạn Việt Kiều ở khách sạn khuyên can là đúng. Tội gì phải cưới một người để vác lấy gánh nặng vào thân.
ngồi bên Hằng hơn 2 tiếng đồng hồ, Trực đã biểu diễn tất cả những sở trường nói phét để tự vinh thăng mình lên hàng thần tượng ở hải ngoại. Nhưng gã nhận ra một điều rất khác biệt giữa Phượng và Hằng là chuyện tiền bạc hình như không làm Hằng chú ý lắm. Chuyện đời sống văn minh và địa vị lớn lao của Trực ở Viện Nghiên cứu Không gian Gia Na Đại có vẻ cũng chẳng làm Hằng để lộ sự thán phục như Phượng. Điều này rất lạ đối với Trực, khiến đôi khi giữa câu nói khoe khoang phóng đại, Trực chợt ngừng lại vì thấy mất đi phần nào hứng thú. Dưới mắt Hằng, đã ra tới nước ngoài tất nhiên phải thành công, cho nên nhắc đến những thành công đó thì cũng chẳng khác gì khen phò mã tốt áo. Trước sau, Hằng chỉ khao khát xuất ngoại vì một lý do duy nhất là để đi học. 2-3 lần nàng bảo Trực: "Em chỉ thích đi học cho thật giỏi, vì đó là ước nguyện của bố em lúc còn sống. Ở bên này kẹt cái lý lịch, thành ra cả nhà không ai lên đại học được anh ạ." Trực đổi đề tài theo ý Hằng: "Cũng chẳng nên tiếc, đại học bên này chán lắm, kiến thức nông cạn. Bên Canada sinh viên giỏi lắm, nhiều cô anh dạy nếu mà không soạn giáo án kỹ, tụi nó quay là bí liền." Rồi gã tiếp tục ba hoa thuyết giảng về sinh hoạt học đường ở nước ngoài. Hằng ngồi yên chăm chú lắng nghe. Nàng chống một khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu lùa một bàn tay vào mái tóc, nhìn Trực thán phục. Chờ Trực dứt câu, nàng nói: "Thích nhỉ?" Rồi nhẹ nhàng đẩy ghế đứng dậy, và nàng nói tiếp: "Em xin phép anh một phút nhé." Nàng rời Trực đi xuống phía cuối phòng trà, lẫn vào đám đông dày đặc đứng lố nhố sát cửa ra vào. Trực ngồi lại một mình, khoan khoái nhìn lên sân khấu, đầu óc vẩn vơ nghĩ đến Phượng. Hơn lúc nào hết, Trực thấy lời khuyên của thằng Quang hết sức hữu lý. Giữa Hằng và Phượng, mỗi người một vẻ đẹp, chẳng ai thua ai. Yêu Phượng xem chừng vất vả và tốn kém quá. Từ chiếc tivi tặng xí nghiệp của Phượng đến những quà cáp rộng lượng gã khuân đến trong bà Đường, tất cả đều là những chi tiêu phí phạm một cách vô ích. Rồi nay mai lại còn phải đưa cho Phượng 3 lượng vàng để Phượng hoàn trả lại gia đình Mạc. Gã nhớ lại nét mặt thằng Quang nhìn gã khinh bỉ, thầm chê gã là thằng ngu. Ông phải kiếm con gái nhà giàu, nó đưa tiền cho ông xài, mình là Việt kiều mà. Câu châm ngôn của Quang lặp đi lặp lại mấy lần chiều hôm qua ở khách sạn, bây giờ Trực mới thấy là một chân lý nên noi theo. Cuộc tình giữa gã và Phượng chỉ đem lại toàn những hao tài và phiền toái. Một đứa con gái như Hằng, nhan sắc không thua gì Phượng, lại xuất thân từ một gia đình phú quý, tự ý tìm đến với Trực có thể mở đầu một mối tình rất đơn giản nhưng không phiền lụy. Trong khoảnh khắc, Trực hình dung ra nét mặt hầm hầm khó chịu của ông Đường, bên cạnh những cử chỉ vồ vập xung xoe của bà vợ, và thấy cả hai đều đáng ghét cả. Ông Đường đáng ghét vì đã dám có những lời hỗn xược với Trực, bà Đường thì tham lam một cách lộ liễu, lúc nào cũng chỉ lăm le moi tiền của Trực. Hằng vừa trở lại, ngồi xuống chỗ cũ và hỏi Trực: "Mấy giờ rồi anh?" Trực vén tay áo nhìn đồng hồ và đáp: "Gần 11 giờ Hằng tỏ vẻ luyến tiếc: "Chắc em phải về." Trực ngạc nhiên: "Ủa, không chờ ông anh của em sao?" Hằng liếc nhìn lên sân khấu rồi lắc đầu: "Không được đâu, đêm nào cũng gần 2 giờ sáng mới tan, em phải về trước, sợ mẹ em mong lắm." Trực tha thiết: "Thôi ngồi một chút nữa đi, ngồi với anh một chút nữa, tại vì anh dặn tài xế là 12 giờ trở lại đón, chừng đó anh sẽ đưa em về, một tiếng đồng hồ nữa thôi." "Thôi em không có dám làm phiền anh đâu, nhà em gần lắm, đi bộ một lúc là tới, ngay phía sau chợ Bến Thành đó." Nói câu ấy, Hằng đăm đăm nhìn Trực chờ đợi. Quả nhiên Trực lên tiếng: "Thôi thế thì để anh đưa Hằng về, nhân tiện có lẽ anh ghé nhà cho biết rồi hôm nào anh đến thăm." Hằng mừng lắm nhưng vẫn làm bộ: "Nhưng mà có phiền anh không?" Trực không trả lời, kéo ghế đứng dậy, nhét gói thuốc lá và bật lửa vào túi. Gã quăng một nắm tiền tiếp lên bàn rồi theo Hằng ra cửa. Những cặp mắt chung quanh chăm chú ngó theo khiến bước chân của Trực mất cả vẻ tự nhiên. Ra đến lề đường, Trực dừng lại nhìn quanh, cảm thấy mình vừa bước từ một khoảng không gian chật hẹp, dày đặc khói thuốc, sang hẳn một vùng trong lành dễ thở. Dù đã gần nửa đêm, vẫn còn 2-3 người hành khách kiên nhẫn xông lại năn nỉ. Sài Gòn bây giờ tràn ngập ăn mày và vé số, ngóc ngách nào cũng có kẻ ăn xin và người mời mua vé số, kể cả vé số giả. Trực toan móc tiền ban phát, nhưng Hằng kéo tay gã lôi đi. Từ bên kia đường, người tài xế của Trực vừa tới, mở cửa xe chạy lao sang. Trực ngạc nhiên hỏi: "Ủa, tôi tưởng ông đi đâu, tôi dặn ông 12 giờ kia mà." Người tài xế đáp:
Dạ thưa, tôi mới tới, sợ ông cần xe. Hằng vội bảo Trực. Thôi, đi bộ được rồi, gần lắm anh à. Trực chiều ý Hằng, quay bảo người tài xế. Ông cứ đứng chờ tôi ở đây, một chút xíu nữa thì tôi quay lại. Hay là ông lên phòng trà ngồi chờ tôi cũng được. Người tài xế nhìn Trực khẩn khoản. Khuya rồi, ông nên đi xe. Hằng kéo Trực đi. Khỏi mà, chút xíu mà xe cộ gì. Người tài xế thở dài nhìn theo. Thế là Trực và Hằng thả bộ quay lại phía ngã tư Lê Lợi. Gió từ hướng sông thổi từng cơn mát rượi. Hằng khoanh tay cúi đầu co ro như người bị cảm lạnh. Trực vội vàng lịch sự cởi áo vest choàng lên cho nàng. Hai người bước từng bước chậm kề cận bên nhau như đôi nhân tình mới bước vào cuộc yêu đương còn đang ở giai đoạn nồng cháy. Hằng kéo Trực đi hẳn vào phía trong, sát những bức tường loang lổ của dãy phố. Nàng bảo: Anh vào trong này cho ấm nè. Con phố đêm vàng lên những ánh đèn mờ nhạt, lâu lắm mới thấy dăm ba chiếc xe gắn máy rú ga lao vội vã. Trực gợi chuyện: Trời bên này mà em thấy lạnh thì làm sao qua Canada nổi. Em thì có hy vọng gì xuất ngoại đâu, cả nhà chưa qua đi được hết đó. Trực tự tin: Em muốn đi không? Hằng cho đó là một câu nói đùa nên hững hờ đáp: Anh làm như là ra nước ngoài dễ lắm, làm cách nào mà đi được. Trực đáp gọn: Thì lấy chồng. Ai mà thèm hết em. Lời than của Hằng như một tín hiệu mời gọi khiến Trực bạo dạn đi sát vào người nàng, nắm lấy bàn tay và run run phun ra những câu hứa hẹn giống hệt như mới hôm nào gã tha thiết nói với Phượng. Lời nói của một Việt kiều lúc nào cũng có sức nặng, nhưng Trực ngạc nhiên thấy Hằng không háo hức vồ vập như Phượng. Gã tự hỏi phải chăng trước gã Hằng đã từng gặp vài thằng Việt kiều phét lác khiến cho nàng mất niềm tin. Nàng lơ đãng nghe Trực vẽ ra chân trời mới, thỉnh thoảng ngoái cổ nhìn lại phía sau như sợ có ai theo dõi. Trực mơ hồ cảm thấy nàng dường như rất ngờ vực những lời đường mật của mình. Gã hỏi lại: Em không tin anh sao? Không, không phải thế. Tại vì anh mới quen em có mấy tiếng đồng hồ, đã biết gì về em mà anh đề nghị. Hay là tối mai đến phòng trà gặp cô khác, rồi anh cũng đòi cưới người ta như hôm nay anh nói với em, tin làm sao được. Quý vị đang nghe truyện dài Cõi Đêm của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Xin quý vị vui lòng nghe tiếp mặt B của cuốn 4. Trực chưa kịp đáp thì một chiếc taxi chạy ngược chiều quanh một vòng chữ U chậm chậm đậu lại và bóp còi ngỏ ý mời lên xe. Nhưng Hằng xua tay từ chối. Chiếc xe lao đi, Trực phân trần: Tại anh ở nước ngoài lâu quá thành ra quen lối sống bên đó. Ở bên Mỹ với Canada, con gái con trai gặp nhau chỉ cần nửa tiếng đồng hồ là quyết định chung sống hay không, đâu có mất thì giờ như Việt Nam mình. Thì dễ lấy mà cũng dễ ly dị nữa. Trực chưa kịp nói thêm thì từ con hẻm tăm tối mà hai người vừa bước ngang lao vút ra ba bóng đen, chộp ngay lấy cánh tay Trực, lôi hẳn vào bên trong hẻm, đẩy mạnh Trực sát vào tường. Trực kinh hoàng la lên: Mấy anh làm cái gì thế này? Một gã cầm con dao nhọn hoắt dí vào cổ Trực và điềm nhiên đáp: Ăn cướp chứ làm cái gì, đưa hết tiền đây, mày kêu tao đâm chết. Dứt lời nhanh như cắt, gã cùng một thằng nữa lục soát túi áo túi quần, thắt lưng, tháo cả giày của Trực, moi móc, thậm chí lúc vồ được gói thuốc 3 số 5 và nhất là cái hộp quẹt đan hiu. Một gã còn thản nhiên bấm đèn pin ngắm nghía vài giây rồi mới nhét vô túi.
gã thứ ba to con nhất, phong độ đàn anh, đứng chặn ở đầu hẻm canh chừng, tay phải cầm thanh sắt nặng chình chịch dài khoảng nửa thước, khoan tai gõ nhịp nhẹ nhẹ vào lòng bàn tay trái, gật gù nhìn Trực hài lòng. Khi toàn thân Trực chỉ còn trơ trọi bộ quần áo, gã cầm dao mới quay lại giật cái áo vest của Hằng đang khoác mặc luôn lên người gã và hất hàm bảo Hằng: "Cô đi đi." Hằng thản nhiên thả bộ về phía quốc hội cũ, Trực tuyệt vọng nhìn theo, điếng người không nói được lời nào. Hai thằng moi hết túi áo vest của Trực, dọi đèn pin kiểm điểm lại. Và một đứa than: "Mẹ nó, Việt Kiều gì mà nghèo thế này, có mấy chục đô à?" Nhưng thằng bên cạnh vớ được cái bóp của Trực, vội reo lên: "Có cái này được rồi, có cái này chắc ăn rồi." Trực run run năn nỉ: Mấy anh lấy tiền này, làm ơn trả lại giấy tờ cho tôi." Thằng đứng gác lên tiếng nhắc: "Lẹ lên tụi bay." Nói thế nhưng cả ba đều không có vẻ gì vội vã, thái độ và cử chỉ rõ ràng là của một bọn ăn hàng chuyên nghiệp giữa một xã hội mà an ninh công cộng cực kỳ lỏng lẻo. Chúng đứng xúm lại trước mặt Trực, một đứa còn cua dao loang loáng như sẵn sàng đâm vào cổ Trực, và gã nói: "Tụi tao lấy giấy tờ của mày làm chi? Tối mai 9 giờ mày mang 5.000 đô tới đây, tao trả lại passport. Mày kêu công an tao đâm chết, tao xé hết giấy tờ của mày, mày hết về Canada." Trực run rẩy lắp bắp nói: Tôi không có báo công an đâu, nhưng mấy anh tội nghiệp tôi là Việt Kiều nghèo về thăm nhà, đâu có tiền, mấy anh cho tôi xin lại giấy tờ." Gã đàn anh lớn con ra lệnh: "Đi tụi bay." Rồi gã nhìn Trực lạnh lùng nhắc lại: "Tối mai 9 giờ tụi tao đợi, nhớ là tiền đô, tao không lấy tiền Việt." Cả ba bước sâu vào con hẻm, dáng điệu thơ thới như đi dạo mát. Trực tuyệt vọng ngó theo không biết nên phản ứng thế nào. Văng vẳng bên tai, Trực còn nghe một thằng đùa cợt nói với đồng bọn: "Mẹ nó, Việt Kiều mà nó lại kêu là Việt Kiều nghèo." Trực bước nhanh ra đại lộ Nguyễn Huệ, đôi mắt nhạt nhòa nhìn khắp con phố, đầu óc choáng váng như vừa thức giấc sau một cơn ác mộng. Trên mình không còn một thứ giấy tờ gì chứng minh, trở thành kẻ vô gia cư, vô nghề nghiệp, công an có thể bắt nhốt bất cứ lúc nào. Gã nhớn nhác đi như chạy về phía phòng trà. Thỉnh thoảng Trực cũng nghe kể về những trường hợp Việt Kiều bị tống tiền, cướp bóc và thậm chí bị cả chính quyền địa phương trả thù, bắt nhốt hàng mấy tháng trời. Nhưng gã chỉ nghe qua rồi bỏ, chẳng bao giờ ngờ việc ấy lại xảy đến với Trích Bình. Gã chới với nghĩ đến món tiền 5.000 đô ngày mai phải đem nộp để chuộc lại giấy tờ, để trở lại với phong độ huy hoàng của một Việt Kiều vinh quy, ăn trên ngồi chấp. 5.000 Mỹ Kim, con số khổng lồ vượt quá khả năng của Trực, xoay đâu ra bây giờ. Mấy ngàn bạc thiên hạ nhờ chuyển, Trực đã giao được một nửa, còn hơn 2.000 gửi ở nhà bà chị, nhưng vẫn là tiền của bá tánh. Phần tài sản riêng của Trực thì kể như đã sạch túi. Gã dự chủ sẽ giữ lại 2.000 bạc kia để làm đám cưới với Phượng, rồi nay mai trở về Canada tính sau, quanh co tìm cách nói dối, đâu có ai kiện cáo gì mà sợ. Thế mà chẳng ngờ âm mưu ấy cũng không thành. Hay là ngày mai cứ báo công an, nhờ họ kéo đến bố trí và bắt trọn ổ bọn khốn nạn. Trực phân vân tự hỏi rồi lại gạt bỏ ngay ý nghĩ ngông cuồng đó. Bắt bọn cướp không dễ, mà chắc chắn đồng bọn sẽ tìm Trực để thanh toán. Chúng sẵn sàng thí mạng cùi để giết Trực, bởi vì Trực bây giờ đâu còn phải là một thằng đàn ông tầm thường như ngày trước. Trực là thứ lá ngọc cành vàng, chén kiểu đụng chén đá, rốt cục chỉ mình gã thiệt thòi mà thôi. Huống chi Trực còn sợ bọn kia nghe động tĩnh sẽ thủ tiêu hết giấy tờ của gã, và chẳng có sứ quán nào can thiệp chứng nhận Trực từ nước ngoài trở về, bởi Canada có bao giờ cho phép Trực về thăm Việt Nam đâu. Con đường duy nhất của Trực là nội ngày mai phải xoay tiền đem nạp, không còn chọn lựa nào khác. Đến trước cửa vũ trường, Trực hoàn hồn nhìn người tài xế vừa mới mở cửa xe tiến lại đón. Ông ta ngạc nhiên thấy Trực không mặc áo vest, toan lên tiếng hỏi, nhưng Trực đi thẳng lại chiếc taxi, chui vào băng sau và ngồi thở. Người tài xế mở cửa, leo vô và hỏi: "Thưa ông lên nghe nhạc nữa hay là về ạ?" Trực nghẹn ngào như đứa trẻ bị bắt nạt chờ mẹ về để mách: Tôi vừa bị cướp ông ơi, làm thế nào bây giờ?" Người tài xế quay hẳn đầu lại, mở to mắt nhìn Trực: "Ông bị cướp, có sao không ông?" Trực đáp: "Sao cái gì nữa, mất hết cả giấy tờ tiền bạc." Người tài xế nhìn Trực an ủi: "Thưa ông, như vậy là ông còn may đấy. Nhiều người chỉ có mấy ngàn bạc mà chúng nó cũng đâm chết." Trực hừ một tiếng rồi lấy lại bình tĩnh, kể hết đầu đuôi cho người tài xế mà gã thấy thân tình như ruột thịt. Kết thúc câu chuyện, Trực hỏi:
ông thấy tôi có nên đi báo công an không? Người tài xế ngậm ngùi chia sẻ nhưng không trả lời ngay câu hỏi của Trực. Ông nêu ra một nhận xét. Thưa ông, như vậy là ông bị con nhỏ đó gài rồi. Trực chồm người hỏi lại. Cô Hằng gài tôi sao? Người tài xế đáp. Tôi đâu biết nó tên là gì, nhưng tôi đoán như vậy. Thời bây giờ có những đứa con gái chuyên sống bám Việt Kiều để gài cho du đãng làm tiền rồi chia nhau, nhất là ở phòng trà này, xảy ra hoài. Bởi vậy lúc ông xuống tôi thấy ông đi với con nhỏ tôi đã nghi rồi. Tôi hỏi ông đi đâu thì tôi lấy xe đưa đi, nhưng ông không chịu. Trực than thở một câu vô lý. Vậy mà ông không nhắc tôi, bây giờ biết làm thế nào? Ông thấy có nên báo công an không? Người tài xế lắc đầu. Ông là Việt Kiều báo làm chi? Tụi nó liều mạng lắm, nó giết ông thiệt đó. Mai ông tới chỗ đó đưa tụi nó 5.000 lấy giấy tờ lại cho xong đi. Khai báo đâu có lợi gì, tụi nó chơi luật giang hồ mà ông. Trực giật mình nảy ra một ý nghĩ ngờ vực. Hay là chính thằng tài xế thân tín này đã gài Trực, đồng lõa chia tiền với bọn kia? Trực lên tiếng dò xét. Nhưng tôi đâu còn tiền, lúc nãy tôi bọc theo mấy ngàn đô tụi nó lấy hết trơn, kiếm đâu ra 5.000 bây giờ. Hay là tôi tính thế này, ngày mai tôi tới đưa tụi nó 2.000 thôi, chịu thì lấy, không thì tôi kêu công an. Ông thấy có được không? Người tài xế khựng một chút để suy nghĩ. Ông ta hơi ngạc nhiên về ý kiến của Trực, bởi ông vẫn tin là Trực có rất nhiều tiền. Những lần đưa Phượng và Trực đi chơi quanh thành phố, ông thường được nghe Trực kể về vai trò của Trực ở Canada với chức vụ một khoa học gia, lãnh lương cả mấy trăm ngàn một năm. Ấy là chưa nói đến phát minh đặc biệt của Trực liên quan đến phi thuyền mà Trực lâu lâu được trao giải, gồm luôn cả tiền mặt. Như thế 5.000 đô tính ra chưa bằng một tháng lương, việc gì phải kèo nài để mua lấy sự rủi ro. Chính ông đang ngạc nhiên là tại sao bọn cướp lại chỉ đòi Trực chuộc lại giấy tờ với giá rẻ mạt như vậy. Ông thành thật nói. Thưa ông, 5.000 đô đối với chúng tôi thì quá lớn, nhưng với ông thì lại quá nhỏ. Nếu tôi ở địa vị của ông, tôi không cần suy nghĩ gì cả. Trực thở dài, đầu óc nát tan vì tiền. Từ phòng trà khách bắt đầu kéo ra, người tài xế dè dặt hỏi Trực. Thưa ông về khách sạn ngủ hay là về nhà? Trực buột miệng than. Ngủ gì nữa mà ngủ? Người tài xế an ủi. Đằng nào chuyện cũng lỡ rồi, ông ngủ một đêm cho nó khỏe rồi mai tính. Nhưng ông cho phép thì tôi nói, theo tôi ông cứ đem tiền đến đưa cho tụi nó lấy lại giấy tờ. Chúng nó không đánh đập ông là ông nên mừng rồi. Dứt lời ông nổ máy xe và nói, tôi đưa ông lại khách sạn. Xe lăn bánh, người tài xế đề nghị để chiều theo sở thích thường nhật của Trực. Thưa ông ghé ngã sáu ăn tô hủ tiếu rồi về ngủ. Trực não nề đáp, tôi còn đồng nào đâu mà ăn. Người tài xế nói, dạ thưa tôi mời ông ạ. Trực không nói gì nữa, đầu óc hỗn độn, những suy tính giằng co. Nội ngày mai kiếm đâu ra số tiền chuộc để lấy giấy tờ về. Gã chợt nhận ra một sơ hở của mình, là nếu đã nhất định phải đem tiền chuộc giấy tờ thì tiết lộ việc bị cướp cho người tài xế làm gì. Gã chồm người lên dặn, ông không được cho ai biết là tôi bị cướp, ông nhớ chưa? Người tài xế khúm núm đáp, dạ vâng tôi nhớ ạ. Trực nhấn mạnh, nhất là cô Phượng, ông không được cho cô Phượng biết. Người tài xế lại gật đầu, dạ cái đó thì ông đâu cần nói, tôi biết chứ. Rồi ông tò mò hỏi thêm, thưa ông lúc ở phòng trà con nhỏ đó rủ ông đi đâu mà ông lại theo nó? Trực ngoèo đầu phân trần, đang ngồi thì nó đòi về, nó nói nhà nó ở ngay sau chợ Bến Thành, đòi tôi đưa về, không ngờ nó là cái con khốn nạn. Người tài xế dễ dãi, bần cùng sinh đạo tặc ông ạ. Việt Kiều về nước thì tiền bạc như rác, cho nên tụi nó theo dõi kỹ lắm. Bởi vậy tôi nhắc ông hoài là đi đâu ông cũng nên đi xa. Trực chẳng biết nói gì hơn. Đến lúc xe dừng lại, gã vẫn ngồi bất động như cái xác chết. Tài xế phải mở cửa nhắc hai lần, Trực mới uể oải chui ra. Quán nửa khuya tấp nập, sáng rực một khoảng lề đường, hương vị ngào ngạt mời đón. Những khuôn mặt rạng rỡ vừa chui từ các vũ trường ra, những khuôn mặt hốc hác vừa chấm dứt một canh bạc kéo dài từ sáng, những khuôn mặt đăm chiêu của dân buôn chui bán lén, cả đời chỉ kiếm trác bằng nghề trung gian dắt mối. Đêm đêm họ gặp nhau ở đây như một thói quen không thể thiếu trong đời. Giữa những khuôn mặt ấy, chỉ có Trực là thiểu não hơn cả. Ngồi bên quầy hủ tiếu, dưới ánh sáng xanh của ngọn đèn neon thức hai,
màu da đã tái lại càng tái hơn. Người tài xế so đũa cho Trực, liếc mắt quan sát và giật mình nhận ra dung nhan của Trực cực kỳ thảm hại, như vừa phục sinh từ quan tài chui ra. Ông thấy bàn tay Trực lóng ngóng cầm đũa, hình như vẫn còn run rẩy. Chỉ có điều ông đoan quyết với mình là Trực vừa trải qua cơn xúc động làm Trực kinh sợ, chứ hoàn toàn không phải vì tiền, bởi số tiền ấy quá nhỏ so với sự nghiệp sở hữu mà Trực vẫn khoe với Phượng. Ông cầm hũ ớt ngâm giấm đẩy lại phía Trực và nói: "Mời ông." Trực múc thìa nước dùng đưa lên miệng, gã thấy khẩu vị dường như đã mất hết. Những lần trước ghé đây, khi trở lại ô ten hưởng lạc, Trực thường không thể bỏ qua món hủ tiếu khô nấu theo kiểu cầu quay Mỹ Tho, rắc thật nhiều tôm cháy trộn lẫn với hẹ và giá sống. Đêm nay miệng gã đắng chát, nuốt không trôi, vừa hững hờ nhai vừa nhìn mông lung ra đường. Ngồi một lúc, người tài xế trả tiền rồi bảo Trực: "Thưa ông, bây giờ ông về ngủ ạ." Trực vén tay áo theo thói quen, buốt nhói nhớ cái đồng hồ vừa bị lột mất. Gã nói: "Ông cho tôi về nhà, đâu còn đồng nào nữa mà lại ô ten." Xe taxi chạy về hướng Nguyễn Văn Trỗi. Tài xế biết Trực đang mất trí nên lặng lẽ cắm đầu chạy, không nói thêm gì nữa. Mãi khi vào đến con hẻm, ông mới hỏi: "Thưa ông, sáng mai mấy giờ tôi đón ông?" Trực đã tính trước vội đáp: "Càng sớm càng tốt, chừng 7 giờ, ngày mai ông sẽ đưa tôi đi cả ngày, nhiều việc lắm." Người tài xế gật đầu: "Dạ, 7 giờ tôi sẽ có mặt." Trực ra lệnh cho xe dừng, bước xuống đi bộ vào. Con hẻm nhỏ vắng lặng trong đêm, lâu lắm mới nghe một vài tiếng chó sủa. Trực rẽ vô sân, bước lên thềm, đứng nép người vào cánh cửa lắng nghe, nhưng bên trong hoàn toàn im lặng. Gã chần chờ mấy giây rồi thở mạnh, đưa tay gõ cửa và gọi: "Chị Hiền ơi." Gã dứt lời thì có tiếng chân người tiến ra và tiếng Hiền hỏi: "Ai đấy?" Gã đáp: Em Trực đây chị Hiền." Hiền tháo then cửa và trách: "Cậu đi đâu về mà muộn thế?" Trực hỏi lại: "Anh Phong ngủ chưa chị?" Chưa dứt câu đèn đã bật sáng. Phong, chồng Hiền, từ trong mùng chui ra, vơ vội cái quần dài máng ở đầu giường mặc vào để tránh muỗi. "Anh chị đang ngủ đâu? Đang nói chuyện về cậu thì cậu về đấy." Trực mệt mỏi nói: "Thôi, anh chị đi ngủ đi, anh chị đi ngủ đi." Hiền bước lại bàn ăn kéo ghế ngồi, Phong cũng tiến lại ngồi bên Hiền. Nhà không có vách ngăn, không chia phòng, bước vào cửa là chiếc bàn gỗ trải khăn ni lông, vừa tiếp khách vừa ăn cơm và cũng là chỗ để mấy đứa con ngồi học. Mới đây khi được tin Trực về thăm nhà, Hiền kéo nhích bộ bàn ghế sang một bên để lấy chỗ kê chiếc đi văng nhỏ cho Trực nằm. Vào sâu bên trong là hai chiếc giường lớn đặt sát vách, chừa lối đi ở giữa. Khi nhà có khách, Hiền kéo tấm vải hoa căng hết chiều ngang căn nhà, ngăn đôi phía ngoài để khách khỏi nhìn thấy đống chăn chiếu cũ rích chất đầy trên hai cái giường phía trong. Hiền cầm chiếc quạt nan, đập mũi phành phạch và bảo Trực: "Cậu ngồi đây một tí đã, đã mấy khi cậu về?" Trực miễn cưỡng làm theo lời chị. Gã đang băn khoăn tự hỏi không biết có nên báo cho Hiền biết mình vừa bị cướp hay không, bởi gã biết Hiền vốn không bằng lòng gã đi chơi khuya, huống hồ lại đi với gái, nên mới gặp nạn. Gã run run lên tiếng: "Hôm nọ em nhờ chị cất giùm em 2.500 đô, chị còn thì cho em xin lại." "Đây này, tiền cậu gửi, anh chị vẫn giữ nguyên đấy, cậu có lấy lúc nào cũng được. Nhưng có việc này quan trọng, phải hỏi cậu, mong mãi mà cậu không về. Trưa hôm qua, ông giao đường qua đây, bảo với chị là cậu xin cưới với Phượng. Tại sao cậu lại làm như vậy?" Trực đang bối rối vì tiền bạc, chẳng còn tâm trí nào để nhớ đến Phượng nên đáp liều: "Cái con Phượng nó cứ theo em, nó năn nỉ em làm hôn thú để đưa nó sang Canada. Bà Đường cũng thế, hai mẹ con gặp đâu là bám lấy xin xỏ. Em nể quá nên em mới làm bộ hứa đại một câu cho xong, chứ cưới với xin cái gì." "Cậu à, ông giáo đường là người đứng đắn, cậu không đến hỏi con gái ông ấy thì đời nào ông ấy đến đây nói chuyện với chị. Cậu làm như thế là không có được, người ta phỉ nhổ mà lương tâm mình cũng cắn rứt. Thằng Mạc thì cũng như là em út trong nhà, cậu mà làm như thế thì còn ra làm sao. Muốn lấy vợ thì thiếu gì người, cậu đòi cưới cái Phượng, không những thiên hạ người ta chê cười mà lại còn mua thù chuốc oán vào thân ấy." Mấy chữ cuối cùng trong câu nói của Hiền làm Trực giật mình liên tưởng đến Mạc. Ừ, hay là phải chăng chính thằng Mạc là chủ mưu vụ cướp vừa rồi để trả thù cuộc tình bất chính giữa Trực và Phượng. Nhưng gã lại gạt bỏ ngay giả thuyết đó, bởi Mạc làm sao biết trước là Trực sẽ đến phòng trà mà dàn cảnh. Và lại,
Nghĩ tới nghĩ lui thì thấy rõ một điều là Trực bị đứa con gái ở vũ trường đưa vào tử địa, không cần phải ngờ vực gì nữa. Hiền thấy Trực cúi đầu im lặng, tưởng em mình đang sám hối về mối tình bất chính, chị liền tiến thêm một bước nữa. Chị nghĩ rồi, có hai cách giải quyết. Một là cậu đến nhà thằng Mạc, nói với nó vài lời và dứt khoát từ nay không có gặp con Phượng nữa. Hai là cứ lờ luôn, tránh luôn cả thằng Mạc mà với con Phượng luôn, đừng có đi sâu vào chuyện ấy nữa. Ông bà giáo đường chưa chính thức nói chuyện và trả lễ lại cho nhà thằng Mạc, mọi chuyện vẫn như thường. Cậu là cậu phải giải quyết ngay, chứ không thôi lỡ việc gia đình người ta đấy. Trực gật đầu buông xuôi. Vâng, có gì đâu mà phải giải quyết. Nó mê em, bây giờ em lờ đi là xong chứ gì. Phong ngồi yên nghe hai chị em nói chuyện, bấy giờ mới chen vào. Cậu cưới cô Phượng ấy, thì phía ông giáo đường chắc cũng ít người đi dự, mà ngay anh chị thì chắc cũng chả có mặt mũi nào mà dám đi ăn đám cưới của cậu. Trực giật mình chột dạ, ông anh rể vốn ít khi chen vào việc riêng của hai chị em, nhưng đã nói thì Phong luôn luôn giữ lời. Trực yên lặng lắng nghe, Phong lại tiếp. Anh đề nghị thế này, cậu xem có được không? Cậu đã dứt khoát với cô Phượng thì tốt lắm, nhưng không nói cho người ta biết, rồi ông bà đường trả lễ bên gia đình thằng Mạc thì lỡ chuyện của người ta. Mà bây giờ cậu đến bảo thằng cô Phượng là cậu khước từ không lấy cô ấy thì cũng kỳ. Tốt hơn là sáng mai cậu tạt qua nhà ông bà đường, nói với ông bà ấy một tiếng là từ nay cậu không có liên hệ gì với cô Phượng nữa, thế là đẹp nhất. Cậu thấy thế nào? Trực đang bối rối chuyện tiền bạc vội gật đầu cho xong. Vâng, anh nói vậy cũng được. Hiền nhìn chồng hài lòng, tỏ ý chấp nhận biện pháp đó. Bỗng Trực đột ngột đổi đề tài. À, chị lấy tiền cho em đi, sáng mai em phải đi sớm. Hiền đứng dậy và trách. Thôi thì cậu cứ lo cho xong việc đi, rồi hôm nào thu xếp ở nhà với các cháu. Chúng nó cứ than mãi là cậu về mà chả có ngày nào dẫn các cháu đi chơi. Trực ngượng ngập. Vâng, hôm nọ em có hứa là sẽ đưa chúng nó đi sở thú. Lanh quanh mãi rồi cứ chả có thì giờ. Phong cười nhạt. Cậu không giải quyết cho xong chuyện tình của cậu với cô Phượng thì còn mất nhiều thì giờ nữa. Hiền lôi trong gầm giường ra cái dương gỗ sơn đen, lấy sâu chìa khóa ở cặp quần, lách cách mở, moi dưới đáy, lấy gói tiền trao cho Trực và nói. Cậu cứ đếm lại xem, 2.500 cậu đưa vẫn y nguyên đấy. Trực nhét vào túi quần sau và nói. Thôi, thế anh chị đi ngủ đi, khuya quá rồi. Hiền nhìn Trực ái ngại. Này cậu, đi chơi vừa vừa thôi, mặt mũi hốc hác lắm rồi đấy. Trực toan thú thật là mình vừa bị cướp, nhưng gã ngần ngại vì có mặt anh rể. Giá như chỉ có mình Hiền bên cạnh, chắc Trực đã giấu không nổi. Hiền lấy chiếc mùng nhỏ căng lên đi văng cho Trực. Phong khệ nệ khuôn cái quạt máy kê ghế đặt ở đầu giường, vừa cắm điện vừa bảo. Cậu về bên này chắc là nóng lắm. Trực để nguyên quần áo, vén mùng chui vào, hững hờ đáp. Cả tuần nay thì cũng quen rồi. Từ đó Trực không nói thêm lời nào nữa. Gã nằm nhắm mắt tính toán kế hoạch ngày mai. 2.500 đô ở Canada còn có thể vay đầu này giật đầu kia, chứ ở Việt Nam là một tài sản rất lớn, bởi nó tương đương với 10 triệu đồng hiện tại, khó lòng kiếm nổi trong vòng mười mấy tiếng đồng hồ. Trực đắng cay thao thức, hết trách đời lại tự trách mình. Than vắn thở dài mãi, lục đục đi đái 2-3 lần, Trực mới chợp mắt thiếp đi khi ngoài đường đã lác đác tiếng chân người đi chợ sớm. Sáng hôm sau, vợ chồng Phong thức giấc thấy Trực còn ngủ say, rón rén từng động tác, không muốn làm rộn Trực. Lũ trẻ đi học, Phong đi làm, Hiền xách giỏ ra chợ, trả lại sự yên tĩnh trọn vẹn cho Trực. Người tài xế lái xe đến nhà Hiền đúng 7 giờ theo chỉ thị của Trực, cũng không dám vào đánh thức. Ông tìm cái quán cóc bên cạnh, kiên nhẫn ngồi đợi bằng cốc cà phê bí tất. Mãi đến gần 9 giờ ông mới mạnh dạn vào đập cửa. Trực mở choàng mắt ngồi dậy, vén mùng ngơ ngác nhìn quanh, rồi chỉ trong giây lát tỉnh trí trở về với thực tại dày đặc trong gai. Gã lúng túng tiến ra mở cửa cho người tài xế rồi xuống bếp rửa mặt. Ngồi ở đi văng chăm chú theo dõi động tác của Trực, người tài xế ngạc nhiên thấy vị khách quý của mình hôm nay đánh mất hoàn toàn phong độ thường lệ. Áo quần nhàu nát dơ dáy, mái tóc bù xù không chải, đôi mắt kèm nhèm ủ rũ, bao nhiêu vẻ hào hoa trí thức bỗng chốc biến dạng. Ông ngạc nhiên tự hỏi, không lẽ Trực tiếc mấy ngàn bạc đến thế sao? Một khoa học gia lừng lẫy ở Canada
Tiền rừng bạc bể, mất mát như thế thì thấm vào đâu mà Trực phải tiêu tụy đến như vậy. Từ dưới bếp đi lên, Trực vừa chải đầu vừa nói: "Trễ quá rồi, sao không đánh thức tôi từ sáng?" Người tài xế phân trần: "Dạ thấy ông ngủ ngon quá, tôi để ông ngủ cho khỏe." Trực giục: "Thôi đi, ông đưa tôi lại hotel." Vừa nói gã vừa bước nhanh xuống thềm, nhưng người tài xế ngăn lại: "Thưa ông bỏ nhà khơi khơi vậy sao? Có ai coi không?" Trực sực nhớ ra, quay lại khép cửa và khóa lại. Gã chui vào xe và lại giục: "Lại lên ông ơi, tới hotel trễ quá sợ người ta đi hết." Người tài xế luống cuống làm theo lệnh, Trực cho xe lao vun vút sang hướng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Vừa tới trước khách sạn, xe chưa ngừng hẳn, Trực đã tông cửa chui ra và chạy vút vào hành lang. Nhân viên phục vụ nhiều người quen mặt niềm nở chào hỏi, nhưng Trực lờ đi vì không nở nổi nụ cười. Gã lại thẳng căn phòng thường trực của Quang và gõ mạnh mấy tiếng, bên trong hoàn toàn im lặng. Trực ghé sát mặt vào cửa sổ kính, chố mắt nhìn vào, nhưng tấm màn dày quá mà phía trong lại tối om, Trực chẳng thấy được chút gì. Gã đập thêm 2-3 lần nữa, đồng thời lớn tiếng gọi: "Quang, Quang ơi, Quang, Trực đây." Vẫn không có tiếng đáp lại. Vài cái đầu ở những phòng bên cạnh thò ra nhìn Trực. Gã chạy xuống câu lạc bộ, đứng ở cửa trông vào. Một cô nhân viên phục vụ bảo Trực: "Ông tìm ông Quang à?" Trực hồi hộp đáp: "Vâng vâng, Tống của Tống Quang mới có ngủ ở đây không cô?" "Dạ có, nhưng mà sáng nay đi sớm rồi ạ." Trực thở dài não nuột. Đêm hôm qua suy nghĩ mãi, Trực thấy chỉ còn con đường hy vọng duy nhất là thú thật chuyện bị cướp. Hy vọng thằng bạn Việt Kiều có thể cảm thông cho Trực vay mượn để giải quyết tình huống khẩn trương đêm nay, rồi mai kia về Canada sẽ hoàn trả. Vậy mà không gặp được Quang, Trực thấy bầu trời sụp đổ, chẳng còn lối thoát nào nữa. Gã lững thững quay ra đường, thất thểu chui vào xe, ngồi bất động như cái xác chết. Ông tài xế ái ngại hỏi: "Thưa ông đi đâu bây giờ ông?" Trực rơm rớm nước mắt: "Biết đi đâu bây giờ, hay là ông đưa tôi về nhà cô Phượng vậy?" Người tài xế nổ máy và ngoan ngoãn làm theo, mặc dầu trong lòng rất thắc mắc, không hiểu Trực lanh quanh chạy khắp nơi để làm gì. Cứ việc rong chơi như thường lệ, giờ đêm nay đến giờ hẹn thì chuộc giấy tờ về, tại sao phải cuống quýt lên như gà mắc đẻ thế này? Ông suy nghĩ mãi và không thể hiểu nổi. Của đi thay người, 5.000 bạc một nửa tháng lương của Trực, chứ có bao nhiêu đâu mà tiếc. Đến trước cửa nhà Phượng, xe dừng lại. Trực không hiên ngang bước ra như thường lệ. Có cái gì làm gã tự ti từ thâm sâu? Chẳng những ngại gặp ông Đường, mà ngay cả bà Đường, vì có cảm tưởng hôm nay cả nhà Phượng sẽ nhìn ra hết sự thật thảm bại của gã. May quá, từ trong nhà Phượng hân hoan lao ra. Nàng mặc bộ đồ màu bọc đô, làm nổi bật làn da trắng hồng như cánh hoa trong sương sớm. Chút lương tâm còn sót lại khiến Trực đau xót hối hận vì đêm qua, lúc ngồi bên Hằng, gã đã nảy ra ý định bỏ Phượng để theo đuổi một bóng dáng mới. Trực đẩy cửa xe, chui vội ra. Phượng hơi giật mình vì nét mặt hốc hác của người tình. Nàng trách: "Đêm qua anh thức khuya quá phải không? Em tính nếu mà hôm nay anh không tới thì em lại khách sạn tìm anh đấy." Trực không nói gì, lôi hẳn Phượng ra đường, đứng dưới một gốc cây và nhập đề ngay: "Anh có một món hàng lớn lắm, mà lời lắm, chỉ có Việt Kiều mới mua được thôi. Mua xong bán lại liền, nghĩa là sang tay mà. Nhưng anh cần khoảng 3.000 đô. Mẹ em có thể xoay cho anh được ngay bây giờ không? Rồi tiền lời mình chia hai." 3.000 đô là 12 triệu đồng. Mẹ em làm gì có. Trực khổ sở: "Không xoay đâu được hay sao? Bỏ thì uổng lắm. 2.500 đô cũng được." "Chịu thôi. Nhà em biết chứ. Mẹ em có bao nhiêu đều kể cho em nghe hết. Hồi còn tiệm vàng á, vốn liếng thì cũng chỉ khoảng chừng 2.000 đô thôi. Rồi vỡ nợ rồi mất hết trơn à. Em biết bây giờ vét hết thì chỉ được khoảng 1 cây là cùng." Trực thở hắt ra. Đến bước đường cùng rồi, nhẫn tâm lường gạt cả Phượng mà cũng chẳng có kết quả. Phượng nhìn khuôn mặt đau đớn của Trực, lên tiếng an ủi: "Thôi anh, không có thì thôi, tiếc làm gì, để dịp khác." Trực bóp chán than thở: "Anh ngu quá, hôm về không cứ tưởng là không cần tiền, cho nên anh mang theo ít quá. Anh còn cả 100.000 đô la gửi bên nhà băng ở Canada, đâu có xài tới bao giờ đâu. Bây giờ kẹt có 3.000 bạc thì lại không đào đâu ra." Phượng mở to mắt nhìn Trực: "Thế sao anh không đánh điện sang kêu người ta gửi gấp cho anh? Em nghe nói ở nước ngoài đó có thể chuyển tiền trực tiếp vào ngân hàng ngoại thương như bên này được mà. Hay làm anh điện thoại về nhà, rồi ai gửi lậu cũng được." Đề nghị của Phượng
Trực cũng đã nghĩ đến những tiền ở đâu mà chuyển qua cho gã. Lúc ra đi, vét hết ở băng Ryan. Chỉ còn có 5 đồng để giữ Trương Mục. Người thân không có, bạn bè cũng chẳng ai tin cẩn. Trực đã có lúc nghĩ đến Duyên, định điện thoại về năn nỉ nhờ Duyên cứu vớt. Nhưng 90% là Duyên sẽ không đáp ứng, bởi Trực đã bỏ mẹ con nàng ra đi hơn nửa năm nay. Mà dù Duyên có dại dột cứu vớt Trực thì cũng không thể gửi tiền kịp trong ngày hôm nay. Gã bảo Phượng, điện về thì ít nhất cũng phải mất 3 ngày mới có tiền mà anh cần ngay ngày hôm nay. Phượng nóng nảy gạt đi. Thôi đừng có nghĩ tới nữa. Mẹ em giục mãi là nội hôm nay phải đi đăng ký kết hôn đó. Em vào thay quần áo rồi anh đưa cho em đi nhé. Không thì mẹ mắng chết. Trực chán nản chưa kịp trả lời thì Phượng lại tiếp. Em định nói với anh ngày hôm qua, nhưng mà ngại quá, sợ là anh hiểu lầm. Mẹ em nhắc cái chuyện là anh đưa cho anh đi cho em 3 cái vàng á, để em trả lại cho bên nhà anh Mạc. Trả người ta rồi thì mình mới làm đám cưới với nhau được, không thì người ta nói chết. Trực sắp nổi cơn điên mất. Cuộc đời sao lại có những lúc mất dạy như thế này. Gã cúi nhìn xuống đất, di di mũi giày trên một chiếc lá khô. Phượng hỏi lại, em vào thay đồ rồi anh đưa em đi nhé. Trực ê chề đáp, hôm nay anh bận lắm, không thể nào đi với em được. Trực chưa dứt câu thì có tiếng bà Đường nói lớn ở trong sân. Phượng hả? Sao con không mời anh ấy vào chơi? Từ nãy đến giờ bà ngồi nhìn ra, thấy chiếc taxi quen thuộc đậu trước cổng. Bà rất mừng, định gặp Trực để nói thẳng một vài vấn đề cấp bách. Vì đằng nào thì con gái bà cũng đã đi nguyên một đêm với Trực, coi như thành vợ chồng rồi. Đợi mãi không thấy Trực vào, bà đành phải bước ra sân và lên tiếng gọi. Phượng giật mạnh cánh tay Trực. Đi, vào gặp mẹ em một chút. Trực lắc đầu. Thôi thôi, anh không vào đâu, anh phải đi gấp. Em vào đi, nói với mẹ em là hôm nay anh bận. Gã ngoắc tay ra hiệu bảo tài xế nổ máy, chiếc taxi từ từ lăn bánh. Trực mở cửa chui vô và dặn Phượng, anh lo xong việc anh sẽ quay lại. Xe ra khỏi con hẻm, tài xế ưu tư hỏi, thưa ông đi đâu bây giờ ông? Trực ngồi yên. Hỏi lần thứ hai, Trực mới đáp, chưa biết đi đâu, nhưng mà ông cứ ghé dịch vụ kiều hối cho tôi đã, chỗ nào cũng được, tôi đổi ít tiền đã. Ông còn thuốc lá không, cho tôi một điếu. Người tài xế móc túi áo lấy gói 3 số 5 đưa cho Trực. Gã rút một điếu gắn lên môi rồi theo thói quen thò tay vào túi tìm bật lửa, nhưng bật lửa cũng chẳng còn. Gã buốt nhói thở dài, nước mắt muốn trào ra. Người tài xế bảo gã, thưa ông kiếm cái gì ăn sáng đã ông ơi, tôi thấy bữa nay ông xuống sắc lắm, coi chừng ông đau đấy. Trực gắt, đi đổi tiền đã, không có tiền ăn cái gì. Người tài xế nhẹ nhàng nói, dạ thưa ông, tôi mời ông ăn sáng đâu có bao nhiêu, mấy bữa nay ông cho tôi nhiều rồi, hôm nay tôi xin mời ông. Vừa nói ông vừa móc túi lấy hộp quẹt trao cho Trực. Ông cho taxi chạy vòng sang hướng Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đến quán cà phê sang trọng mà Trực thường ngồi với Phượng những ngày đầu khi hai người vừa chớm yêu nhau. Trực ngần ngại toan bảo tài xế đi chỗ khác, vì Trực biết chủ quán trước đây đã từng du học ở Mỹ, gây trở ngại cho Trực trong việc nói phét. Nhưng Trực chán nản buông xuôi, thất thểu bước theo người tài xế vào chiếc bàn ở góc sân và gọi 2 đĩa bánh mì thịt nguội, 2 ly cà phê đá. Thái độ ân cần của người tài xế làm Trực thoáng cảm động, gã buộc miệng than, giàu quá ông ơi, tôi không biết tính sao bây giờ. Người tài xế vừa bỏ đường vào cà phê vừa hỏi lại, thưa ông, tôi xin hỏi thật, ông bảo ông tính là ông tính cái gì ạ? Trực gắt nhẹ, tiền chứ còn cái gì nữa. Tôi định hỏi mượn người bạn Việt Kiều ở Ten nhưng không gặp. Gia đình cô Phượng cũng không có, đành bó tay. Mất tiền thì tôi không có tiếc, nhưng mất hết giấy tờ thì nguy hiểm quá. Tôi nói thật với ông là Việt Kiều về nước nói chung cho đến nay vẫn là bất hợp pháp, vì chính phủ Mỹ với chính phủ Canada đâu có cấp giấy tờ cho ai về Việt Nam. Đã bỏ trốn làm sao còn đòi về. Bởi vậy nếu bên này xảy ra chuyện gì lộn xộn ấy, đâu có ai can thiệp cho Việt Kiều, dù là có giấy chứng minh quốc tịch. Huống hồ bây giờ tôi lại mất hết giấy tờ, muốn về lại Canada cũng không có passport, mà ở lại thì không có hộ khẩu, chẳng có chứng minh thư nhân dân. Tôi nói dại chứ giả sử bây giờ công an nó bắt, tôi đành chịu chứ nói mình là Việt Kiều đâu có đứa nào nó tin.
Giàu quá, chuyến này mà lấy lại được giấy tờ tôi về lại Canada thì dứt khoát tôi thề với ông là không bao giờ tôi còn vác mặt về Việt Nam nữa. Bao nhiêu ưu tư chằn chọc của Trực suốt đêm qua, bây giờ gã mới phun ra được với người tài xế. Gã thấy nhẹ đi phần nào vì bên cạnh gã vẫn còn có người tử tế chia sẻ hoạn nạn. Chủ quán bưng hai đĩa thịt nguội ra, tài xế dục Trực ăn rồi trịnh trọng nói: Dạ tôi hỏi thật ông, bộ ông không có tiền chuộc hay sao? Tôi nghe nói Việt Kiều về nước ai cũng mang vài chục ngàn đô, bộ ông không có sao thưa ông? Trực đáp: Mấy người đi buôn mới mang nhiều tiền, tôi đâu có ý định buôn bán gì ông, tôi mang làm cái gì? Người tài xế lại tò mò hỏi thêm: Thưa ông, tôi hỏi câu này không phải ông bỏ lỗi cho, thế bên Canada ông còn tiền không? Sao ông không đánh điện kêu họ gửi qua? Trực nói: Đâu có kịp, bên Canada thì nói làm gì, tôi còn cả trăm ngàn đô gửi ngân hàng. Nhưng mà gấp quá, tối nay phải chuộc giấy tờ rồi. Nếu tụi nó cho tôi 3 ngày nữa thì tôi chỉ cần một cú phone là có mấy chục ngàn liền. Nhưng gấp quá, hơn nữa giấy tờ để lâu rồi tụi nó làm mất thì nguy hiểm lắm. Câu nói phét của Trực không ngờ làm người tài xế mủi lòng. Ông vẫn tin là Trực rất giàu, bởi chính mắt ông đã thấy Trực mua sắm cho Phượng. Chính tay ông đã phụ Trực khuôn vác những thùng quà đắt giá từ Intershop mang về nhà Phượng. Ông nghiêm trang hỏi: Thưa ông, nếu bữa nay ông ra bưu điện đánh điện về Canada kêu bên ấy gửi tiền thì chừng mấy ngày ông nhận được ạ? Việc này thì Trực mù tịt, vì làm gì có tiền bên Canada mà chuyển, và ai chuyển cho Trực mới được chứ. Nhưng gã cương ẩu: Trong vòng 48 tiếng đồng hồ là có. Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng độc giả truyện ngắn Cây Trứng Cá của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Ái Vân và chính tác giả. Ông Hải Kim uể oải bước vào nhà, hai tay khệ nệ bưng hai chậu quất có những trái chín vàng, theo nhịp đi của ông rụng lộp bộp xuống sân. Người cháu dâu từ dưới bếp chạy lên, quăng vội đôi đũa trên mặt bàn, đon đả đỡ hai chậu kiểng và nói: Khổ, chú mua làm gì cho nó tốn tiền. Ông không vội trả lời, bưng bình trà tu ở ngực rồi ngồi bệt xuống mép giường thở dốc. Mồ hôi lấm tấm trên trán, dính bết hai mảng tóc mai đã ngả màu bạc. Ông nói như người gần hết hơi sau một cuộc chạy đua đường trường: Tao không mua thì thằng Tuần nó lại phải mua. Đằng nào cũng thế. Dứt lời, ông nhìn quanh, vớ đại tờ báo quạt phành phạch và ngả lưng xuống giường, nhắm mắt lại cho tan cơn mệt mỏi. Người cháu dâu bỏ ông đó, bước mau xuống nhà và nói vọng lên: Chú nằm nghỉ tạm, cháu đang dở tay một tí, nhà cháu chắc cũng sắp về đấy. Chúng cháu định ăn cơm xong thì rủ chú cùng đi chợ Tết. Chú đi với vợ chồng cháu cho vui nhé. Ông Hải Kim không nói gì, cánh tay giã rời buông thõng, hơi thở dồn dập. Từ chợ Bến Thành ôm hai chậu quất đi bộ về đường Nguyễn Văn Trỗi, băng ngang cầu, qua khu đại học Vạn Hạnh cũ. Mấy lần ông đã dừng lại tìm bóng mát nghỉ chân. Ông tiếc 10 đồng xích lô đạp, và càng bước đi những bước nặng trĩu, ông càng hối hận đã bỏ tiền mua hai chậu quất
tặng vợ chồng thằng cháu, vừa tốn phí vừa vất vả. Hai năm nay nương nhờ Tuần, ông thấy vợ chồng Tuần rất tử tế. Có lúc ông cũng cảm động, toan nói vài lời cảm ơn, nhưng lại chủ quan gạt đi. Thì mình là chú nó, bố nó chết rồi, chú cũng như cha, có phải người dưng nước lã đâu mà nói chuyện ơn nghĩa. Ý nghĩ đó làm ông rất thanh thản vào ra ăn uống trong căn nhà nhỏ mà vợ chồng Tuần dày công gây dựng. Chỉ có điều lạ là suốt bao nhiêu năm trước khi mất nước, ông chưa bao giờ để ra một phút để nhớ tới đứa cháu nghèo mạt dẹp, trong khi ông là chủ một tiệm vàng khá lớn trước cửa chợ Trương Minh Giản. Đàn con ông hoặc đi du học hoặc dùng tiền mẹ cha lêu lổng quanh năm. Nhà Tuần cũng gần nhà ông, chỉ thụt sâu vào con hẻm nhỏ cách mặt lộ khoảng 200 thước, nhưng Tuần ít có dịp gặp những đứa em họ của mình. Gia cảnh cách biệt làm Tuần mặc cảm cũng có, mà vì cách cư xử xa lạ của gia đình người chú khiến Tuần ngần ngại tới lui. Tuần vào lính địa phương quân đóng ở Bà Rịa. Mẹ chàng nuôi gà cho ấp trứng và bưng từng rổ gà con đem bán. Không tranh được chỗ ngồi trong chợ, bà thường đến trước cửa tiệm vàng Hải Kim, đặt rổ gà bên cạnh những bạn hàng rong khác mà ông Hải Kim cho mướn chỗ mỗi tháng 300 đồng. 300 bạc với một chủ tiệm vàng thực ra chỉ như hạt muối bỏ biển, nhưng ông Hải Kim vẫn thấy phân vân. Lấy tiền của người chị dâu quá bụa thì kỳ, mà không lấy, để bà ngồi miễn phí thì uổng. Sau cùng, ông tự nghĩ ra được một điều làm ông đỡ áy náy. Ông coi số tiền 300 đó như một ân huệ ông ban phát hàng tháng cho một người ruột thịt đã quá cố, đó là bố của Tuần, anh của ông. Có những hôm người giúp việc quét nhà hất tung cả rác rến, đất cát vào người chị dâu ngồi lầm lũi ngoài hiên. Không biết ông vô tình hay cố ý lờ đi, mà chưa bao giờ thấy ông lên tiếng. Tuy thế, ông Hải Kim thực sự không phải là người keo kiệt. Những bữa tiệc cuối tuần thường xuyên diễn ra ở nhà ông, bạn bè được đón tiếp rất hào sảng. Những canh bạc thâu đêm có cháo bổ câu tẩm bổ và rượu Hennessy để khách tỉnh táo, ông hãnh diện chu cấp, chưa bao giờ xót xa tiếc của. Bởi vì bạn nhậu, bạn chơi tuy không phải họ hàng, nhưng toàn là những kẻ có dính dáng xa gần đến việc kinh doanh của ông. Khi Việt Cộng chiếm miền Nam, ông chưa tuột dốc ngay. Địa phương vẫn ve vãn ông là thành phần tư sản dân tộc. Ông cũng có mất mát ít nhiều qua những lần đổi tiền và ở những lần tính toán làm ăn thiếu chính xác. Nhưng nói chung thì vẫn còn của nổi, của chỉ. Tiệm vàng Hải Kim thay đổi bộ mặt cho phù hợp với hoàn cảnh mới. Ông chỉ bày biện thưa thớt vài chùm dây đeo cổ, bông tai, nhẫn cưới và mấy món nữ trang đơn giản. Vàng lá ông cất kỹ trong nhà, chỉ những khách hàng quen thuộc đến hỏi mua hoặc đổi tiền Mỹ Kim, ông mới lấy ra từng lượng. Tuần thì lúc này đã trở về, cưới vợ, làm ăn vớ vẩn. Hai năm sau chàng mua được cái xích lô đạp để tính chuyện lâu dài. Một buổi sáng tháng 3 năm 78, ông Tuần còn nhớ láng máng, hình như ngày 23-24 gì đó. Vợ Tuần xuống xích lô trước cửa nhà ông, hớt hải chạy vào và nói nhỏ: "Chú ơi, cháu nghe đồn nhà nước sắp ban hành chính sách cải tạo thương nghiệp nay mai. Chú nhớ tìm cách giấu vàng hoặc là nhờ ai giữ giùm đi. Họ sẽ đến tận nhà kiểm kê đấy." Ông Hải Kim hơi tái mặt, nhưng vội trấn tĩnh, cười cười gạt đi: "Kiểm thì kiểm chứ chú có cái gì đâu mà sợ." Một lúc sau lại đến lượt Tuần hoảng hốt, chạy vào và lo âu nhắc ông cái tin kiểm kê mà vợ chàng vừa thông báo. Ông Hải Kim vẫn cười và trả lời như cũ: "Thì cứ để cho họ kiểm, tao có cái gì đâu mà phải giấu." Ông luôn luôn lo sợ thiên hạ biết ông còn vàng,
lại càng lo hơn nếu người biết đó là họ hàng thân thuộc. Tuần thấy ông chú bình thản, chàng tin rằng ông chả có gì để nhà nước tịch thu, nên vui vẻ chào ông ra đi. Tuần vừa ra khỏi, ông Hải Kim quay ngay vào, tức tốc gói 40 lạng vàng đã lột hết lớp giấy dầu, bỏ chung vào túi ni lông, gói trong tờ tin sáng và giấu tại một chỗ rất kín đáo ngay gốc cây trứng cá ở sân sau mà ông tin là hết sức an toàn. Ông bảo vợ ôm đi 20 lượng, gửi hai người bạn công chức cũ, cũng là bạn mạt trược ngày xưa, mỗi người 10 lượng. Trong tủ vẫn còn hơn 50 lượng, ông đang loay hoay chưa biết tính sao, thì lệnh giới nghiêm đột ngột ban hành và đài phát thanh oang oang đọc bản chính sách cải tạo thương nghiệp. Ông nghĩ nhanh đến vợ chồng Tuần, đến số vàng vừa tẩu tán, và thầm cảm ơn vợ chồng thằng cháu mà cả đời chưa bao giờ ông nhớ nó là kẻ thân thích. Còn đang hoang mang nghe đài thì đã thấy toán kiểm kê gần 10 người kéo vào. Họ thuộc đủ thành phần, đội cờ đỏ có mang súng, đoàn viên thanh niên cộng sản, học sinh cấp 3, ủy viên phụ nữ phường và cán bộ thương nghiệp. Tổng cộng 4-5 phe khác nhau cùng làm một công tác để rình rập nhau, không cho ai xé lẻ. Trưởng toán từ tốn chào ông, rồi hiền hòa giải thích chính sách, nêu lên những điểm hợp tình hợp lý và nhân đạo khoan hồng của nhà nước, để yêu cầu ông thành khẩn khai báo tài sản nhờ nhà nước quản lý dùng. Gã bảo: trong thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân thì tư sản dân tộc như ông là đồng minh của cách mạng. Nay cả nước đang tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa thì thành phần tư sản dân tộc cũng trở thành đối tượng cải tạo, nhưng là cải tạo hòa bình. Ông nắm vững chưa nào? Ông Hải Kim không hiểu chút gì về những từ ngữ lạ tai đó, nhưng cũng mạnh dạn hỏi lại: thưa anh, như thế là chính phủ tịch thu tài sản của tôi? Trưởng toán cười lớn: sao ông lại nói thế? Nhà nước chỉ thu mua theo giá chính thức, trả ông ngay một số hiện kim, phần còn lại thì nhà nước tạm thời quản lý. Khi ông cần đến mà có lý do chính đáng, nhà nước sẽ trả ngay. Ông Hải Kim cúi đầu phân vân. Đoán được những thắc mắc của ông, trưởng toán nêu ra một thí dụ cụ thể để ông khỏi băn khoăn. Đây này, chẳng hạn như khi vợ ông chết, ông chỉ cần trình giấy khai tử là ngân hàng nhà nước sẽ trả ông 200 đồng để làm đám ma, là bởi vì chết là một lý do chính đáng. Mấy khuôn mặt đứng vây quanh ông đang láo liên nhìn khắp nhà và bực mình, thấy ông hình như ngoan cố, không chịu hiểu chính sách của nhà nước. Họ bực bội luôn cả trưởng toán: sao lại cứ kiên trì giảng giải cho thằng tư sản này làm gì? Họ đến để lục lọi chứ đâu phải để nói chuyện thân tình. Biết rằng không khai cũng không được, ông Hải Kim suy nghĩ một chút rồi rộng lượng đưa ra con số 50 lạng vàng mà ông bảo là toàn bộ tài sản của mình. Trưởng toán nhận vàng, cảm ơn, biểu dương ông và cấp giấy biên nhận. Ông ngây ngô cứ tưởng thế là êm chuyện, nào ngờ nhận vàng xong họ không đi, cả toán đóng chốt thêm 7 ngày nữa. Ông cũng không được đi đâu cả, hễ cần ra khỏi nhà thì bị khám xét tỉ mỉ. Và đến ngày thứ 8, bọn người lạ mặt chưa rút lui đã thấy xe vận tải đến đón gia đình ông tập trung tại trường tiểu học Tân Định để chờ phương tiện lên vùng kinh tế mới. Từ đó đến nay đã 4 năm, chế độ vẫn còn, nhưng tình huống đổi thay bất ngờ. Năm đầu khi vấn đề hộ khẩu còn chặt chẽ, ông chôn mình trên mảnh đất hoang vu, không dám mò về thành phố. Đã lâu lắm, ông mới có dịp hiểu hết ý nghĩa của hai tiếng nghèo đói mà bao năm qua ông chỉ đọc thấy trong sách vở. Hai người bạn thân mà ông gửi gắm chút vốn liếng cuối cùng, có người tử tế đưa lại ông một nửa, còn người kia thì bợ luôn và lánh mặt. Họ biết ông không dám thưa, vì tố giác ra thì chính ông sẽ chẳng lấy được vàng, lại còn thêm tội
tẩu tán tài sản xã hội chủ nghĩa nữa. 2 năm sau, đất hoang chưa khai phá hết, vườn cây chưa kịp trổ trái đầu mùa, mấy lượng vàng của ông đã cạn sạch. Cũng may, chính sách hộ khẩu dần dà nới lỏng, ông theo thiên hạ mon men trở về thành. Ghé lại con phố xưa, để lại bà vợ già héo úa trên rừng vắng. Ông đau xót trông lại căn nhà cũ bây giờ đã biến thành trụ sở ban công an phường. Ông ngỏ ý xin tá túc ở nhà Tuần, trong con hẻm ăn thông ra đường Nguyễn Văn Trỗi, để ngày ngày có dịp lân la gần gũi ngôi nhà cũ mà ông tin chắc 40 lượng vàng vẫn còn nguyên vẹn dưới gốc cây trứng cá. Tuần vốn nặng tình họ hàng, lúc này đạp xích lô cũng khấm khá, nên nhận lời mời ông về ở. Ông giấu kín câu chuyện bí mật riêng tư, không hề nói cho kẻ thứ hai biết. Và càng giấu kín, ông càng đăm chiêu, có khi ngồi thừ cả ngày, chả nói với ai lời nào. Vợ Tuần cứ xót xa tội nghiệp bảo ông: "Thật khổ cho chú thím quá. Chúng cháu thì vất vả quen rồi, đã đành. Nhưng còn chú thím và các em sống sung túc quen, bây giờ làm thế nào mà chịu được cơ chứ?" Ông Hải Kim nhìn vợ Tuần dò xét, xem có phải đó là lời móc hỏng nhẹ nhàng của đứa cháu dâu hay không. Nhưng tuyệt nhiên, ông thấy vợ Tuần rất chân thành. Ông ngẫm nghĩ, hay là nó nghĩ mình có tiền, cho nên nó mới tử tế như thế. Ít khi ông tin là trên đời này lại có kẻ tốt bụng mà không hàm chứa một ý đồ lợi dụng. Ông suy ở chính ông thì biết. Ngày xưa đọc sách, thấy người ta bảo những kẻ tốt bụng thường nghèo, muốn làm ơn, muốn giúp đỡ kẻ khác mà không có điều kiện để thực hiện hảo ý của mình. Suy nghĩ lại thì ông thấy điều đó sai. Khi nghèo, người ta mới nghĩ tới thi ơn giáng phúc. Rồi khi có của trong tay thì lại quên ngay và nhận ra những ý nghĩ tốt lúc còn nghèo chỉ là sự xả dối, muốn đánh lừa trời Phật để may ra trời Phật tưởng thật mà cho họ giàu có đó chăng. Chính ông, ngày mới vào miền Nam còn nghèo rất mùng tơi, ông cũng quyết định rằng khi giàu sẽ làm rất nhiều việc từ thiện. Rồi ông giàu thật, ông có nhớ đến ai nữa đâu. Thế thì hai vợ chồng thằng Tuần này sở dĩ mà tử tế với ông 2 năm nay, không phải vì bản chất chúng nó tốt, mà vì đang âm mưu gì đây. Ông tần mẩn nghĩ và luôn luôn tự đặt mình trong thế thủ, luôn luôn phòng bị, mặc dầu ngày nay ông chẳng có gì để người ta lợi dụng. Suốt 2 năm, hầu như ngày nào cũng đi ngang căn nhà cũ, ông hình dung ra từng góc cạnh quen thuộc thuở xưa. Những thằng công an thấp thoáng trong đó, ông có cảm tưởng như bọn quỷ dữ canh gác kho tàng của ông. Không biết đến thuở nào, ông mới hy vọng đặt chân vào lại và moi gốc cây trứng cá lên. Có lúc mềm lòng, ông đã toan kể cho Tuần nghe điều bí ẩn đó, nhưng lại lo lắng gạt đi và tự nhủ, làm thế nào mà tin được nó. Đúng ra thì bây giờ ông không còn tin ai nữa. Hai thằng bạn hào phóng năm xưa còn quỵt vàng của ông. Huống chi Tuần sinh ra đã nghèo xác sơ, tránh sao khỏi lòng tham bẩm sinh. Cũng có đêm thao thức, ông tính kế làm quen một gã công an đang cư ngụ trong căn nhà cũ của ông, bàn với nó để nó moi vàng lên chia đôi. Nhưng ông gạt bỏ ngay ý nghĩ điên rồ đó. Vợ chồng Tuần thương ông quá, nhưng chẳng biết tính sao. Có hôm vui miệng, vợ Tuần thành thật đề nghị: "Chú ạ, cháu nghĩ hay là chú kiếm việc gì làm cho nó khuây khỏa, chứ cứ ngồi một mình cả ngày thế này buồn chết." Sợ ông hiểu lầm là mình phàn nàn ông ngồi không ăn bám, chị lại vội thêm: "Làm gì mà chỉ ngày một buổi thôi cho nó đỡ buồn, chứ tiền bạc thì cũng chả cần chú ạ." Dịch vé số lúc này lan tràn cả nước, ông Hải Kim nghĩ đến chuyện đi bán vé số, vừa nhàn hạ, vừa có dịp đi đó đi đây cho rộng cẳng. Nhưng ông chỉ làm được 3 ngày thì bỏ nghề. Ông cũng lân la đến những chỗ đông người,
như rạp hát, bến xe, sở thú để chào mời khách hàng. Nhưng ở đâu ông cũng thấy hình như người bán vé số đông hơn khách hàng. Và lại, ông không thể bắt chước kiểu mời khách như bọn con nít lì lợm được. Một cặp tình nhân ngồi trong tiệm ăn, đứa bé bán vé đến gần gạ gẫm, khách không mua, nó cứ đứng lì ra. Khách đành phải miễn cưỡng rút một vé, trả tiền để nó đi cho khuất mắt. Chẳng lẽ ông già đầu thế này mà cũng dở trò trơ trẽn đó ra hay sao? Ông lui về nằm nhà, kiểm lại từng đồng bạc vốn, lời, và càng xót xa, nghĩ đến số vàng kếch xù trong căn nhà cũ. Mỗi độ xuân về, lòng ông nao nao khắc khoải, bao nhiêu dĩ vãng vàng son ùa tới, làm đôi mắt ông mờ đi vì đẫm lệ. Ông thả bộ lang thang qua các khu phố chợ xôn xao, cố tìm lại vài nét quen xưa, nhưng lại càng làm lòng ông trùng xuống. Chiều nay ông mua về 2 chậu quất. Đó là món quà đầu tiên ông tặng thằng cháu sau 2 năm tá túc. Ông ngẫm nghĩ nhiều quá rồi. Ông sẽ kể cho Tuấn nghe câu chuyện chôn vàng mà ông cứ tưởng rằng suốt đời chỉ mình ông giữ kín. Ừ, biết đâu nó chả có cách. Nó là thằng lao động chân tay, ai cũng quen biết vì tính tình hiền hòa, hiếu khách. Nhưng muốn nó làm việc đó cho ông sẽ phải rất khôn khéo dụ dỗ để trước hết nó kín miệng, và sau nữa, nếu may mắn nó có lấy ra được thì sẽ không phản ông mà ôm trọn. Lý do của 2 chậu quất là thế. Ông nằm thiêu thiêu ngủ. Ngoài trời đã tối sẫm, tiếng trẻ con bi bô đón Tết khiến ông chạnh nhớ đến người vợ héo hắt trên vùng kinh tế mới, và lòng như thắt lại. Ông ngồi dậy, rót ly nước uống cạn. Người cháu dâu vừa bày xong mâm cơm, lễ phép mời ông sang bàn bên cạnh. Ông hỏi: "Thế thằng Tuần nó về chưa?" "Dạ, nhà cháu đang rửa mặt dưới bếp ạ." Nhìn 2 chậu quất đặt ở góc nhà, chị than: "Mà chú mua quất làm gì cho nó tốn phí ra?" Tuần chạy lên ngồi vào bàn, nhìn những món ăn thịnh soạn chiều cuối năm, ân cần gắp vào chén cho ông Hải Kim. Vợ Tuần đề nghị: "Chú ạ, ngày mai mùng 1, nhà con xin phép chú đạp mấy cuốc xe sớm để kiếm ăn. Chiều thì nhà con về sớm, đưa chúng con đi mừng tuổi hàng xóm." Ông Hải Kim đang bận suy nghĩ chuyện riêng tư, ậm ừ đáp cho qua: "Các cháu tính thế cũng được." Cơm nước xong, Tuần toan đẩy xe ra làm thêm vài chuyến gỡ gạc đêm cuối năm, định bụng giao thừa mới mò về, thì ông Tuần lững thững đến bên cạnh và nói nhỏ: "Thôi nghỉ đi cháu ạ, chú có câu chuyện muốn bàn với cháu." Tuần khựng lại, dương mắt nhìn. Chàng thấy giọng nói ông Hải Kim tối nay có vẻ nghiêm trọng lắm, và đôi mắt ông đăm đăm sâu thẳm. Tuần vội đẩy xe vào nhà, theo ông ra con hẻm vắng. 2 chú cháu thả bộ ra đường Nguyễn Văn Trỗi. Các sạp hàng dựng tạm bợ để bán Tết đang lục đục tháo gỡ. Ông Hải Kim gọi 2 ly đậu đỏ và 2 cái bò bía, bảo Tuần chọn một cái bàn xa tít, sát mặt lộ. Thế là trong một ngày, ông đã làm đến 2 việc tốt đối với đứa cháu, là mua chậu quất và trả tiền đậu đỏ bỏ bía. Rồi ông bắt đầu kể, và dù giọng run run cảm động, ông cũng tỉnh táo lựa lời khôn khéo, rào trước đón sau, nhấn mạnh đến tình nghĩa họ hàng thắm thiết giữa ông và Tuần, để nhắc nó, nếu có lấy được vàng, đừng phản ông. Ông cầm cái thìa nhỏ, vẽ vẽ trên mặt bàn như một sĩ quan chỉ dẫn mô hình hành quân trước giờ xuất trận. Ông nói nhỏ: "Lấy lại được chú cháu mình chia nhau xài." Ông mập mờ không nói rõ phần của Tuần sẽ được ông chia là bao nhiêu, chỉ tạm thời dùng 2 tiếng chia nhau một cách có chủ đích. Tuần băn khoăn hỏi: "Không biết có còn ở đó hay không?" Ông Hải Kim trợn mắt đáp:
Còn chứ, đứa nào biết mà moi lên. Tuần lại ưu tư hỏi thêm, chú chôn ngay ở gốc cây trứng cá à? Ông Hải Kim gật đầu. Ừ, cách gốc cây đổ hơn một gang tay về phía nhà bếp. Thật ra thì chỗ đó là cái hang chuột. Hôm mày với vợ mày bảo tao là nó sắp kiểm kê thì tao nhét vội xuống đó lấp đất lên. 7-8 ngày chúng nó sục sạo ở trong nhà, chả chừa chỗ nào. Nhưng chúng nó không có ngờ là chú lại giấu ở ngay ở ngoài gốc cây. Tuần đột ngột nói, nhưng mà chú ạ, cháu nghe nói vàng mà chôn dưới đất nó chạy đấy chú ạ. Ông Hải Kim chố mắt nhìn Tuần kinh ngạc. Cái thằng nghèo mạt dẹp này sao cũng biết chuyện vàng chạy? Hay là nó có của mà nó giấu mình? Ông chợt hối hận đã phun ra chuyện bí mật này cho Tuần biết, và chăm chú nhìn đôi mắt Tuần xem có dấu hiệu gì chứng tỏ Tuần là đứa gian ác như sách ma y thần tướng đã dạy hay không. Tuần thì không chú ý, chàng ngẫm nghĩ rồi nói, công an phường thì cháu có quen thằng Cửu. Tính thằng này thì ham chơi lắm, cháu thường rủ nó đi uống cà phê và nói xin lỗi chú tụi cháu lén xuống xóm chơi bời nữa. Hay là để cháu bảo riêng nó, đào được thì mình chia cho nó một ít. Ông Hải Kim giơ tay ngăn lại. Này, chớ có giọng. Người nhà còn chả tin được, huống hồ là công an. Ông chợt thấy mình lỡ lời. Người nhà còn chả tin được, thế thì Tuần là cái gì mà ông dám kể chuyện này? Ông vội chữa lại. Chú thấy chỉ có cháu thôi, có mình cháu là người nặng tình nghĩa ruột thịt, nên mới nói riêng với cháu. Được thì chú cháu mình cùng hưởng, nhưng cháu nhớ kín miệng, lộ ra là đi tù cả nút đích. Những ngày kế tiếp, Tuần khổ sở còn hơn ông Hải Kim. Ông chú nói ra được chuyện bí mật thì lòng cũng nhẹ bớt phần nào. Nhưng còn thằng cháu, vì được ông chú tín cẩn phó thác chuyện quan trọng, đâm ra thao thức tính toán. 3 ngày Tết, chàng cứ thẫn thờ như kẻ mất hồn. Nhiều khi vợ hỏi, cũng đãng trí quên cả trả lời. Làm thế nào để lấy ra 40 lạng vàng đang nằm trong trụ sở công an kia? 40 lạng vàng năm 82 là cả một gia tài vĩ đại. Bao nhiêu năm đi ngang căn nhà cũ của ông Hải Kim, ít khi Tuần chú ý. Nhưng từ ngày biết số vàng còn nằm trong đó, hễ có dịp đạp xích lô đi qua, Tuần đều chừng chừng ngó vào, soi mói. Chàng tìm cách leo lên nóc nhà kế bên để nhìn xuống cái sân sau có cây trứng cá mà ông Hải Kim đã mô tả. Chàng thấy cây trứng cá vẫn còn đó. Dưới gốc là cái chuồng gà và chiếc lu sành chứa nước mưa. 3-4 tháng trôi qua, ông Hải Kim càng lo âu. Mối lo cũ là vàng đã biến mất vẫn còn trong đầu, thì lại thêm mối lo mới là nhỡ rủi thằng cháu lấy được nhưng không trả. Có đêm ông giật mình ngồi bật dậy vì một ý tưởng khủng khiếp thoáng đến với ông. Biết đâu chừng mấy tháng nay Tuần đã âm mưu cùng thằng Kiều nào đó lấy hết số vàng chia nhau mất rồi. Sáng sớm ông chờ Tuần vừa bước chân khỏi giường đã hỏi ngay, thế nào cháu, có tính được kế gì không? Tuần khổ sở đáp, chưa chú ạ. Rồi Tuần kiếm cách ra trụ sở công an xin giấy. May quá gặp ngày Kiều trực ban. Tuần bạo dạn ghé tai Kiều nói, cho tớ ra sau nhà đi tiểu tí nhé. Kiều lưỡng lự rồi đáp, đi đi. Chàng đi tuốt ra sân sau, hồi hộp nhìn cây trứng cá trồng sát bức tường gạch cũ kỹ đã nứt nẻ. Phía trên có chằng kẽm gai và ngọn cây lấp ló vươn lên khỏi hàng rào. Gã công an hậu cần đang vặt sau, nhìn Tuần ngạc nhiên. Mò đi đâu thế này? Tuần cười ngượng nghịu. Xin anh cho nó đi giải nhờ một tí ạ.
Gã công an cũng quen Tuần nên không gay gắt lắm, chỉ nhẹ nhàng bảo: "Nhà đái ở trong bếp ấy, ra chi đây?" Tuần xin lỗi rồi quay vào. Câu chuyện chỉ có thế, nhưng Tuần kể cũng kể lể thật chi tiết cho ông chú nghe. Ông Hải Kim coi đó như một bước tiến đầu tiên rất đáng khích lệ. Ông bàn với Tuần: "Hay là liều lĩnh leo bức tường phía sau, nửa đêm lèn vào, bới gốc cây lên." Tuần suy nghĩ và thấy kế hoạch đó táo bạo quá. Cả đời chàng chưa đi ăn trộm bao giờ, huống chi lại ăn trộm nhà công an. Nó bắn cho thì bỏ mẹ. Hôm sau, Tuần rủ Cửu đi ăn phở và làm một vòng ăn chơi tận Chợ Lớn. Cửu vốn là đứa công an hổ hóa nên đi ngay lập tức. Tuần hỏi thăm vu vơ đời sống trong trụ sở, thói quen ăn ngủ và giải trí của Cửu cùng các đồng nghiệp gian ác khác, khiến Cửu ngạc nhiên vì quen Tuần đã mấy năm, hôm nay sao tự nhiên Tuần lại có vẻ thân tình như vậy. Nhưng gã mê hưởng thụ nên chuyện cảnh giác tạm gạt qua một bên. Tuần về báo cáo ngay cho ông chú biết. Ông Hải Kim lại vui thêm một lần nữa, mặc dầu cả hai bước tiến của Tuần, đột nhập vào phía sau làm bộ đi tiểu và tốn mớ bạc bao thằng Cửu ăn chơi, thực sự ra không giúp ích gì cho việc đào vàng. Nửa năm nữa lại trôi qua, ông Hải Kim già hẳn đi. Ông tuyệt vọng lắm rồi. Có lẽ đành chết già trong con hẻm nhỏ này mà thôi. Biết đời nào nhìn lại được gói vàng quý giá ấy. Tuần cũng khắc khoải không kém. Hai chú cháu nhìn nhau, thở dài thườn thượt. Cho đến một hôm, Tuần đạp xe ngang, tình cờ thấy chiếc ba gác đang đổ gạch cát xi măng xuống trước cửa trụ sở ban công an để Cửu và một thằng khác khuân vào. Tuần thắng xe lại, dừng lại hỏi: "Xây nhà đấy à anh Cửu?" Cửu ngẩng lên, đưa tay lau mồ hôi: "Chữa lại cái tường phía sau bị lở." Tuần lại tò mò hỏi thêm: "Sụp tường à?" Cửu đáp: "Ừ, lở đến nửa năm rồi đấy chứ, mãi đến bây giờ phòng vật tư mới chịu bán xi măng." Tuần xuống xe, đến ngồi xổm bên đống cát và nói với Cửu: "Mấy anh mà cũng biết cả nghề thợ nề nữa à?" Cửu cười: "Biết cái máu gì, thôi cụ Chu đến chữa đấy chứ." Tuần gật gù, bâng khuâng nói: "Thế à?" Rồi chàng chào Cửu và quay xe về, suy nghĩ mãi. Vợ chàng thấy chàng về sớm, ngạc nhiên hỏi: "Ơ, sao lại về sớm thế này?" Tuần uể oải đáp: "Mệt quá, nghỉ một buổi, chiều khỏe thì lại đạp lại." Tuần ngồi thừ ở phòng khách, nghĩ cách theo ông Chu vào trụ sở ban công an. Đối với vợ chồng Tuần, cụ Chu là người hàng xóm vui tính và thân thiết, ở cách chàng có mấy căn trong con hẻm nhỏ. Cụ già rồi, không còn đi làm được nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn lãnh các việc lặt vặt cho lối xóm. Tuần ngồi bật lên, khoác áo đi sang bên đó. Đến trước nhà cụ Chu, thấy bóng cụ thấp thoáng sau bếp, Tuần ho mạnh làm hiệu. Ông lão nhìn ra, gọi lớn: "Tuần đấy à, hôm nay không chạy xe, vào hút thuốc." Tuần ung dung đi vào, ngồi ngay xuống kể lể: "À, con định bỏ nghề luôn cụ ạ." À, cụ Chu trợn tròn mắt: "Bỏ nghề? Chỉ nói dại, trai trẻ không đạp xe định làm trò trống gì mà kiếm ăn?" Tuần đã chuẩn bị sẵn nên giải thích: "Thưa, chả giấu gì cụ, con định xin vào làm cho công ty xây cất, nhưng mà họ đòi phải biết qua loa công việc một tí, thành thử ra con định sang xin cụ truyền nghề cho con." Ông cụ cười: "Học nghề ấy à, học cả đời còn chửa đi đến đâu mà học dăm hôm vài bữa thì ăn thua mẹ gì." Rồi ông say sưa kể lể hơn 40 năm kinh nghiệm mà ông rất hãnh diện, từ việc nhỏ như tráng xi măng cái sân đến những dự án lớn như cất nhà lầu. Cả đời chưa ai dám phàn nàn về tay nghề của ông. Tuần kiên nhẫn lắng nghe,
chờ dịp để bày tỏ ý định của mình. Vậy thì cụ cho con theo nhé. Từ hôm nay hễ mà cụ đi làm ở đâu thì con xin xách đồ nghề theo cụ. Cụ sai gì con làm đấy. Ông Chu vẫn chưa dứt ý. Đã lâu lắm mới có một người chịu hỏi han về nghề thợ nề cao quý và tỏ ý thán phục tài năng của cụ, nên cụ không thể bỏ lỡ cơ hội trình bày ngay thành tích của mình. Cậu thấy không? Đến công an còn phải biết tiếng tôi cơ mà. Tuần vội chộp ngay. Thưa cụ sắp làm nhà cho công an. Ông Chu chép miệng nói. Nhà với cửa cái gì, họ nhờ sửa cái tường. Nói xin lỗi việc ấy thì tôi chỉ búng ngón tay là xong. Tuần đưa đầy. Nghe cụ nói con ham quá. Hôm nào cụ nhận việc cụ cho con theo nhé. Ông Chu chỉ đáp gọn lòn. Sáng mai thì tao bắt đầu. Tuần hân hoan đứng dậy và nói. Vâng, thế thì sáng mai cụ cho con theo, con sẽ qua cụ sớm. Tuần chào cụ Chu rồi ra về. Thực ra thì không phải công an biết tiếng cụ vì cụ làm giỏi, mà họ thuê cụ chỉ vì cụ làm kỹ mà lại lấy công rẻ. Nhưng chớ có dại mà mướn cụ trả tiền công nhật, vì tính cụ rất kề cà. Công việc nhiều khi chỉ cần một ngày, nhưng cụ cũng kéo ra 2-3 bữa. Lối xóm biết thế nên họ thường chỉ khoán trắng cho cụ, bao giờ xong cũng được. Được Tuần nhận làm đệ tử, cụ Chu khoái chí lắm. Sẽ có nhiều dịp cụ khoe với người khác về việc Tuần năn nỉ cụ cho theo học. Suốt ngày hôm đó, Tuần hồi hộp chờ đợi. Thời giờ trôi qua sao quá chậm. Chàng đi ra đi vào, sốt ruột. Chàng kể cho ông Hải Kim kế hoạch của mình. Ông Hải Kim khuyên chàng là nên mặc quần dài, áo rộng, để nếu moi được vàng thì dễ nhét vào người mang về. Tuần cả quyết. Cháu đã tính xong cả rồi, xin chú cứ an tâm. Hôm sau, Tuần giấu theo một con dao dài to bản, bỏ chung vào thùng đồ nghề của cụ Chu. Vợ chàng kinh ngạc thấy chồng không đẩy xe ra như thường lệ. Ưu Tư hỏi Tuần. Ơ hay, đạp xích lô đang kiếm ăn được, sao tự dưng lại nghỉ là thế nào? Tuần giải thích. Người ta mướn mấy hôm, trả tiền hậu lắm, dịp may để anh nghỉ chân. Vợ Tuần không tin, vì làm cho công an thì có bao giờ lại được trả lương hậu. Nhưng chị ngại không dám hỏi thêm. Mấy gã công an quen mặt thấy Tuần xách đồ nghề theo ông Chu cũng lấy làm lạ. Mỗi đứa hỏi một câu, Tuần đều lặp lại. Tôi bị sưng chân không đạp xe được. Nằm nhà thì tù túng quá. Chả giấu gì các anh, tôi thích lao động. Ngồi một chỗ không chịu được nên theo cụ Chu học nghề. Câu nói làm dáng thích lao động của Tuần không được bọn công an chú ý cho lắm. Công an nhân dân của Sài Gòn năm 82 không còn là thứ công an chính hiệu vô sản 7-8 năm về trước. Chúng biết Tuần không ham lao động, cũng như chúng, nếu có thì cũng chỉ vì tiền mà thôi. Công việc đầu tiên của Tuần là theo lệnh ông Chu tháo dây kẽm và phá đi bức tường cũ. Lúc nào tâm trí chàng cũng ưu tư về cái gốc cây trứng cá mà chàng vừa nhấc bỏ lu nước với cái chuồng gà sang một bên. Đám công an nhàn rỗi, lâu lâu lại kéo ra một vài đứa, ngồi xổm nhìn Tuần làm việc. Mặc dầu công việc cũng chẳng có gì đáng nhìn. Gần hết một ngày, Tuần thấy không có chút hy vọng nào sáng sủa hết. Ông Hải Kim ở nhà thì đúng là ngồi trên đống lửa. Ông lo đủ thứ. Từ chuyện lỡ rủi ro Tuần bị bắt quả tang, khai ra tên ông thì ông sẽ bị vào tù. Tới chuyện Tuần và ông Chu có thể bí mật thông đồng với nhau để qua mặt ông. Dù ít khi gặp mặt ông Chu, nhưng tự nhiên trong giây lát, ông Hải Kim cũng hình dung ra cặp mắt của ông Chu thuộc loại gian ác. Nhưng dù nghĩ gì, ông Hải Kim cũng nhất định không rời khỏi nhà dù chỉ một phút.
Đúng ra thì ông ngồi thường trực ngay trên bậc cửa ra vào, vì sợ bất thần Tuần đào được vàng trở về không thấy ông sẽ nảy ra lòng tham chăng. Xế chiều, khi bóng Tuần vừa vào tới đầu ngõ, ông đã xông ra đón và đăm đăm nhìn. Ông không nhìn mặt Tuần xem nỗi vui hay buồn, mà ông chăm chú theo dõi toàn thân Tuần để đoán thử xem chàng có giấu thứ gì lạ trong quần áo hay không. Tuần lắc đầu trước khi ông hỏi. Chưa được chú ạ, cả đám công an cứ quanh quẩn ở sân không làm gì được. Ông Hải Kim thấy cần phải có thêm đôi lời động viên thằng cháu, mà mục tiêu tối hậu vẫn là để Tuần đừng có phản ông. Không biết tại sao ông cứ đinh ninh rằng thể nào Tuần cũng lấy lại được vàng, và mối lo âu lớn lao nhất làm ông tốn thì giờ suy nghĩ nhất vẫn là đề phòng Tuần sẽ gạt gẫm ông. Ông mở đầu bằng vài câu ân tình cũ kỹ rồi minh bạch trả giá. À, cháu ạ, chú biết là cháu chả cần đâu, nhưng mà nếu lấy được thì chú tặng cháu hẳn 10 lượng làm vốn. Tuần chỉ cười không nói gì. Ông Hải Kim biết số vàng 10 lạng hơi ít đối với công lao của Tuần. Ông đã toan tăng thêm lên, nhưng rồi lại thôi. 10 lạng vàng, nó chỉ là một thằng cháu nghèo bẩm sinh mà ông lãng quên gần 30 năm nay. Với cuộc sống êm đềm hiện tại, với nhu cầu đơn giản, nó đâu có cần tiền nhiều như ông. Hôm sau bắt tay vào công việc xây cất, ông Chu dạy Tuần cách thức trộn hồ, cách xếp gạch, chặt gạch và đo đường thẳng mà không cần dùng thước. Ông nói tỉ mỉ và hãnh diện. Tuần kiên nhẫn lắng nghe, có ý câu giờ, may ra công việc có thể kéo dài thêm vài hôm nữa thì càng tốt. Ông cụ bảo Tuần, không có mày, tao chỉ làm vèo một buổi là xong. Nhưng mà mày đã muốn học thì phải học cho ra học, phải chú trọng đến mỹ thuật. Đừng có mà cái dở thói qua loa cho xong, cơm nhà chúa múa tối ngày, mang tiếng lắm. Châu chết để ra, người ta chết để tiếng. Ông nói luôn miệng, yêu đời như trẻ thơ. Cứ xây được một hàng gạch, ông lại dừng tay, lùi ra xa ngắm nghía, gật đầu, ư ử ngâm mấy câu kiều mà Tuần vẫn thường nghe người ta hát. Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Trăm năm trong cõi người tạo. Thêm một ngày bề ngoài vui vẻ mà trong lòng như lửa đốt, Tuần lững thững trở về tay không. Ông Hải Kim lại đón chàng bằng bộ mặt cũ, bằng những lời ân nghĩa cũ, và Tuần cũng trả lời bằng những câu tương tự của hôm trước. Cuối cùng chàng an ủi, chú cứ an lòng, có lẽ công việc kéo dài thêm được độ 2 hôm nữa. Ngày mai cháu sẽ cố ra tay. 2 ngày đầu tuy chẳng đào được vàng, nhưng cũng giúp Tuần biết rõ thói quen ăn ngủ của đám công an. Trở ngại của chàng bây giờ là ông Chu, chứ không phải là bọn công an nữa. Bởi vì bữa cơm trưa tập thể của cả trụ sở thường diễn ra lúc khoảng 12 giờ và kéo dài tới hơn nửa tiếng đồng hồ, thừa sức cho Tuần đào sới. Nhưng sự hiện diện của cụ Chu tại đó làm chàng e ngại. Tuần đang lo âu thì một chuyện bất ngờ xảy ra. Gần tới bữa ăn, gã trưởng ban đột ngột chạy ra sau xem bức tường xây dở và bảo cụ Chu, này ông cụ, chặt bỏ cái cây kia đi. Tường á, sở dĩ nứt là vì rễ cây nhớn quá, ăn sâu dưới đất đâm vào chân tường đấy. Chặt đi cụ nhé. Tuần vồ ngay lấy cơ hội. Cụ ơi, cụ về ăn cơm nghỉ trưa đi. Con ở lại con đốn cây cho cụ, chỉ nửa giờ là xong. Nhưng ông Chu nói như mắng, mày biết cái gì mà mày đòi đốn cây, ngộ nhỡ nó ngã ra ngoài sập mái nhà người ta thì làm sao? Tuần cả quyết, con làm được mà cụ. Cụ Chu ngẫm nghĩ rồi cầm con dao dứ vào thân cây và giảng, mày muốn làm tao cho mày làm, nhưng phải xem đây này. Muốn cho cây đổ về phía nào phải chặt xiên mấy nhát mở miệng về phía đó trước,
rồi mới chặt phía đối diện, cao hơn vết chặt bên kia khoảng một gang. Như thế, nó sẽ đổ về cái phía mà mình đã mở miệng. Nhớ đấy! Ông cụ dặn xong ra về. Trong nhà, bọn công an lục tục lôi chén bát ra chuẩn bị bữa trưa. Tuần hồi hộp nhấc một bao xi măng và mấy viên gạch đặt ở gốc cây trứng cá để đề phòng khi đang moi. Nếu có ai thấy, chàng sẽ lấp lại ngay. Vừa làm, Tuần vừa lấm lét nhìn vào phía trong. Đám công an chia nhau ngồi hai bên chiếc bàn dài, bắt đầu dùng bữa. Mùi thịt kho đưa ra thoang thoảng, làm Tuần chợt nhớ ra là từ sáng đến giờ, vì hồi hộp và ưu tư, chàng chưa ăn miếng gì vào bụng. Tuần liếc mắt vào bếp một lần nữa, rồi bắt đầu dí mũi dao xuống đất. Tim chàng đập thình thịch, mồ hôi vã ra, chảy đầm đìa hai bên má. Cứ ấn được một nhát, chàng lại ngẩng lên, nhìn vào trong bếp. Và đào được khoảng một gang tay, thì bỗng thằng Cửu bưng bát cơm, vừa và lấy và để, vừa bước ra sân sau. Gã nhồm nhòm nhai và hỏi Tuần: "Thế không về ăn trưa à? Định lòng thông tầm luôn hay sao đây?" Tuần vội lấy mấy cục gạch hất xuống che cái lỗ vừa đào và ngẩng lên đáp: "Tính cụ Chu cũi khề khà lắm, có cái tường mà chả biết đến bao giờ mới xong. Tôi cứ phải dục như là dục đò." Cửu cũng biết thế, nhưng chưa kịp lên tiếng phụ họa để phê bình cụ thì bên trong bỗng có tiếng gọi: "Này Cửu, phòng vật tư quận mới điện xuống hỏi cái phiếu xuất kho cậu cầm nhầm về. Giả lại ngay cho người ta, để người ta vào sổ. Ăn xong chạy ngay lên đưa cho họ. Mai kia có việc cần gì thì nó mới bán cho." Cửu quay vào và ngồi luôn không ra nữa. Tuần mừng rỡ moi gạch lên và lại đào tiếp. Chàng quăng con dao thọc tay xuống vục đất, và chỉ một phút sau, mấy ngón tay chàng chạm vào tờ giấy báo đã ẩm rách. Chàng nín thở, vục cả hai bàn tay xuống và moi lên, rồi nhanh nhẹn lấp đất lại, xóa hết mọi dấu vết của cái hang chuột cũ. Trong nhà, đám công an vừa đổi đề tài, nói một chuyện gì đó mà cả bọn rú lên cười. Tuần cầm dao, chặt vài nhát vào gốc cây trứng cá để họ biết là Tuần đang làm việc, rồi để nguyên con dao cắm vào thân cây, cúi xuống cầm gói vàng lên. Thế là mọi tính toán của chàng êm xuôi cả. Gói vàng bọc trong tờ tin sáng vẫn còn nguyên. Tuần nhét vội vào bụng và lấm lét ra về. Ông Hải Kim đang ngồi buồn ngoài hiên, thấy Tuần đứng bật dậy. Ông chưa kịp lên tiếng, Tuần đã đưa mắt làm hiệu, gọi ông theo vào tận trong bếp. Tuần không nói gì, lôi gói vàng trao cho ông. Hai bàn tay run lẩy bẩy, mặt tái mét. Ông Hải Kim hỏi: "Còn đủ không?" Tuần hồi hộp đáp: "Cháu chưa có thì giờ đếm, chú xem đi, chú xem hộ cháu đi." Cả hai cùng không chú ý đến câu hỏi vô nghĩa của ông Hải Kim. Nếu mất thì đã mất tất cả, đứa nào ngu moi lên lấy vài lạng rồi lại chôn xuống làm gì? Tuần bỏ ông chú một mình với 40 lạng vàng, chàng vội vã trở lại đốn cây trứng cá. Hai bàn tay ông Hải Kim vẫn run lẩy bẩy, những miếng vàng hiện ra trước mắt như trong một giấc mơ hỗn độn đầy chi tiết kỳ lạ. Ông cất vào đáy vali rồi ngồi thừ người tính toán. Trong giây lát, ông đã quên hẳn cái dĩ vãng xác xơ mới cách đây nửa tiếng đồng hồ còn bám chặt lấy ông, quên hẳn lối suy nghĩ tương đối lương thiện của một kẻ nghèo để trở về cái quá khứ tuy không vàng son như thuở trước, nhưng cũng đủ cho ông tạo lại cuộc sống dư giả. Tự nhiên ông hối hận vô cùng, vì một phút mềm lòng đã hứa tặng thằng cháu tới 10 lạng. Bây giờ ông mới thấy tiếc, đúng là to đầu mà dại. Đành rằng thằng cháu có công nuôi ông 2 năm nay, đành rằng việc lấy lại số vàng này hoàn toàn là do tay nó. Nhưng so sánh giữa ông với nó thế nào được? Mất nước, ông mất quá nhiều,
chứ thằng Tuần có mất cái gì? Ông mất hàng trăm lượng vàng, mất những bữa tiệc linh đình, những canh bạc thâu đêm, những ngày lén vợ con để nhất dạ đế vương trong chợ lớn, mất nếp sống thụ hưởng bên lề cuộc chiến, mất những chuyến hàng lậu làm giàu trong nháy mắt. Còn thằng cháu Hàn Vi Kinh Niên kia, vốn chỉ là thằng binh nhì địa phương quân, lương không đủ tiêu 10 ngày, bây giờ về đạp xích lô là đúng lắm rồi. Bởi thế, 10 lạng vàng cho nó thì quá nhiều, mà 30 lạng vàng giữ lại cho ông thì chẳng thấm vào đâu. Ông quyết định rút xuống còn 5 lượng, và định khi đưa, ông sẽ khôn ngoan chỉ trao 3 lượng trước, rồi chờ nó năn nỉ, ông mới ném thêm 2 lạng nữa để tỏ sự rộng lượng. Ông dặn lòng mình phải cương quyết, chỉ cho Tuần 5 lạng, dù nó mắng chửi, nguyền rủa ông bạc nghĩa và thất hứa. Dứt khoát với lòng mình xong, ông thu xếp hành trang, dọn tất cả những thứ cần thiết vào 2 chiếc vali cũ. Không thể ở nán lại đây lâu, khi đã có hơn 30 lượng vàng. Thằng cháu trong lúc giận ông keo kiệt, có thể lớn tiếng, câu chuyện bị lộ, đưa ông vào tù như chơi. Buổi tối Tuần đi làm về, ông vui vẻ nói chuyện huyên thuyên, nhưng tuyệt nhiên không đả động gì đến số vàng ông đã hứa cho Tuần. Chàng cũng không hỏi, vì nghĩ rằng ông Hải Kim ngại nói đến vấn đề đó trước mặt vợ chàng. Sáng hôm sau, Tuần vừa thức giấc đã thấy ông chú ngồi sẵn ở mép giường uống trà hút thuốc. Vợ Tuần chưa dậy, ông Hải Kim nắm chặt bàn tay quả quyết, rồi gọi Tuần lại, nói nhỏ vài lời cảm ơn để nhập đề cho câu chuyện chính là chia của. Ông bảo: "Cháu ạ, chú thím chẳng may mất cả gia sản, đưa nhau lên sống mãi trên rừng, cơ cực đã mấy năm nay. Nhờ trời thương, bây giờ lấy lại được ít vốn cũ. Chú định lo cái hộ khẩu ở thành phố, chắc cũng mất đến 10 lạng là ít. Rồi phải mua căn nhà cũng tốn món tiền nhớn. Có còn được chút ít thì để thím mày với các em làm vốn buôn bán. 2 năm nay chú thấy vợ chồng mày ăn nên làm ra, chú cũng mừng. Bây giờ chú gửi mày 3 lạng, gọi là lấy thảo." Ông ngừng lại, vì thấy nói thế cũng đã đủ hết các lý lẽ để biện hộ cho việc nuốt lời hứa của mình rồi. Trong đầu, ông chuẩn bị sẵn những câu để đối đáp, và tay trái thọc vào túi quần, cầm sẵn 2 lạng vàng, chờ Tuần năn nỉ thì đưa ngay. Nhưng Tuần vẫn cười bình thản, đẩy tay ông lại. Vừa lúc ấy, vợ Tuần trong nhà đi ra. Chị đang nằm lim dim thì thoáng nghe được mẩu đối thoại quan trọng, nên phải lật đật chạy ra và nói: "Thôi, thôi chú ạ. Của chú thì chúng cháu xin gửi lại chú cả. Khi nào cần thì chúng cháu sẽ xin." Ông Hải Kim há hốc mồm kinh ngạc. Ông cố định thần nhìn xem có phải vợ chồng Tuần đang hờn dỗi hay không. Nhưng rõ ràng ông thấy cả hai đều rất chân thành. Ông nhét vàng vào túi, cười ngượng nghịu và nói: "Thế cũng được. Ừ, cần thì bảo chú một tiếng nhé." Dứt lời, ông xách vali bước nhanh ra cửa.